Quan thần, hạ tưởng. Tập 16. Lời nói của Khâu Tự Phong đủ nặng nề, Phó Chủ tịch huyện Dương không hề nói một lời, thân mình có chút run rẩy. Hạ tưởng mới đến, mặc dù không biết chân tướng sự việc, nhưng cũng nghe ra được 7-8 phần. Hắn nghĩ thầm rằng nếu như Khâu Tự Phong thật sự là đứng ở góc độ công tác mà phê bình Phó Chủ tịch huyện Dương thì tuy lời nói nặng cũng không phải là chỉ trích quá nặng. Nhưng nếu như trong đó có tình cảm cá nhân, là bởi vì bất hòa với Phó Chủ tịch huyện Dương mà mượn cơ hội chèn ép thì như thế có thể thấy được nhân phẩm của Khâu Tự Phong là như thế nào. Nhưng thật ra, thái độ của Thịnh Đại lại ra ngoài dự liệu của hắn. Hiện giờ những cán bộ lãnh đạo có gan dám đứng ra gánh vác trách nhiệm của chính mình cũng rất ít, còn có gan đứng ra gánh vác một phần trách nhiệm của người khác thì lại càng ít hơn. Chương 224, không ngờ vớ phải một cục diện rối rắm. Cường Giang Hải nhấc tay lên. Chủ tịch huyện Khâu nói đúng. Ban bệ chính quyền là một tập thể, ai nấy đều được phân công công tác, mọi người đều phải chú ý tốt lĩnh vực của mình. Nếu đều đã có phạm vi chức trách của mình thì lĩnh vực của ai xảy ra vấn đề thì người đó sẽ chịu trách nhiệm. Nếu một người xảy ra vấn đề mà trách nhiệm lại đòi mọi người đều phải gánh vác thì rõ ràng là không cần phân công ra làm gì, phải không? Tôi cảm thấy chuyện này Phó Chủ tịch huyện Đức Hoa là người chịu trách nhiệm lãnh đạo chủ yếu, phải kiểm tra sâu sắc. Phó Chủ tịch huyện Dương có tên đầy đủ là Dương Đức Hoa. Hai vị Phó Chủ tịch huyện khác, một người là Đặng Tuấn Kiệt, một người là Ngũ Minh Lược. Hai người liếc nhau, đều cúi đầu và không nói câu nào. Khâu Tự Phong liếc mắt nhìn Thịnh Đại một cái. Lão Thịnh còn có ý kiến gì nữa không? Thịnh Đại cười tủm tỉm khoát tay áo. Tôi phục tùng quyết định của tổ chức. Thỏa hiệp nhanh như vậy sao? Hạ tưởng có chút mở rộng tầm mắt. Xem ra một phen thể hiện vừa rồi của Thịnh Đại hay là tỏ ý thuận theo đa số bất quá đều là giả vờ làm người tốt mà thôi. Khâu Tự Phong liền hỏi tiếp. Phó Chủ tịch huyện Đức Hoa, anh còn cái gì muốn giải thích nữa không? Dương Đức Hoa đột nhiên đứng lên, không kiềm chế được sự giận dữ, nói. Khâu Tự Phong, rõ ràng là anh đưa ra sách lược, tôi chẳng qua chỉ là chấp hành làm theo mà thôi. Bây giờ đầu tư mất hút thì anh lại đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên người tôi. Anh quá đáng quá rồi đấy. Làm ra thành tích thì là công của anh, còn một khi thất bại thì trách nhiệm lại do chúng tôi gánh vác. Anh còn có chút lòng khoan dung nào nữa hay không? Anh còn có lòng dạ của một chủ tịch huyện nữa hay không? Hạ tưởng thầm lắc đầu. Phó chủ tịch huyện Dương nói sai rồi. Chẳng phải đã nói quan lên chức càng lớn thì ý chí lại càng rộng. Giống như một hoàng đế ở cổ đại, đã là người cao nhất rồi còn sợ người khác nói xấu mình hàng ngày. Một người trèo lên cao rồi lại càng hấp dẫn sự chú ý của những người khác. Nhiều người chú ý, tự nhiên sẽ có nhiều tiếng nói khác nhau, nói dễ nghe hay khó nghe đều có cả. Thế giới này không phải là đồng nhất, lòng người cũng lung tung, có đủ loại giọng điệu cũng là chuyện bình thường. Có điều thường là một người càng lên cao thì lại càng tự phụ tự đại, lại càng không chấp nhận nổi cấp dưới nói xấu mình, cho dù là nói xấu sau lưng. Đến cả nói xấu sau lưng còn không nghe được, huống hồ gì là giáp mặt chỉ trích. Khâu Tự Phong trên mặt lạnh lùng như băng. Phó Chủ tịch huyện Đức Hoa, anh còn hỏi tôi không có lòng khoan dung. Anh thì sao? Bản thân cá nhân anh năng lực có hạn, là nguyên nhân chủ yếu trực tiếp khiến cho việc kêu gọi đầu tư thất bại. Anh không có gì phải nghĩ lại à? Đã thế, lại còn trốn tránh, đổ trách nhiệm lên ban bệ chính quyền nữa. Thân là một phó chủ tịch huyện lâu năm, tôi kính trọng tuổi của anh, nhưng thân là một phó chủ tịch huyện được Ủy ban Nhân dân huyện An phân công quản lý du lịch, lại thất trách trong phạm vi chức trách của mình thì phải truy cứu trách nhiệm của anh. Dương Đức Hoa khoát tay, cắt ngang lời nói của Khâu Tự Phong. Chủ tịch huyện Khâu, anh không cần nói nữa. Tôi già rồi nhiều bệnh, gần đây cảm thấy đã cố hết sức rồi. Bác sĩ đã đề nghị tôi nên dưỡng bệnh nửa năm, vừa lúc có chuyện này, tôi xin phép chủ tịch huyện Khâu, hy vọng chủ tịch huyện Khâu có thể phê chuẩn. Cường Giang Hải bất mãn nói. Lão Dương, anh đây là quảng gánh lo đi, anh đây là trốn việc. Khâu Tự Phong sửng sốt một lát, bỗng nhiên nở nụ cười. Cũng tốt. Quả thật gần đây thân thể Lão Dương có chút yếu, đúng là nên nghỉ ngơi thật tốt đi. Như vậy, anh cảm thấy toàn bộ công việc trong mảng du lịch mà anh được phân công quản lý này nên giao cho ai tạm thời trông coi đây? Việc thu hút đầu tư cho du lịch bị thất bại, hiện giờ phòng du lịch là nơi cục diện rối rắm, ai cũng không muốn dính đến trên đầu mình. Dương Đức Hoa đảo mắt nhìn qua, mấy vị phó chủ tịch huyện, bao gồm cả Thịnh Đại đều cúi đầu, tránh né ánh mắt của ông.
Cuối cùng, ánh mắt ông dừng lại trên người Hạ Tưởng, thấy Hạ Tưởng vẻ mặt có biểu tình thoải mái ung dung, liền gật đầu với hắn rồi xoay người nói với Khâu Tự Phong. Tôi thấy tạm thời giao cho Phó Chủ tịch huyện Hạ quản lý đi. Tuổi trẻ có lắm ý tưởng, lại là người đến từ thành phố Yến, có khi sẽ có ý tưởng mới cởi mở cục diện này. Nói thật, mặc dù hiện giờ du lịch là một mớ rối rắm, nhưng Khâu Tự Phong cũng không muốn giao cho Hạ Tưởng. Y cảm thấy Hạ Tưởng được phân công quản lý văn hóa giáo dục và môi trường đã là được rồi. Hắn còn trẻ như thế thì liệu có năng lực công tác gì chứ? Hơn nữa hắn lại còn là người của Lý Đinh Sơn, phạm vi phân công quản lý cho hắn càng ít càng tốt, có thể giảm bớt sức ảnh hưởng của Lý Đinh Sơn đối với bên chính quyền ủy ban. Suy nghĩ một chút, Khâu Tự Phong cảm thấy không bằng cứ giao cho người của Thịnh Đại quản lý một thời gian ngắn. Thịnh Đại là phó chủ tịch thường trực huyện, thêm một phần công việc nữa cũng là bình thường thôi, cũng sẽ không phản đối gì cả đâu. Nhưng trong khi Khâu Tự Phong còn chưa kịp mở miệng thì Thịnh Đại đã vỗ cái bàn đánh, bốp một tiếng, rồi lớn giọng trầm trồ khen ngợi. Lão Dương đề nghị rất hay, tôi hoàn toàn tán thành. Chúng ta ở huyện An công tác đã một thời gian dài, tầm nhìn cũng có chút hạn chế. Phó chủ tịch huyện Tiểu Hạ mới đến, ý tưởng sinh động, chắc chắn có thể mang tới luồng gió mới, mở ra cục diện được. Tôi đồng ý với đề nghị của Lão Dương. Hai vị phó chủ tịch huyện còn lại thấy chuyện xấu không bị rơi xuống đầu mình thì cũng vội vàng giơ tay tỏ vẻ đồng ý. Cường Giang Hải cũng là xuất phát từ tâm lý muốn tự bảo vệ mình, sợ là Khâu Tự Phong tâm huyết dâng trào lại phân công mảng du lịch cho gã quản lý thì chết dở. Gã cũng vội vàng tỏ rõ thái độ. Tôi cũng tán thành đề nghị của phó chủ tịch huyện Dương. Khâu Tự Phong thầm mắng Cường Giang Hải một câu, nhưng y lại không tiện bỏ qua không cân nhắc ý kiến của mọi người. Cho nên y cũng đành phải hỏi Hạ Tưởng một câu. Phó chủ tịch huyện Tiểu Hạ có ý kiến gì không? Hạ Tưởng thật đúng là không có ý kiến gì. Du lịch là ngành trụ cột của huyện An. Hiện giờ bởi vì việc thu hút đầu tư thất bại mà triển vọng ảm đạm, hắn tiếp nhận thì cũng không có khả năng làm cho ngành này cải tử hoàn sinh chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng cũng sẽ không như lời của Khâu Tự Phong là lượng du khách đến bị giảm đi. Hắn có ưu thế hơn Khâu Tự Phong ở chỗ hắn là người thành phố Yến, rất hiểu biết mỗi đặc điểm quyết định lưu lượng du khách khác nhau của khu du lịch Tam Thạch và khu du lịch Tam Thủy. Nhóm du khách đến hai khu du lịch này trùng hợp không nhiều lắm. Mà cho dù có, cũng sẽ không bởi vì khu du lịch Tam Thủy mở rộng mà không đến chơi ở Tam Thạch. Tam Thạch và Tam Thủy là hai khu du lịch, cũng giống như tên, Tam Thạch chủ yếu là có kỳ thạch đá núi kỳ lạ mà Tam Thủy thì nổi tiếng vì nước. Định vị của hai khu du lịch khác nhau, nhưng đối với người thành phố Yến mà nói thì lại có điểm tương đồng. Người thành phố Yến khi xuất hành có hai đặc điểm, một là gần. Các khu du lịch bình thường không quá 4 cây số thì đều có ưu thế. Khu du lịch Tam Thạch ở phía tây nam của thành phố Yến, cách thành phố Yến đúng 4 cây số. Khu du lịch Tam Thủy lại ở về phía tây bắc và cách thành phố Yến hơn 5 cây số. Có thể nói, về khoảng cách địa lý thì khu du lịch Tam Thạch hơi có ưu thế hơn. Có điều, lý do này gần như có thể không cần tính vào cũng được. Hai là lợi ích thực tế của giá cả. Vé vào cửa của khu du lịch Tam Thạch chỉ có 1 tệ. Của Tam Thủy cũng thế. Có điều là sau khi Tam Thủy được đầu tư một khoản tài chính lớn thì chắc chắn phải tăng giá vé vào cửa. Bởi vì nhà đầu tư cần thu hồi vốn, thì phương thức trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất chính là tăng giá vé vào cửa. Cho dù khu du lịch Tam Thủy có khai thác phát triển thêm những điểm du lịch mới, ít nhất cũng phải mất thời gian từ nửa năm đến 1 năm. Có thể nói, thời gian đó cũng đủ để huyện An nghĩ ra biện pháp đối phó. Tiếp nhận sự phân công quản lý mảng du lịch cũng là một chuyện tốt thôi. Nếu có thể trên cơ sở hiện có mà vẫn duy trì được lưu lượng khách đến không bị giảm đi thì trong mắt Khâu Tự Phong coi như là đã thành công rồi. Hạ Tưởng biết, cơ hội mặc cả cò kè của hắn đã tới. Được mọi người xem trọng, lại nếu chủ tịch huyện Khâu cũng thấy tôi thích hợp thì tôi sẽ tiếp nhận mảng du lịch. Có điều tôi có một vấn đề quan trọng trước hết phải nói rõ với chủ tịch huyện Khâu. Hạ Tưởng đáp lại với biểu tình thoải mái. Khâu Tự Phong trong lòng cười thầm Hạ Tưởng thật đúng là con nghé mới sinh không kinh gì hổ. Doanh thu 1 năm của khu du lịch Tam Thạch chiếm 1/3 tổng giá trị sản lượng của huyện An. Nếu muốn nâng cao lên thì khó càng thêm khó, mà nếu muốn hạ thấp xuống thì còn dễ dàng hơn nhiều. Nếu như Hạ Tưởng tiếp nhận, y thực sự nghĩ không ra được một thằng danh con mới 20 mấy cái tuổi đầu thì sẽ có biện pháp gì để có thể vẫn duy trì được lưu lượng du khách không bị giảm đi trước thế tiến công hùng mạnh của khu du lịch Tam Thủy chứ.
chỉ cần lưu lượng du khách giảm xuống là đã có thể tính là một điểm bất lợi trong công tác của Hạ Tưởng rồi, và có thể để lại một thành tích tồi trong lý lịch của hắn nữa. Vốn cho là Hạ Tưởng chính là một cái đinh mà Lý Đinh Sơn đóng vào ban bệ chính quyền, hiện giờ xem ra chỉ là một thằng trẻ danh máu nóng, không đủ để thành đại sự. Khâu Tự Phong tâm tình tốt hẳn lên. Phó Chủ tịch huyện Tiểu Hạ có yêu cầu gì thì cứ việc nói. Nếu tôi được phân công quản lý du lịch, đến lúc đó lưu lượng du khách đến khu du lịch Tam Thạch không giảm đi thì có phải được coi như là đã quá quan rồi không? Vấn đề Hạ Tưởng đưa ra vừa đơn giản lại vừa có chút ngây thơ, Khâu Tự Phong nghe xong thiếu chút nữa thì phì cười. Ngẫm lại thì Hạ Tưởng còn ít hơn y đến gần chục tuổi, Khâu Tự Phong liền tạm thời đè xuống ý nghĩ muốn thừa cơ gây khó dễ với Hạ Tưởng. Dù sao thì hắn còn có sự bốc đồng, còn có gan dám nhận trọng trách. Không thể đả kích tính tích cực của người ta được, phải không nào? Y liền rộng lượng nói. Chỉ cần lưu lượng du khách không giảm thì đã là một công lớn của cậu rồi. Các vị đang ngồi đây có thể làm chứng, Khâu Tự Phong tôi từ trước đến giờ nói lời sẽ giữ lời. Hạ Tưởng liền thành khẩn nói tiếp. Thế nếu lưu lượng du khách đến tăng lên thì sao? Khâu Tự Phong cười ha hả thành tiếng. Phó Chủ tịch huyện Tiểu Hạ, sung mãn nhiệt tình đối với công tác là đúng, nhưng trước khi vào việc thực sự thì phải hiểu biết đầy đủ tình hình, không thể lạc quan một cách mù quáng được. Nếu như lưu lượng người đến khu du lịch tăng thì tôi sẽ long trọng khen ngợi cậu trên hội nghị công tác của chính quyền ủy ban. Có điều là tuy phũ phàng nhưng cũng phải nói trước, nếu lượng du khách giảm đi thì Phó Chủ tịch huyện Tiểu Hạ có nghĩ tới là phải chịu trách nhiệm gì đó hay không? Hạ Tưởng lắc đầu, vẻ mặt hồn hậu cười nói. Tôi thật sự không nghĩ đến chuyện du khách sẽ giảm đi. Tôi cảm thấy là chỉ có thể tăng chứ không thể giảm được đâu. Cường Giang Hải đang uống nước thì sặc phun cả nước ra rồi liên tục ho khan, lại nhịn không được ý cười, liên tục xua tay. Thực xin lỗi, vô tình bị sặc. Ai cũng nhìn ra, Cường Giang Hải là cười nhạo Hạ Tưởng không biết điều và mạnh miệng. Hạ Tưởng ra vẻ không biết, vẫn là nhìn Khâu Tự Phong với vẻ mặt chân thành và tươi cười. Chờ ý kiến của y. Khâu Tự Phong nghĩ thầm rằng Hạ Tưởng hóa ra là một thằng nhóc không biết trời cao đất dày gì, có chút ý muốn lập quân lệnh trạng. Y nghĩ nghĩ một chút rồi hạ quyết tâm. Nếu lượng du khách giảm bớt một phần thì Phó Chủ tịch huyện Tiểu Hạ sẽ có văn bản kiểm điểm với bên chính quyền ủy ban huyện. Nếu lượng người đến du lịch không tăng không giảm thì ủy ban nhân dân huyện sẽ ủng hộ công tác của Phó Chủ tịch huyện Tiểu Hạ. Nếu lưu lượng khách du lịch tăng lên một chút thì sẽ long trọng tuyên truyền trong phạm vi toàn tỉnh. Cuối cùng là từ quyết định của Khâu Tự Phong, chính thức đã xác định sự điều chỉnh trong phân công công tác của chính quyền ủy ban nhân dân huyện. Hạ Tưởng ngoài việc được phân công quản lý văn hóa giáo dục môi trường từ trước thì tạm thời tiếp nhận thêm mảng du lịch. Lý Đinh Sơn sau khi nghe được tin tức thì hồi lâu không nói chuyện gì cả. Phương Cách rót cho Lý Đinh Sơn và Hạ Tưởng mỗi người một chén nước rồi cũng ngồi an vị trên ghế. Ba người là sau khi ăn cơm chiều thì cùng tụ tập lại chỗ ở của Lý Đinh Sơn. Tạm thời Lý Đinh Sơn ở nhà khách của huyện ủy, là phòng tốt nhất. Hạ Tưởng cũng tạm thời được bố trí ở lại nhà khách của huyện ủy, đương nhiên là phòng kém hơn phòng của Lý Đinh Sơn một chút và cũng không ở cùng một tầng. Tôi cảm thấy du lịch huyện An không có triển vọng phát triển quá lớn. Với tình hình hiện giờ của huyện An, du lịch không phát triển mạnh được như nông nghiệp. Lý Đinh Sơn trầm ngâm trong chốc lát. Vừa mở miệng đã nói ra ý kiến không đồng tình. Sau khi tôi đến huyện An, ở trên hội nghị thường ủy đầu tiên đã đưa ra định hướng phát triển là chú trọng phát triển nông nghiệp huyện An, cải tạo đất đai nghèo nàn cằn cỗi ở khu vực trung tâm và phía Bắc, xây dựng vườn ao chuồng, gia tăng diện tích tưới tiêu. Chủ tịch huyện Khâu lại đưa ra định hướng chú trọng phát triển du lịch, tăng cường thu hút đầu tư, giới thiệu một số doanh nghiệp lạc hậu của thành phố Yến đến huyện An. Hai người chúng ta không ai thuyết phục được ai cả. Hội nghị đã không có tạo thành được nhận thức chung. Huyện An sản xuất cây hạch đào và quả hồng nhưng không hình thành một quy mô. Hơn nữa giống không tốt, có một số cây hạch đào là hồ đào, vỏ dày thịt ít, đầu thừa đuôi thẹo lại không thể ăn được, phản ứng của thị trường rất bình thường. Nhưng quả hồng của huyện An thì còn khả dĩ, sản lượng hàng năm không thấp. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của quả hồng là không bảo quản được lâu, dễ bị hư, thời gian giữ gìn chất lượng quá ngắn. Trừ phi phơi nắng để chế thành mứt quả hồng chứ nếu không thì hàng năm đều sẽ có một lượng lớn hồng bị thối nát ở trong núi, rơi rụng rất lãng phí. Hạ Tưởng thực ra lại không quá ủng hộ định hướng của Lý Đinh Sơn. Huyện An là một vùng đất khỉ ho cỏ gáy, phát triển nông nghiệp thì cái giá phải trả sẽ quá lớn trong khi thu hoạch về lại quá thấp.
Hơn nữa, sự tích cực của nông dân cũng không dễ kích động. Vấn đề sớm giải quyết đất đai cằn cỗi nghèo nàn còn đơn giản, nhưng chỉ dựa vào bón phân thì không có khả năng làm cho đất cằn cỗi trở thành phì nhiêu. Sản lượng không cao, mức thu hoạch thấp, đến lúc đó nông dân không trồng trọt nữa thì khoản đầu tư rất lớn vào khai khẩn lúc trước sẽ không thể thu hồi lại được. Hạ Tưởng thấy Lý Đình Sơn rất tích cực thì không tiện nói thẳng ra ý nghĩ của mình cho nên nói chung chung. Cháu thì không được phân công quản lý nông nghiệp, cho nên cũng không hiểu biết tình hình nông nghiệp lắm, không hiểu thì không tiện phát ngôn. Nhưng huyện An núi nhiều, đã có sẵn tài nguyên du lịch, phát triển du lịch thì xét về khách quan mà nói là đầu tư ít mà hiệu quả thấy sẽ nhanh, chỉ sợ lại càng dễ có được sự tán thành từ một số ủy viên thường vụ khác thôi. Lý Đình Sơn gật đầu. Đại đa số ủy viên thường vụ vẫn ủng hộ du lịch. Kế hoạch mở rộng nông nghiệp của tôi gặp phải lực cản rất lớn. Nhưng tôi rất có lòng tin. Ông tự tin nở nụ cười. Có điều Phó Bí Thư Mai còn đưa ra thêm một định hướng nữa. Phó Bí Thư Mai nói thế nào? Hạ Tưởng cảm thấy hứng thú với quan điểm của Mai Hiểu Lâm. Phó Bí Thư Mai cho rằng kỳ thật huyện An nên phát triển nhất là công nghiệp. Đừng cho rằng hiện giờ huyện An không có cơ sở công nghiệp gì cả. Núi non ở huyện An có nhiều loại khoáng thạch phong phú, có đá thạch anh, đá vôi, đá hoa cương, quặng ferrit, đất sét, các loại đá cẩm thạch. Đá thạch anh có thể chế tạo thủy tinh, đá vôi có thể đốt sản xuất xi măng. Đá hoa cương và đá cẩm thạch có thể mài thành đá xây dựng để bán. Một khi đầu tư sản xuất thì giá trị sản lượng rất lớn. Lý Đình Sơn vừa nói vừa cười lắc đầu. Người trẻ tuổi rốt cuộc tuổi vẫn trẻ, nhìn vấn đề cũng khá đơn giản. Trên cơ bản chỉ cần chỗ nào có núi là đều có khoáng sản, nhưng vì sao những tài nguyên khoáng sản đáng để khai thác thì lại rất ít? Cũng là bởi vì rất nhiều tài nguyên khoáng sản có chứa hàm lượng quáng mỏ thấp, hoặc là điều kiện khai thác quá kém, đầu tư và sản xuất kém xa cho nên cuối cùng mới không hình thành công nghiệp hóa. Những lời này của Lý Đình Sơn thật hợp tình hợp lý, Hạ Tưởng cũng gật đầu đồng ý. Khai thác quặng đầu tư quá lớn, hơn nữa một khi bắt đầu là sẽ cần thời gian rất lâu. Chỉ sợ Phó Bí Thư Mai chẳng qua chỉ mới là nói ra một cách nhìn mà thôi. Lý Đình Sơn lại lắc đầu nói. Nhưng đề nghị của Phó Bí Thư Mai lại được Chủ tịch huyện Khâu đáp ứng ngay, lại còn rất nghiêm túc thật sự suy xét đề nghị của Phó Bí Thư Mai cũng như là mời mọi người đưa ra ý kiến đóng góp. Nếu như thật sự có thể làm được thì sẽ mau chóng được duyệt thôi. Hạ Tưởng chấn động. Đây cũng không phải là trò đùa. Cho dù Chủ tịch huyện Khâu cùng với Phó Bí Thư Mai kẻ sướng người họa thì cũng không cần lấy đại nghiệp phát triển kinh tế toàn huyện ra làm trò. Lý Đình Sơn cũng nói với vẻ tư lự. Có lẽ không phải đơn giản là diễn kịch cho tôi xem đâu. Bởi vì Phó Bí Thư Mai còn nói sắp tới cô sẽ mời chuyên gia ở Bắc Kinh đến huyện An một chuyến, khảo sát thực địa điều kiện quặng mỏ ở huyện An. Ngừng lại một chút, Lý Đình Sơn lại cười nói với vẻ định liệu trước. Người ta một lòng cống hiến vì kinh tế huyện An, muốn mời cả chuyên gia đến luận chứng rồi thì khảo sát, tôi cũng không thể nào ngăn cản được, phải không? Có điều khảo sát thì khảo sát, muốn được duyệt thì còn phải thêm một giai đoạn nữa. Tôi cũng sẽ thật sự lắng nghe một chút ý kiến đánh giá của chuyên gia. Nếu thực sự có thể làm được thì lên ngựa thôi, còn nếu không thể được thì nói cái gì cũng bắt bẻ được. Huyện An đáy mỏng. Nhưng trải qua việc gây sức ép lớn như thế thì chuyện này cũng là một chuyện phải để tâm. Nhưng thật ra tiểu Hạ cậu thì làm sao mà giữ được lưu lượng du khách đến khu du lịch Tam Thạch bây giờ? Cậu đã nghĩ ra được đối sách nào chưa? Chưa có, cháu cũng phải khảo sát thực địa đã rồi mới có thể đưa ra được kết luận, nghĩ ra được biện pháp chứ ạ? Hạ Tưởng nói với vẻ thoải mái. Trên thực tế hắn chỉ căn cứ vào kinh nghiệm của đời sau mà nhận định rằng lưu lượng du khách đến với khu du lịch Tam Thạch sẽ không giảm đi. Nhưng còn biện pháp như thế nào để thu hút lượng du khách nhiều hơn thì còn chưa nghĩ ra. Cháu sẽ để dành ra thời gian đi xem tận mắt khu du lịch Tam Thạch, có lẽ sẽ có thu hoạch. Làm cho Hạ Tưởng buồn bực chính là hành trình đến khu du lịch Tam Thạch của hắn mãi mà vẫn không thực hiện được. Nguyên nhân là vì ủy ban nhân dân huyện ít xe, không sắp xếp được xe. Chánh văn phòng ủy ban Hứa Lương thì thái độ tốt đến mức làm cho người ta tìm không ra được sai sót, nhưng chính là không thể sắp xếp ra được một cái xe để đưa hắn đi. Y còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Phó Chủ tịch huyện Hạ, thật đúng là không thể trách tôi được đâu. Ủy ban tổng cộng có 4 chiếc xe, Chủ tịch huyện Khâu 1 chiếc, Phó Chủ tịch huyện Thịnh và Phó Chủ tịch huyện Cường cũng mỗi người 1 chiếc. Cũng chỉ còn 1 chiếc mà cả 4 vị Phó Chủ tịch huyện cùng dùng.
Bây giờ phó chủ tịch huyện Dương ốm nghỉ ở nhà thì cũng còn 3 vị phó chủ tịch huyện nữa. Thật sự là sắp xếp không được à? Nếu không, ngài với phó chủ tịch huyện Đặng và phó chủ tịch huyện Ngũ điều đình với nhau một chút xem sao. Ủy ban nhân dân huyện tổng cộng có 6 vị phó chủ tịch huyện. Thịnh Đại là phó chủ tịch thường trực, Cường Giang Hải mặc dù là phó chủ tịch huyện bình thường nhưng y với Thịnh Đại giống nhau, đều là ủy viên thường vụ. Còn lại 4 người chính là phó chủ tịch huyện Dương, phó chủ tịch huyện Đặng, phó chủ tịch huyện Ngũ và Hạ Tường. Hiện giờ phó chủ tịch huyện Dương thì ốm bệnh nằm nhà. Còn lại một chiếc xe công thì đã bị phó chủ tịch huyện Đặng và phó chủ tịch huyện Ngũ kia đã được sắp xếp hành trình chặt chẽ, không có một ngày nào rảnh ra cả. Không cần phải nói Hạ Tường cũng biết, là ức hiếp vì hắn trẻ tuổi hay là Khâu Tự Phong cố ý bày ra, chính là tạo thêm phiền toái cho hắn, làm cho hắn gặp phải cản trở mọi chỗ mọi nơi. Hạ Tường thật sự cũng không muốn làm khó Hứa Lương Chu Toàn ở các phó chủ tịch huyện khác cũng không dễ dàng gì. Y chẳng qua cũng chỉ là kẻ nghe lệnh mà làm việc thôi. Hứa Lương thấy Hạ Tưởng không hề nói một câu khó nghe nào với mình thì trong lòng cũng hiểu được và có chút băn khoăn, thiện ý nhắc nhở Hạ Tưởng một câu. Phó chủ tịch huyện Hạ, nếu như muốn đến khu du lịch Tam Thạch, có thể trực tiếp bảo phòng du lịch của huyện phái xe đi. Đó cũng là một phần việc thuộc về trách nhiệm của bọn họ mà. Ngoài biện pháp đó ra cũng chẳng còn cách nào nữa cả, Hạ Tưởng gật đầu với Hứa Lương. Chủ ý không tồi, Tránh văn phòng Hứa giúp tôi sắp xếp nhé. Với lại tìm hộ tôi một người chịu khó chăm chỉ một chút đi cùng tôi. Hứa Lương nghe ra đây là sự tín nhiệm của Hạ Tưởng đối với mình, y vội lo nghĩ rồi nói. Phó chủ tịch huyện Hạ tuổi trẻ, trong số những phó tránh văn phòng của Ủy ban Nhân dân huyện ra thì Tạ Khởi Nghĩa là trẻ tuổi nhất, năm nay mới 20 tuổi, về sau sẽ liên hệ công tác cho phó chủ tịch huyện Hạ nhé. Mỗi phó chủ tịch huyện đều có một phó tránh văn phòng tương ứng chịu trách nhiệm liên hệ công tác. Cấp bậc của Hạ Tưởng còn chưa đủ để có thư ký, hắn không có dị nghị gì đối với sự sắp xếp của Hứa Lương. Bảo Tạ Khởi Nghĩa đến văn phòng gặp tôi. Tạ Khởi Nghĩa tên gọi là Khởi Nghĩa nhưng vừa thấy tướng mạo cũng biết là người thành thực, tuyệt đối không có khả năng Khởi Nghĩa. Cậu ta ăn mặc bình thường thậm chí còn có chút giản dị. Chân đi một đôi giày vải, kính mắt đeo trên mũi bị hỏng cả gọng rồi, còn dùng băng dính dán lại, nhìn qua có khả năng như bất cứ lúc nào cũng có thể hỏng được. Hạ Tưởng cười nói với Tạ Khởi Nghĩa đang có chút khép nép. Tiểu Tạ, ngồi đi, đừng khách sáo. Tạ Khởi Nghĩa ngồi xuống, có chút bất an cười nhẹ một tiếng. Phó chủ tịch huyện Hạ, ngài thực trẻ tuổi. Phó chủ tịch huyện trẻ như thế tôi trước kia nghe cũng chưa từng nghe qua, hiện giờ tận mắt nhìn thấy mà vẫn có chút không tin. Hạ Tưởng nở nụ cười, Tạ Khởi Nghĩa thật đúng là thành thật, mở miệng đã nói lời nói thật. Có lẽ Hứa Lương để cậu ta liên hệ công tác với mình không phải vì coi trọng chuyện cậu ta ít tuổi mà là bởi vì cậu ta cũng đủ hồn hậu. Nói chuyện phiếm vài câu, Hạ Tưởng nói đến chuyện muốn đến khu du lịch Tam Thạch. Tạ Khởi Nghĩa lập tức đứng dậy nói. Tôi lập tức liên hệ với phòng du lịch của huyện. Tạ Khởi Nghĩa thành thật thì thành thật, nhưng giải quyết sự tình không hề hàm hồ chút nào, chỉ mấy phút đồng hồ sau cậu ta đã quay trở lại báo cáo. Trưởng phòng du lịch Nhâm Vu Hải lập tức tới ngay. Ông ta mang theo 2 chiếc xe, cũng đủ dùng. Hạ Tưởng âm thầm gật đầu, đừng thấy Tạ Khởi Nghĩa nhìn qua không chớp mắt, nói chuyện cũng hết sức thành thật mà coi thường. Kỳ thật cậu ta cũng rất có tầm nhìn, hiệu suất làm việc cũng rất cao. Bản thân hắn không nói ra chuyện xe cộ mà cậu ta lại có thể phát hiện ra vấn đề, hơn nữa lại kịp thời sắp xếp xong xuôi. Có thể nói, Hứa Lương giới thiệu Tạ Khởi Nghĩa cho hắn cũng coi như là có tâm. Trưởng phòng du lịch huyện Nhâm Vu Hải khoảng 40 tuổi, là người gầy, rong ròng cao, mặt tròn, mặc áo kiểu tôn trung sơn. Y vừa vào cửa đã nói. Phó chủ tịch huyện Hạ, tôi cũng mới nghe nói là phó chủ tịch huyện Dương bị ốm phải nghỉ làm, hiện giờ phòng du lịch huyện tạm thời do phó chủ tịch huyện Hạ lãnh đạo. Thế mà bây giờ mới đến báo cáo công tác với phó chủ tịch huyện Hạ, đã tới muộn, xin phó chủ tịch huyện Hạ cứ trách phạt. Hạ Tưởng đứng dậy đón chào. Trưởng phòng Nhâm khách sáo rồi, làm gì có lắm chủ ý như thế, mau ngồi đi, nói cho tôi nghe một chút tình hình ở khu du lịch Tam Thạch đi. Nhâm Vu Hải nhân tiện ngồi xuống, rút ra bao thuốc, cũng không quên mời Tạ Khởi Nghĩa một điếu. Sau đó, y trước hết là châm thuốc cho Hạ Tưởng, lại châm cho Tạ Khởi Nghĩa rồi cuối cùng mới đến lượt mình, dùng sức hít một hơi, nói. Khu du lịch Tam Thạch là sản nghiệp trụ cột của huyện An. Thu nhập của những năm trước luôn luôn ở mức khoảng 10 triệu tệ,
thời điểm đỉnh cao nhất, kỷ lục còn là 15 triệu tệ nữa cơ. Năm gần đây thì lại giảm xuống rồi, hiện giờ trên cơ bản là giữ ở mức khoảng 8 triệu tệ. Muốn tăng lên được một chút thì cực kỳ khó khăn. Phòng du lịch không nghĩ được ra biện pháp, hiệu quả quá mức nhỏ nhoi. Hạ Tưởng nghe xong thì trong lòng đã hiểu rõ. Ở những năm 2000, một khu du lịch có thể có mức thu nhập hàng năm chừng 10 triệu tệ quả thật coi như không tồi. Mà tổng thu nhập tài chính một năm của huyện An mới khoảng hơn 30 triệu tệ. Nói khu du lịch Tam Thạch là sản nghiệp trụ cột của huyện An thì tuyệt không phải là nói quá. Không ngờ là hắn vừa mới đến nhậm chức đã nhặt được ngay miếng bánh lớn nhất từ trên trời rơi xuống này, nếu như hắn có bản lĩnh thu hút lượng du khách nhiều hơn. Hoặc cũng có thể nói là hắn nhặt được ngay quả đắng phiền toái đến cùng cực nếu hắn vừa mới tiếp quản mảng du lịch mà lưu lượng du khách đến khu du lịch Tam Thạch lại giảm mạnh. Nói thêm vài câu nữa, Hạ Tưởng nhìn ra thấy trời không còn sớm liền đưa ra ý định muốn đi khảo sát khu du lịch Tam Thạch. Nhâm Vu Hải không nói hai lời, lập tức đứng lên cùng đi với Hạ Tưởng xuống lầu, lên xe, đi thẳng đến khu du lịch Tam Thạch. Tạ Khởi Nghĩa cũng cùng đi. Khu du lịch Tam Thạch cách thành phố Yến khá xa nhưng cách thị trấn huyện An không xa lắm. Sau mười mấy phút đồng hồ đã nhìn thấy phía trước có một ngọn núi nhỏ không cao lắm, trên đỉnh núi có một sơn môn. Sơn môn được xây dựng theo hình dạng của Nam Thiên Môn, bên trên có mấy chữ to được như rồng bay phượng múa, khu du lịch Tam Thạch. Nhâm Vu Hải vốn muốn ngồi cáp treo lên núi nhưng Hạ Tưởng lại không đồng ý. Hắn tới đây là khảo sát thực địa, tìm tòi phát hiện những điểm kích thích gia tăng lượng du khách đến đây chứ không phải là đến đây đi du lịch, cưỡi ngựa xem hoa. Do đó, hắn kiên trì đi bộ lên núi. Tạ Khởi Nghĩa thì cũng không có gì, rảo bước chân thoải mái đi theo bên người Hạ Tưởng. Chắc là bình thường đã rèn luyện không ít. Chỉ khổ cho Nhâm Vu Hải, tuy là y không mập, nhưng thân thể lại yếu ớt, đi chưa được mấy bước đã mệt mỏi, cả người toát mồ hôi, thở hồng hộc. Hạ Tưởng thật sự là thấy không đành lòng, liền cười nói. Trưởng phòng Nhâm hay là ngồi cáp treo lên núi trước chờ chúng tôi đi. Tôi và Tiểu Tạ sẽ chậm rãi đi lên. Thay bằng một vị phó chủ tịch huyện khác thì nói gì Nhâm Vu Hải cũng muốn tự mình đi cùng lên núi. Có điều y biết không thể nào so sánh được với Hạ Tưởng, nghĩ nghĩ rồi cũng không già mồm cãi cố nữa. Tôi xấu hổ thật, Phó Chủ tịch huyện Hạ, tôi với ngài không thể nào so sánh được. Ngài quá trẻ tuổi, sức khỏe mạnh mẽ, tôi còn già hơn những 10 tuổi, thế thì tôi đi xe cáp đây. Nhâm Vu Hải vừa đi thì Tạ Khởi Nghĩa ăn nói cũng nhiều hơn. Phó Chủ tịch huyện Hạ thật đúng là bình dị dễ gần, không hề có chút kênh kiệu tỏ vẻ nào. Tạ Khởi Nghĩa không quên tranh thủ dâng tặng một câu nịnh nọt không để lại tí dấu vết nào. Cậu ta đi lại thoải mái, không hề thở gấp, theo sát bên cạnh Hạ Tưởng, đi trên đường núi mà cứ đi bằng tư thế như dẫm trên đất bằng vậy. Quả nhiên tiếp đó, cậu ta tự mình nói ra. Tôi là sinh ra và lớn lên ở thôn núi, đi đường núi quen rồi, không biết mệt là gì. Phó Chủ tịch huyện Hạ nếu đi mệt thì chúng ta nghỉ một chút. Núi Tam Thạch không cao, đi một chút rồi nghỉ. Nhiều lắm chỉ tầm 2-3 giờ là đi hết thôi. Chương 225, ý tưởng như thiên mã hành không của Phó Chủ tịch huyện Hạ. Hạ Tưởng xua tay. Mới đi có vài bước đã sợ mệt thì cơ thể của tôi rất là kém cỏi. Tiểu Tạ, cậu đã là người của huyện An thì thử nói một chút xem khu du lịch Tam Thạch có điểm nào chưa thỏa đáng. Cứ nói thoải mái, nói được càng nhiều điểm xấu thì càng tốt. Tạ Khởi Nghĩa nở nụ cười hàm hậu, nói. Để cho tôi nói thì có lẽ không có tính khách quan cho lắm. Tôi là người lớn lên ở vùng núi, nhìn cảnh sắc núi non quen rồi. Ở trong mắt tôi, khu du lịch Tam Thạch kỳ thật cũng không có lắm cảnh đẹp, chỉ là người thành phố mới thấy lạ với sơn thủy thôi. Đương nhiên, nếu muốn nói tốt thì ở Tam Thạch quả thật là rất nhiều đá lạ, có một số tảng đá có hình thù khá là cổ quái, rất đáng để xem. Muốn nói đến những chỗ chưa được thì tôi cảm thấy cũng khá là nhiều. Cậu ta liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, thấy sắc mặt Hạ Tưởng tươi cười, lại có vẻ cổ vũ thì đánh bạo nói. Một là nước ít, sơn thủy thì phải có núi có nước mới thực sự là tốt. Ở Tam Thạch, núi đá nhiều hình thù kỳ dị, nhưng chính là nước quá ít. Nước ít cho nên cảm giác ít linh khí hơn. Với lại quy mô khu du lịch có hạn, nếu để tôi đi dạo ở đây thì đi từ dưới chân núi lên đến đỉnh núi mất có nửa giờ. Nếu như mở rộng thêm quy mô, khai thác thêm một số điểm cảnh sắc, tạo ra nhiều nơi để thăm thú hơn thì mọi người sẽ cảm thấy giá trị của tấm vé vào cửa là rất đáng. Đến lúc đó, người tới chơi sẽ nhiều hơn. Phải mở rộng quy mô, khai thác những điểm cảnh sắc mới,
chỉ có như vậy mới thu hút được đầu tư, mới thu hút được người đến tham quan, Hạ Tưởng sao lại không biết những chuyện như thế chứ? Có điều là trong tình hình hiện nay, không chỉ là khoản đầu tư lớn đã bị khu du lịch Tam Thủy tranh mất, mà trong hoàn cảnh khó khăn này sẽ không còn có một khoản đầu tư mới nào nữa cả. Hơn nữa, đôi khi không tính đến khả năng hoang phí lại mù quáng xây dựng thêm những điểm tham quan mới. Cuối cùng, không thể không nâng giá vé vào cửa, từ đó lại làm cho lưu lượng du khách đến bị giảm mạnh, rồi thành ra tình trạng mất nhiều hơn được. Chuyện như thế ở chỗ nào, ngành nào cũng có, chẳng có gì là lạ cả. Đừng cho rằng mở rộng quy mô là linh đan diệu dược, nhất định sẽ có thể hấp dẫn được nhiều du khách hơn, cũng như là nhất định có thể nâng cao được thu nhập. Chuyện gì cũng có hai mặt trái phải của nó cả. Có điều theo lời Tạ Khởi Nghĩa thì nước ít đúng là điều đáng tiếc nhất. Khu du lịch Tam Thạch núi nhiều nước ít, trong khi khu du lịch Tam Thủy mặc dù không có nhiều kỳ thạch, nhưng lại có không ít suối, lại còn có cả thác nước, vừa đến thời điểm nắng hè nóng nực, có thể giải nhiệt, làm mát sẽ hấp dẫn không ít du khách. Nói như thế thì có núi sẽ có nước, núi Tam Thạch làm sao lại ít nước như thế nhỉ? Hạ Tưởng cảm giác có chút khó hiểu. Theo nhận thức của hắn thì có sơn là có thủy, nước từ trên núi chảy xuống tạo thành một tổng thể. Lúc này, hai người đi tới giữa sườn núi, hai bên là một mảnh đất trống trải, đưa mắt nhìn ra thì thấy một đám mây sương mù bay lượn. Tạ Khởi Nghĩa đứng lại, lấy tay chỉ ra xa. Kỳ thật, trong núi Tam Thạch có nước, ở đó có một sơn động, trong động hàng năm đều có dòng nước chảy không ngừng, lại còn có một cái đầm nước không nhỏ. Chính là không biết làm sao cả cái khu du lịch này lại thế này, đặc biệt ít nước. Có khả năng là do lúc khai thác xây dựng khu du lịch này trước kia không tiến hành xâm nhập khảo sát. Kỳ thật nếu tiến thêm tiếp về phía tây chừng một cây em nữa thôi thì vẫn còn nhiều nước. Trên thế giới có nhiều lắm các công trình tù mù tờ mờ. Sửa đường ở thành phố Yến cũng có cảnh hôm nay thân thiện hữu hảo xong xuôi rồi, ngày mai lại nhớ ra là còn có một đoạn ống dẫn chưa nối, thế là lại đào xới lung tung beng lên một lần nữa. Một khu du lịch trong huyện. Có lẽ lúc khai thác xây dựng, lãnh đạo đứng ở chân núi, tùy tiện chỉ tay ra nói một câu, nơi này không tồi. Sau đó thì khu du lịch liền phi thường vinh hạnh đột nhiên mọc lên từ mặt đất theo bàn tay vàng chỉ điểm của lãnh đạo. Khi Hạ Tưởng và Tạ Khởi Nghĩa cả người đầy mồ hôi leo được lên đến đỉnh núi thì Nhâm Vu Hải đang ngồi ở đình nghỉ mát trên đỉnh núi, lạnh đến nỗi run lên cầm cập. Hạ Tưởng liền cười y. Trưởng phòng Nhâm vẫn cần phải rèn luyện sức khỏe nhiều hơn một chút. Sức khỏe không tốt thì công tác cách mạng sẽ giảm nhiệt tình đi không ít đâu. Phó Chủ tịch huyện Hạ, ngài nói xem tôi hơn 40 tuổi rồi, sức khỏe có thể tốt hơn được chỗ nào chứ? Nhâm Vu Hải vừa nói chuyện vừa đi vài bước xung quanh đình nghỉ mát, cảm thấy trên người ấm dần lên, nói chuyện mới lưu loát hơn. Công việc ở phòng du lịch nhiều lắm, là phòng du lịch ở một huyện lớn, tôi lại thân là trưởng phòng, hàng ngày loay hoay việc này việc nọ, làm gì ra có thời gian mà rèn luyện thể lực chứ? Hạ Tưởng vỗ vỗ chân mình. Rèn luyện thể lực không nhất thiết là cứ phải dành ra một khoảng thời gian chuyên môn để rèn luyện. Giống như hôm nay này, đi bộ lên núi chính là một cơ hội rèn luyện hiếm có đấy. Nếu như cứ xem chuyện rèn luyện như một hoạt động độc lập thì tự nhiên sẽ cảm thấy không có thời gian. Nhưng nếu như hòa nhập vào trong sinh hoạt hàng ngày, tỉ như có thể không cần lái xe thì sẽ không lái xe, có thể đi bộ là đi bộ. Dần ra, thân thể chắc chắn sẽ tốt hơn. Nhâm Vu Hải cười gật đầu. Không ngờ Phó Chủ tịch huyện Hạ tuổi còn trẻ mà đã có lòng giữ gìn tăng cường sức khỏe rồi. Hạ Tưởng cười khoát tay áo, chuyển hướng đề tài. Phó Chánh văn phòng Tạ, cậu đến nói xem nguồn nước ở chỗ nào. Tạ Khởi Nghĩa đi đến gần nói. Phó Chủ tịch huyện Hạ cứ gọi tôi là Tiểu Tạ đi, tôi nghe thế còn dễ nghe. Gọi tôi là Phó Chánh văn phòng Tạ, tôi nghe cứ không được tự nhiên. Cậu ta cười ngây ngô mấy tiếng rồi đưa tay chỉ ra đỉnh núi phía xa xa. Kỳ thật trên ngọn núi kia có nguồn nước, lượng nước khá là lớn. Hạ Tưởng nhìn đỉnh núi đối diện phía trước một chút, rồi hỏi Nhâm Vu Hải. Trưởng phòng Nhâm nói xem, ngọn núi kia cách chỗ chúng ta đang đứng bây giờ có xa lắm không? Nhâm Vu Hải đưa tay lên che mắt, ước lượng hồi lâu, lắc lắc đầu. Không được, nhìn không ra. Nhâm Vu Hải đến là ăn ngay nói thật. Hạ Tưởng cười, lại hỏi Tạ Khởi Nghĩa. Tiểu Tạ nói xem. Tạ Khởi Nghĩa híp mắt. Khoảng 500 thước, thế núi so với chỗ chúng ta đang đứng đây cao hơn tầm 100 thước. Hạ Tưởng gật đầu, lại hỏi Nhâm Vu Hải.
Trưởng phòng Nhâm chắc chắn là nắm rõ như lòng bàn tay từng ưu điểm và khuyết điểm của khu du lịch Tam Thạch. Anh nói xem, nếu như ở bên cạnh con đường lên núi, có thêm một dòng suối nhỏ rộng chừng một thước, song song cùng con đường lên núi. Các du khách có thể vừa lên núi ngắm nghía phong cảnh ven đường, lại còn có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách thì có thể tạo thêm sức hấp dẫn cho khu du lịch Tam Thạch được không? Có phải là sẽ hấp dẫn được càng nhiều khách du lịch đến chơi hay không? Nhâm Vu Hải sửng sốt, hiển nhiên là rất không ngờ Hạ Tưởng lại còn có ý tưởng nên thơ như vậy. Y suy nghĩ một lúc rồi liên tục gật đầu nói. Phó Chủ tịch huyện Hạ nói rất đúng. Nếu như bên cạnh con đường lên núi có thêm một dòng suối nhỏ thì chẳng những có thể gia tăng thêm không ít lạc thú, lại tuyệt đối có thể hấp dẫn càng nhiều khách du lịch hơn. Có điều là nói đi cũng phải nói lại, khu du lịch Tam Thạch chẳng phải là đang thiếu nước sao? Hạ Tưởng đưa tay chỉ ngọn núi nhỏ phía xa xa. Nếu như ngọn núi nhỏ kia có nước, thì chúng ta sẽ dẫn nước lại đây. Lại dùng đá xếp chồng lên nhau cạnh sơn đạo, tạo thành một dòng suối. Từ đó thì khu du lịch Tam Thạch sẽ vừa có kỳ thạch lại vừa có suối nước, chắc chắn sẽ làm cho người ta lưu luyến quên cả đường về. Nhâm Vu Hải hấp háy mắt không nói gì, nghĩ thầm rằng người trẻ tuổi thật đúng là dám nghĩ dám mơ. Dẫn nước từ một ngọn núi này sang một đỉnh núi khác, anh cho là vỗ vài cái là nước tự động chảy qua à. Một công trình đồ sộ như thế sẽ tốn bao nhiêu tài chính đây? Quả thực là chuyện đùa ngàn năm có một. Xem ra vị phó chủ tịch huyện Hạ này lại càng mơ hồ hơn cả phó chủ tịch huyện Dương. Phó chủ tịch huyện Dương tuy rằng bảo thủ nhưng vẫn còn chắc chắn hơn là trẻ danh như anh ta ở đâu cũng chỉ loạn lên được. Lập tức, hình tượng của Hạ Tưởng ở trong lòng Nhâm Vu Hải bị đánh rơi xuống vài cấp bậc. Còn tưởng rằng hắn tuổi trẻ tài cao đã làm tới phó chủ tịch huyện rồi, hiện giờ xem ra hắn cũng chỉ hoàn toàn là dựa vào có hậu trường, có chỗ dựa mới leo được lên cái vị trí này. Không hề có một chút bản lĩnh thật sự nào. Nhâm Vu Hải trong lòng hoàn toàn ủ rũ, có một phó chủ tịch huyện được phân công quản lý suốt ngày ở phía trên hoa chân múa tay như vậy thì khu du lịch Tam Thạch sớm muộn gì cũng sẽ suy sụp dần thôi. Hạ Tưởng nhìn thấu những biến hóa trong tâm tình của Nhâm Vu Hải, cũng không giải thích, lại hỏi. Dọc theo đường lên núi, mà xây dựng một dòng suối nhân tạo rộng chừng một thước thì đại khái cần đầu tư khoảng bao nhiêu? Chẳng lẽ là thật sự muốn thực thi? Cái này thì không thể được rồi. Phải nói trước với chủ tịch huyện Khâu để vùi dập ngay cái tư tưởng đó lại, không thể để cho Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt một cái dự án hao tài tốn của như thế được. Y cũng bất chấp việc Hạ Tưởng có phải là phó chủ tịch huyện hay không, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn ngay. Chi phí làm suối nhân tạo thì sẽ không quá nhiều, không cần nguyên vật liệu, cát đá đều có sẵn rồi, chỉ tốn chi phí nhân công thôi là được, có lẽ sẽ không vượt quá 100.000 tệ đâu. Có điều tôi không thể không nhắc nhở một câu, Phó Chủ tịch huyện Hạ, suối làm thì dễ nhưng vấn đề nước thì không dễ giải quyết đâu. Dẫn nước từ đỉnh núi kia lại đây, căn bản là không hề có tính khả thi. Trong lời nói của Nhâm Vu Hải có chút không khách khí. Tạ Khởi Nghĩa tuy rằng cũng hiểu ý tưởng của Hạ Tưởng là ý nghĩ kỳ lạ, nhưng cũng có chút bất mãn với thái độ nói chuyện của Nhâm Vu Hải, liền nói chen vào. Trưởng phòng Nhâm đừng vội đưa ra kết luận quá sớm. Trên thế giới này không có chuyện gì là không thể giải quyết được cả. Nếu Phó Chủ tịch huyện Hạ đã đưa ra vấn đề thì nhất định có thể nghĩ ra được biện pháp giải quyết vấn đề. Nhâm Vu Hải không phục, nói. Biện pháp gì, chẳng lẽ lại muốn dùng cách ngu công rời núi, chuyển cái đỉnh núi bên kia qua đây? Phó Chánh Văn Phòng Tạ, cậu là người huyện An, sinh ra và lớn lên ở trong núi, tự cậu đến nói xem, làm sao có thể dẫn nước từ một đỉnh núi đến dưới chân chúng ta đây được. Đây là ý tưởng xây lâu đài trên cát, là không tưởng. Tạ Khởi Nghĩa bị Nhâm Vu Hải nói cho á khẩu không trả lời được, đỏ mặt hồi lâu không nói nên lời. Hạ Tưởng nở nụ cười, lấy tay chỉ cây cột điện trong núi, nói. Nếu trên núi có thể dẫn điện tới thì nhất định là có thể dẫn được nước. Trưởng phòng Nhâm mới vừa rồi nói rất đúng, tôi nói có thể dẫn nước lại đây thì nhất định có thể dẫn lại được, phương pháp chính là phương pháp xây lâu đài trên cát. Trưởng phòng Nhâm. Anh nói chúng ta xây một cái cầu nối hai đỉnh núi lại, cầu không phải để cho người đi mà chỉ để dẫn nước thôi thì anh thấy có thể được hay không? Nhâm Vu Hải vẫn không tin lời nói của Hạ Tưởng, bắt đầu nói lung tung. Cầu như thế nào, giống cái cáp treo ấy à? Chi phí rất cao, tính ra bất lợi, hơn nữa, về mặt tài chính cũng không cho phép đâu. Một câu nói kia quá bằng chẹn miệng Hạ Tưởng lại, ý là nói cho hắn biết.
đừng nghĩ là muốn làm cái gì thì có thể làm được cái đó, phải cân nhắc đến vấn đề tài chính. Hạ Tường vẻ mặt ngưng trọng, gật đầu nói. Chuyện hao tài tốn của mặc dù là không thể tránh khỏi trong khi công tác, nhưng tôi sẽ không làm những chuyện như thế đâu. Vấn đề tài chính tôi cũng đã cân nhắc qua rồi. Chi phí dẫn nước, rồi thì xây dựng một dòng suối nhỏ có lẽ không vượt quá 300.000 tệ đâu. 300.000 tệ. Nhâm Vu Hải giật mình. Phó Chủ tịch huyện Hạ, thân là Phó Chủ tịch huyện, nói chuyện cần phải chú ý đến tư cách lãnh đạo. Nếu như thật sự không vượt quá 300.000 tệ, tôi có thể đứng ra làm chủ, phòng du lịch sẽ chi khoản tiền đó. Một lời đã định, trưởng phòng Nhâm, nói ra rồi là không cho đổi ý đâu. Hạ Tưởng chính là đang chờ những lời nói này của Nhâm Vu Hải. Đổi ý cái gì chứ? Phòng du lịch không có nhiều tiền lắm, đa phần đều là do tài chính huyện chi thôi, nhưng 300 ngàn thì vẫn lấy ra được. Tôi lấy nhân cách của mình ra bảo đảm, chỉ cần Phó Chủ tịch huyện Hạ đưa ra được giải pháp thì nếu như vấn đề tiền nong không giải quyết được cứ đến hỏi tôi. Nhâm Vu Hải thề thốt son sắt. Hạ Tưởng gật đầu, lại đưa tay chỉ cây cột điện. Loại cột điện đầu gỗ này, bao nhiêu tiền một cây? Cột điện đầu gỗ kỳ thật chính là một thân cây tròn chính, sau khi xử lý than hóa rồi thì chôn xuống dưới đất cũng sẽ không bị thối mục, chi phí không cao, lại không nặng, dễ vận chuyển lên trên núi. Cho nên ở trên núi đều dùng cột điện đầu gỗ này. Mấy trăm tệ thôi, dù sao cũng không đắt đâu. Tốt, thế tôi nghĩ đại khái cần khoảng 100 cái cột điện như thế này, chia làm hai hàng chôn giữa hai đỉnh núi. Trên đỉnh cột điện, dùng thân tre trúc làm thành máng dẫn nước. Một đầu nối lên đỉnh núi kia, một đầu dẫn đến dưới chân chúng ta. Tôi nghĩ là những người đã từng thấy nông dân tưới tiêu dẫn nước thì cũng biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Còn về phần chi tiết xử lý thế nào, làm sao để gia cố cho thân tre trúc, làm sao để nối tiếp ở hai đầu thì tôi không phải là người chuyên nghiệp, sẽ không cho ý kiến lung tung bên ngoài. Nhâm Vu Hải vẻ mặt kinh ngạc, không nói lời nào. Lấy tay giơ lên trên không trung ước lượng hai đỉnh núi, khoa chân múa tay hồi lâu rồi đột nhiên vỗ lên một tảng đá bên cạnh, quát to một tiếng. Phó Chủ tịch huyện Hạ, tôi phục ngài rồi. Thật sự là một ý tưởng rất hay, một chủ ý tốt ngàn năm có một. Quả thật là rất khéo. Làm sao trước kia tôi lại không nghĩ ra biện pháp đơn giản mà lại thật là thực dụng như thế nhỉ? Y túm chặt lấy tay Hạ Tưởng, kích động nói. Tôi đại diện cho toàn thể cán bộ công nhân viên của phòng du lịch. Cảm ơn cao kiến của Phó Chủ tịch huyện Hạ. Hạ Tưởng cười hàm xúc. Trưởng phòng Nhâm, anh cảm ơn tôi làm cái gì? Đừng quên tôi vẫn còn là Phó Chủ tịch huyện được phân công quản lý du lịch. Đó cũng là một trong những phần việc của tôi thôi. Phải rồi, phải rồi. Là tôi nhất thời kích động, làm cho Phó Chủ tịch huyện Hạ chê cười rồi. Nhâm Vu Hải tâm phục khẩu phục, không phải là giả vờ vui mừng. Y quả thật đã bị chủ ý tuyệt diệu của Hạ Tưởng làm cho kinh ngạc. Trong lòng âm thầm tính toán, kỳ thật xây dựng dòng suối nhỏ tiết kiệm một chút chỉ 50.000 tệ là cũng có thể làm được xong rồi. Mắc dàn ống dẫn bằng tre trúc trên không trung, dù cho chi phí nguyên vật liệu có cao hơn một tí thì cũng chỉ tầm 50.000 tệ là có thể ổn thỏa. Chi phí nhân công lại không nhiều lắm, 100.000 tệ, mà không, tiêu tốn 110.000 tệ đi là khu du lịch Tam Thạch sẽ có thể trở thành một khu du lịch có núi có nước, sơn thủy hữu tình rồi. Ít nhất. Làm thế cũng có thể đề cao lên một bậc nữa, hấp dẫn thật nhiều du khách thích suối nước đến tham quan. Thái độ của Nhâm Vu Hải đối với Hạ Tưởng thay đổi lớn. Nếu như nói lúc đầu, thái độ của y chỉ là sự nhiệt tình và cung kính bề ngoài thì bây giờ là thực sự thân thiện và kính cẩn, lại còn có cả tâm lý kính nể. Phó Chủ tịch huyện Hạ chẳng những tuổi trẻ mà lại còn quả thật có bản lĩnh thực sự, có thể nghĩ đến những chuyện người ta không dám nghĩ đến những chuyện người ta không thể tưởng tượng ra được. Một câu vừa nói ra đã giải quyết được ngay vấn đề khó khăn nhất của hiện nay. Nhâm Vu Hải đã nghĩ, nếu cán bộ lãnh đạo ở huyện An đều có tầm nhìn và bản lĩnh thật sự như Phó Chủ tịch huyện Hạ, không chỉ đạo mò mẫm như trước nữa, không chỉ đạo bằng cái kiểu của kẻ ngoại đạo nữa thì kinh tế huyện An nhất định có thể nhảy vọt lên, trở thành một huyện giàu có đệ nhất ở thành phố Yến. Nhâm Vu Hải nghĩ hồi lâu mà rốt cục cũng không nghĩ ra được câu từ để mà diễn tả cho hết cảm xúc kích động của mình. Một câu của Phó Chủ tịch huyện Hạ chính là một cây cầu nối liền Nam Bắc, vạch đường cái trên không trung. Một người lãnh đạo chỉ đạo mò mẫm với một vị lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng, hơn nữa lại có kiến thức quả thật rất độc đáo có sự khác biệt quá xa. Nhâm Vu Hải thậm chí đã nghĩ,
nếu như phó chủ tịch huyện Hạ đến sớm hơn vài ngày thì nói không chừng khoản tài chính đầu tư vừa rồi cũng không bị khu du lịch Tam Thủy cướp mất. Đương nhiên cứ nghĩ đến ý tưởng tốt đẹp đó sắp thành hiện thực, Nhâm Vũ Hải không biết làm sao cho lời lẽ hay ho hơn mà ca ngợi ý tưởng dẫn nước tuyệt vời của Hạ Tường. Y vô cùng hưng phấn, tâm niệm sau khi trở về sẽ lập tức bắt tay vào thực hiện. Một khi việc dẫn nước thành công, có thể vừa kịp lúc mùa hè, mùa sốt du lịch mà phát triển, lại càng dễ tuyên truyền động tác mới của khu du lịch Tam Thạch, y không tin là sẽ không thể đề cao lưu lượng du khách đến tham quan. Vừa mới tưởng tượng đến đó thôi, trong lòng Nhâm Vũ Hải không còn một chút nào khinh thị Hạ Tường nữa mà ngược lại thật tình bội phục. Chính mình đã là trưởng phòng phòng du lịch huyện nhiều năm, mà cũng không có tới khu du lịch Tam Thạch được mấy lần, cũng đã nghĩ qua vấn đề thiếu nước, thế mà làm sao lại không thể nghĩ ra được biện pháp dẫn nước tốt như thế chứ? Người với người cũng không làm sao so sánh được với nhau, bảo sao mà người ta còn trẻ như thế mà đã làm lên phó chủ tịch huyện, còn mình tuổi lớn hơn mà mới chỉ là một trưởng phòng. Có điều lúc này đây nếu như việc dẫn nước thành công, có thể tăng cao lượng du khách đến khu du lịch Tam Thạch thì phó chủ tịch huyện Hạ sẽ lập được công đầu, và y cũng có thể được chia một phần công tích chứ nhỉ. Cơ hội tốt như thế, chả lẽ lại không biết tranh thủ tiến thêm lên về phía trước. Chẳng phải là phó chủ tịch huyện Dương bị bệnh phải nghỉ ốm sao? Nghỉ ốm một thời gian ngắn thì có lẽ là có thể nhân bệnh mà nghỉ hưu luôn được rồi, đến lúc đó chẳng phải là sẽ trống ra một ghế phó chủ tịch huyện sao? Buổi trưa, Hạ Tường ăn cơm ở khu du lịch Tam Thạch theo sự bố trí sắp xếp của Nhâm Vũ Hải. Trên đường về, Hạ Tường nói với Nhâm Vũ Hải một câu. Trưởng phòng Nhâm, về sau còn cần phải chú ý đầu tư một chút ở chất lượng đồ ăn. Nói thật, đồ ăn ở khu du lịch rất bình thường. Mặc dù nói du khách của thành phố Yến đến khu du lịch ăn cơm cũng không có bao nhiêu người, nhưng sau này du khách ở Bắc Kinh hoặc ở bên ngoài thành phố đến ngày càng nhiều. Vốn dĩ là cảnh rất đẹp, đi chơi rất đã rồi mà vừa ăn cơm đã ảnh hưởng đến tâm tình thì khách sẽ ít đi đấy. Chương 226, Bí thư Lý và Chủ tịch huyện Khâu. Mười mấy năm sau này chính là thời kỳ hưng thịnh của du lịch trong nước, nhưng cùng với việc lượng du khách tăng lên, một loạt vấn đề cũng xuất hiện theo. Rõ ràng nhất chính là chất lượng đồ ăn ở khu du lịch nhanh chóng suy giảm, cũng dẫn đến sự bất mãn của không ít du khách. Hạ Tường phòng ngừa chu đáo, không thể để cho khu du lịch Tam Thạch cũng lại đi vào lối mòn đó. Nhâm Vũ Hải không biết lôi từ đâu ra một quyển sổ nhỏ, trịnh trọng ghi chép lại hết những lời nói và dặn dò của Hạ Tường. Mặc dù Hạ Tường hiểu là Nhâm Vũ Hải cũng ít nhiều là làm ra vẻ thế thôi, nhưng cái cảm giác được người ta coi trọng quả thật là không tồi. Hắn mỉm cười, phó chủ tịch huyện tuy rằng cùng cấp với chủ nhiệm văn phòng tổ cải tạo nhưng ở trong chính quyền thành phố, ai cũng là người đứng đầu. Hiện giờ đến trong huyện, tốt xấu cũng là quản lý ba mảng, văn hóa giáo dục, môi trường và du lịch, lời nói ra, không ít người cũng phải lắng nghe. Bảo sao mà Giang Thiên luôn nhìn hướng ra bên ngoài, vẫn là chính mình tự làm chủ là cảm giác tốt nhất. Ngàn nghề vạn nghiệp cũng đều phải xây dựng từ bước ban đầu. Hạ Tường được phân công quản lý văn hóa giáo dục, môi trường và du lịch. Tạm thời, du lịch xem như là đã giải quyết được một vấn đề khó khăn rồi. Về mặt văn hóa giáo dục và môi trường, tuy rằng tạm thời cũng không có chuyện gì lớn nhưng chuyện nhỏ thì liên tục không ngừng. Có vài trường học thu phí loạn, bị người nhà học sinh phản ánh tới phòng giáo dục, lại lọt vào tai Hạ Tường sẽ không thể không hỏi qua. Về lĩnh vực vệ sinh môi trường, lại có vấn đề ở bệnh viện. Đó là giá thuốc quá cao, y tá bác sĩ và người bệnh mâu thuẫn, vấn đề vi phạm thể chế không có cách nào giải quyết triệt để theo pháp luật được, chỉ có thể phát hiện đến đâu thì xử lý đến đó thôi. Chốc cái đã đến giữa tháng 5, trong núi đã toàn là cảnh xuân về hoa nở, Hạ Tường còn chưa kịp quay về thành phố Yến thăm Tào Thù Lê thì Tào Thù Lê đã không chịu nổi nhớ nhung, chạy đến huyện An. Có điều, cô không đến một mình mà là đi cùng Liên Nhược Hạm đến. Liên Nhược Hạm thì công viên rừng rậm bây giờ đã sắp hoàn thành, biệt thự ở giữa hồ cũng đã xong phần xây dựng thô, đang hoàn thiện và trang trí. Mặc dù hiện giờ công viên rừng rậm còn chưa chính thức công khai với bên ngoài, nhưng vừa đến ngày nghỉ, ngày lễ là đã có rất nhiều người dân đến du ngoạn rồi, số lượng còn vượt xa cả tưởng tượng ban đầu. Liên Nhược Hạm làm một phép thử kinh doanh, cho phép khách đến tham quan du ngoạn một phần công viên đã hoàn thiện xong rồi. Thế là chỉ trong một thời gian ngắn, ở thành phố Yến đã lên cơn sốt đi công viên rừng rậm chơi. Dù sao thì thành phố Yến cũng là một thành phố đồng bằng. Tuy rằng thành phố Yến cách Thái Hành Sơn cũng không xa, nhưng trong thành phố không núi non, không suối nước, không rừng rậm.
Bây giờ đột nhiên ở trong nội thành lại có một cánh rừng rậm xanh tươi tốt, chẳng những cảnh trí u nhã, chim hót líu lo mà còn giao thông tiện lợi đầy đủ hết các loại phương tiện, còn tốt hơn rất nhiều so với những công viên đơn thuần thì dù chưa chính thức triển khai quảng cáo trên thị trường mà công viên rừng rậm cũng đã khiến cho người ta chấn động. Mỗi ngày tính rẻ thì riêng tiền vé vào cửa thu vào đã đến hơn 50.000 tệ rồi. Có thể dự tính được chắc chắn là một khi công khai mở ra toàn bộ, hàng năm riêng doanh thu từ vé vào cửa cũng đã là một con số làm chấn động lòng người rồi. Hai đại mỹ nữ kiên quyết tiến đến, Hạ Tưởng không dám chậm trễ, tự mình ra cổng trụ sở huyện ủy đón. Liên Nhược Hạm vừa mới đỗ được xe thì Tào Thù Lê đã chạy như bay xuống, không hề quan tâm đến chuyện gì khác, nhào vào trong lòng Hạ Tưởng. Ra sức dụi đầu vào trong ngực hắn, thật lâu không muốn rời ra. Hạ Tưởng cũng dùng sức ôm thật chặt cô bé, hít mùi hương dễ chịu trên người cô, ánh mắt lại nhìn về Liên Nhược Hạm đang ở phía sau. Liên Nhược Hạm ngồi bên trong xe, chớp mắt, trong mắt có chút kinh ngạc, cũng có một tia đau thương nhàn nhạt. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng làm người đàn ông thật sự rất mệt mỏi, trong lòng ôm một người, ánh mắt còn nhìn về phía một người nữa, có phải là đàn ông đều có lòng tham không đấy? Tào Thù Lê mặc một bộ đồ thể thao, vừa khéo lại phù hợp với khí hậu chợt ấm chợt lạnh của tháng năm ở trong núi. Lúc ôm cô, Hạ Tưởng cảm thấy trước ngực cô đầy đặn hơn trước một chút, hơn nữa, độ co giãn lại tăng thêm không ít thì nhỏ giọng nói với cô. Hình như em không ngừng dậy thì, các bộ phận liên tục phát triển. Tào Thù Lê đỏ bừng mặt. Nói linh tinh cái gì đấy, cẩn thận không để cho Liên tỷ tỷ nghe thấy thì ngượng lắm. Hạ Tưởng thầm nghĩ. Chỉ sợ là Liên Nhược Hạm sẽ không ngượng ngùng. Cô tùy hứng hơn mà cũng ghê gớm hơn và to gan hơn so với Tào Thù Lê. Liên Nhược Hạm đỗ xe xong xuôi, từ trên xe bước xuống, thiếu chút nữa dọa cho Hạ Tưởng sợ nhảy dựng lên. Hóa ra cô ăn mặc theo kiểu cao bồi, gần giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau ở vùng thảo nguyên của huyện Bá, thiếu mỗi quàng khăn lụa và đeo kính nữa thôi. Liên Nhược Hạm bất mãn chừng mắt lườm Hạ Tưởng một cái. Làm sao hả? Em ăn mặc thế này thì anh có ý kiến gì? Đừng tưởng là anh trở thành phó chủ tịch huyện là có thể ra oai thể hiện trước mặt con bé này đâu nhá. Anh cũng vẫn chỉ là anh thôi. Đừng mơ mà lên mặt. Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười nói. Anh cũng chỉ liếc mắt nhìn em một cái thôi đã bị em chút cục tức lên rồi. Thế là thế nào hả? Anh chưa nghĩ cái gì hết, toàn là em đang nghi thôi. Tào Thù Lê bên cạnh le lưỡi. Lúc đi trên đường Liên tỷ tỷ đã nói. Bộ quần áo này của chị ấy chắc chắn sẽ làm anh phải nhìn vài lần. Em còn không tin chứ? Không ngờ là chị ấy lại nói đúng rồi. Hạ Tưởng, bây giờ em càng ngày lại càng cảm thấy Liên tỷ tỷ còn hiểu anh hơn cả em nữa đó. Là lời nói vô tình hay là cố ý thử? Trong lòng Hạ Tưởng không nhịn nổi tim đập dồn dập, sau đó, hắn lại ra vẻ như không có chuyện gì cả, nói. Đồng chí Liên Nhược Hạm có ưu điểm lớn nhất chính là giỏi về gây ra vấn đề chứ không phải là phát hiện vấn đề hay giải quyết vấn đề. Thế không phải gọi là hiểu anh, mà là cô ấy nói mỏ thì đoán chúng thôi. Liên Nhược Hạm tức giận nói. Nói xong chưa, nói xong rồi thì mời bọn em đi ăn cơm đi. Bọn em chưa ăn sáng, giờ đói bụng rồi. Bây giờ mới gần 10 giờ rồi, ăn trưa thì hơi sớm, nhưng Liên Nhược Hạm đã nói thế thì Hạ Tưởng cũng đáp. Cũng được. Có muốn lên lầu gặp bí thư Lý trước một lúc rồi đi ăn cơm sau không? Liên Nhược Hạm tùy hứng, trước kia có lẽ là sẽ làm theo ý mình, nhưng hiện giờ cô cũng làm bộ giữ ý trước mặt Hạ Tưởng. Nghe Hạ Tưởng nói thế, cô liếc mắt sang Tào Thù Lê. Cô bé Lê thấy thế nào? Tào Thù Lê đương nhiên là nghe theo sự sắp xếp của Hạ Tưởng rồi. Cả ba người cùng nhau đi lên lầu, lúc đi đến góc rẽ cầu thang, vừa hay gặp phải Khâu Tự Phong đi từ trên lầu xuống. Khâu Tự Phong vừa thấy mặt Hạ Tưởng đã nghiêm túc nói. Phó Chủ tịch huyện Tiểu Hạ, nghe nói anh đang xây dựng một công trình dẫn nước ở khu du lịch Tam Thạch. Bây giờ tiến triển thế nào rồi? Không phải là tôi phê bình cậu công tác không tích cực mà tôi nghe có người phản ánh nói cậu rất ít khi đến khu du lịch. Nói là không phải phê bình mà giọng điệu lại cực kỳ nghiêm khắc. Hạ Tưởng trong lòng đã thấy bực mình rồi. Từ thị trấn đến khu du lịch còn chưa có xe bus. Hắn lại còn không có xe riêng đưa đón, chẳng lẽ lại tự đi bộ đến khu du lịch để thị sát à? Do vậy hắn nói, Chủ tịch Khâu phê bình thì tôi khiêm tốn thừa nhận, nếu như từ thị trấn đến khu du lịch mà thông xe bus rồi thì tôi sẽ thường xuyên đến khu du lịch hơn. Bây giờ ba phó chủ tịch huyện chỉ có mỗi một chiếc xe riêng.
Mấy lần tôi cần đi đều là mượn xe của trưởng phòng Nhâm bên phòng du lịch. Cũng không tiện cứ mượn xe người ta dùng mãi. Khâu Tự Phong nghe xong thực tế khó khăn, trên mặt còn không có một chút biểu tình nào, dường như không có xe là tại lỗi bởi Hạ Tưởng vậy. Trong thực tế công tác khó khăn là không thể tránh khỏi. Không thể cứ gặp khó khăn là lùi bước, phải nghĩ biện pháp giải quyết khó khăn chứ, có phải không? Liên Nhược Hạm nghe xong, vẻ mặt không vui nói. Huyện An làm sao lại nghèo như thế, đến phó chủ tịch huyện mà cũng không có một cái xe riêng. Làm sao không nói sớm, phó chủ tịch huyện Hạ, anh đã cống hiến thật lớn cho tập đoàn viễn cảnh chúng tôi, một chiếc xe thì là cái gì? Thôi vậy, giờ mua thì cũng không tới kịp, để cái Land Rover của tôi lại cho anh dùng. Muốn ngựa chạy mà không cho nó ăn thì chạy sao được? Tào Thù Lê cũng vội vàng nói. Lần trước Thẩm Lập Xuân mời em thiết kế phương án, chi phí thiết kế mấy trăm ngàn, hay là tự bọn mình mua một chiếc? Lời nói của Tào Thù Lê thì coi như còn uyển chuyển, chứ lời nói của Liên Nhược Hạm lại không hề dễ nghe. Khâu Tự Phong chú ý thể diện đã có chút không nhịn được, đang định nói lại vài câu thì bỗng nhiên trong đầu chợt lóe, nhớ ra cái gì đó, kinh hãi hỏi. Tập đoàn viễn cảnh khai thác và phát triển công viên rừng rậm ư? Xin hỏi cô là? Khâu Tự Phong lúc này mới chú ý tới hai người phía sau Hạ Tưởng. Tuy rằng y cũng đã gặp vô số mỹ nữ, nhưng Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê trước mắt đây thì một người đẹp như tiên nữ trên trời, một người lại thanh lịch động lòng người. Có thể nói, cả hai người đều là tuyệt đại giai nhân, cả hai vẻ đẹp cùng đồng thời xuất hiện, không thể không nói rằng khiến cho người ta nhất thời kinh diễm. Liên Nhược Hạm không thèm để ý đến Khâu Tự Phong. Hạ Tưởng thấy cô lại ngang ngạnh lên rồi thì đành phải tự mình ra mặt giới thiệu. Chủ tịch huyện Khâu, vị này chính là Liên Nhược Hạm, tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Cảnh. Còn vị này là Tào Thù Lê, sinh viên của Học viện Kiến trúc. Cả hai người đều là bạn tôi, nghe nói là khu du lịch Tam Thạch không tồi cho nên đến đây tham quan. Khâu Tự Phong gật đầu, ánh mắt dừng lại thêm vài giây trên người Liên Nhược Hạm. Cuối cùng, y cũng lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Kéo Hạ Tưởng sang một bên, hạ giọng nói. Phó chủ tịch huyện Tiểu Hạ, tập đoàn Viễn Cảnh khai thác và phát triển công viên rừng rậm cực kỳ thành công. Hơn nữa, thực lực của tập đoàn Viễn Cảnh cũng thuộc dạng tiên phong trong toàn bộ tỉnh Yến. Nếu như tập đoàn Viễn Cảnh có hứng thú đầu tư vào khu du lịch Tam Thạch thì ở huyện có thể đưa ra chính sách cực kỳ ưu đãi. Hạ Tưởng thấy vẻ mặt Khâu Tự Phong có vẻ bức thiết thì thầm nghĩ, anh không phải là thái tử đảng ở Bắc Kinh sao? Tìm luôn mấy doanh nghiệp lớn từ Bắc Kinh đến đầu tư ở huyện An là có thể rất nhẹ nhàng giành được chiến tích rồi. Vì sao mà nhìn thấy tập đoàn Viễn Cảnh còn giống như là sói đói nhìn thấy thịt vậy? Chẳng lẽ lai lịch thái tử đảng của Khâu Tự Phong là giả sao? Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Hạ Tưởng thôi. Đối với chuyện đầu tư mà Khâu Tự Phong nói, hắn cũng không xem trọng, cũng sẽ không đề cập đến với Liên Nhược Hạm. Cho nên hắn bảo... Tôi sẽ nói chuyện với Tổng Giám Đốc Liên, có điều tập đoàn Viễn Cảnh có quy hoạch lâu dài của bọn họ. Có tác động được bọn họ hay không thì tôi không dám cam đoan. Trước lúc Khâu Tự Phong rời đi, còn làm bộ rộng lượng nói. Phó Chủ tịch huyện Tiểu Hạ, cậu đi tìm Hứa Lương, bảo anh ta bất kể thế nào cũng phải sắp xếp cho cậu một cái xe riêng đi. Nói thật chứ khách hàng từ thành phố Yến đến huyện An mà thấy phó chủ tịch huyện của huyện An chúng ta còn không có cả xe riêng thì còn ý kiến gì đến chuyện đầu tư nữa. Liên Nhược Hạ muốn phản bác luôn vài câu nhưng lại bị Tào Thù Lê ngăn lại. Tào Thù Lê nhỏ giọng nói. Đừng làm quá, để cho chủ tịch huyện Khâu xuống đài không được. Dù sao thì anh ta cũng là người lãnh đạo trực tiếp của Hạ Tưởng, vẫn phải để mặt mũi cho anh ta. Hạ Tưởng còn không thèm đi tìm Hứa Lương để lấy xe. Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê đến huyện An với tư cách cá nhân, hắn càng muốn cá nhân đón tiếp các cô thôi chứ không phải kinh động đến người khác. Tới trên lầu gặp mặt với Lý Đinh Sơn. Tào Thù Lê và Lý Đinh Sơn xem như là người quen rồi. Cô cười chào hỏi Lý Đinh Sơn. Cháu chào chú Lý, hồi Tết làm sao chú không tới nhà chơi? Ba cháu còn cứ nhắc chú mãi. Lý Đinh Sơn vô cùng thích cô bé Thù Lê láu lỉnh khéo ăn khéo nói này. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ từ ái, yêu thương. Lúc Tết nhất lắm chuyện linh tinh lằng nhằng nên không có cơ hội đến thăm phó thị trưởng Tào. Bây giờ ở huyện An, cách thành phố Yến cũng gần, có thời gian nhất định phải đến thăm. Ông cũng nói với Liên Nhược Hạm. Tổng Giám Đốc Liên có thể đến thăm thú vài nơi ở huyện An. So với huyện Bá thì môi trường đầu tư ở huyện An tốt hơn rất nhiều,
cũng có rất nhiều dự án có thể thu hồi vốn đầu tư nhanh. Nếu như Tổng Giám đốc Liên cảm thấy hứng thú, có thể trực tiếp bàn bạc với Tiểu Hạ. Liên Nhược Hạm đối với Lý Đình Sơn thì xa cách chứ không nhiệt tình như Tào Thù Lê. Cô chỉ thản nhiên cười nói. Nếu phù hợp thì tôi sẽ nói chuyện với Phó Chủ tịch huyện Hạ. Có điều trong quy hoạch ngắn hạn và quy hoạch dài hạn của tập đoàn Viễn Cảnh, cũng không cân nhắc đầu tư thêm ở thành phố Yến. Lý Đình Sơn thấy Liên Nhược Hạm không có mấy hứng thú thì cũng không miễn cưỡng. Không sao cả, đến đây rồi là khách, cứ để Tiểu Hạ đưa Tổng Giám đốc Liên đi thăm thú các nơi. Lý Đình Sơn mặc dù không ở huyện An trong một thời gian dài nữa, nhưng ông thực sự muốn làm ra thành tích. Bởi vì bước tiếp theo phải tăng lên một cấp, không có một chiến tích đáng nể trong tay thì cho dù hậu trường có vững vàng hơn đi nữa, đến địa phương nào nói chuyện cũng không đủ kiên cường. Hiện giờ về mặt chính trị, ông đã trưởng thành lên không ít so với khi ở huyện Bá, khát vọng thành tích cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Phương Cách nhân cơ hội kéo Hạ Tưởng sang một bên, nói bằng giọng điệu vô cùng hâm mộ. Hạ ca, quả thật là anh làm cho người ta chấn động rồi. Vừa ra tay là vớ luôn được hai đại mỹ nhân, đúng là dọa chết người ta không cần đền mạng. Cô nào là bạn gái của anh đấy? Nhất định là Tào Thù Lê. Cô bé ấy nhu thuận, dịu dàng, vừa nhìn đã thấy đúng là mẫu vợ hiền dâu thảo. Tào Thù Lê thật đúng là có lực hấp dẫn, Phương Cách lần đầu tiên gặp cả Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm, mới tiếp xúc sơ sơ mà đã có hảo cảm với Tào Thù Lê rồi. Cô bé này thật là dễ làm cho người ta yêu thích. Hạ Tưởng đánh tan ngay ảo tưởng của cậu ta, đả kích mạnh mẽ. Cậu là thư ký của bí thư Lý, sau này phải chú ý hình tượng, đừng có vừa nhìn thấy người đẹp là đã không bước đi nổi rồi. Phương Cách kêu oan. Em cũng chỉ thỉnh thoảng lộ ra tí bản sắc anh hùng trước mặt anh thôi. Chứ bình thường trước mặt mọi người bên ngoài em thực sự nghiêm túc mà anh đừng có nhỏ mọn. Hai mỹ nữ này đẹp thì đẹp, nhưng mà không phải sở trường của em. Em vẫn thích Mai Hiểu Lâm cơ. Lý Đình Sơn muốn đặt cơm bữa trưa, Tào Thù Lê không nói gì, nhìn về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vốn định đồng ý, Liên Nhược Hạm lại mở miệng từ chối nhã nhặn, nói với Lý Đình Sơn thật uyển chuyển. Cảm ơn ý tốt của bí thư Lý, nhưng mà tôi với Thù Lê là đi du lịch thôi, không muốn làm phiền bí thư Lý. Bí thư Lý nhiều công việc, cứ để Hạ Tưởng đi cùng chúng tôi là được rồi. Lý Đình Sơn cũng không miễn cưỡng. Được rồi, thế Tiểu Hạ tiếp đón hai vị khách này chu đáo nhé. Tôi không tiễn mọi người nữa. Hạ Tưởng nhìn ra hình như Liên Nhược Hạm không có nhiều hảo cảm với Lý Đình Sơn. Hạ Tưởng đưa Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm đến nhà hàng Thường Sơn ăn cơm. Nhắc tới cũng lạ, lần trước sau khi muốn gặp mặt Tiêu Ngũ mà không được, gần đây hắn cũng không có cơ hội lại đến nhà hàng Thường Sơn ăn cơm nữa, còn chưa gặp mặt Tiêu Ngũ một lần nào. Mấy người vừa vào cửa thì Tiêu Hà đã phát hiện ra Hạ Tưởng, vội chạy ra đón. Phó Chủ tịch huyện Hạ đã đến rồi ư, mau lên lầu, xin mời. Hạ Tưởng xua tay nói. Chú Tiêu đừng gọi cháu là Phó Chủ tịch huyện Hạ, cứ bảo cháu là Tiểu Hạ đi. Đúng rồi. Tiêu Ngũ có ở nhà không? Hạ Tưởng đã nói như thế thì Tiêu Hà cũng không dám tránh né, lại cũng không dám gọi hắn là Tiểu Hạ, liên tục cười không ngừng nói. Thật đúng là không khéo. Phó Chủ tịch huyện Hạ, thằng con tôi hôm nay lại đi ra ngoài rồi. Nó thật đúng là không có phúc gì cả. Thế hôm nay cậu muốn ăn gì? Tiêu Hà không dám nhìn Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm nhiều, trong lòng thầm nghĩ, Phó Chủ tịch huyện Hạ thật đúng là được đấy. Không ngờ lại quen được cô gái xinh như thế. Cũng không biết là cô nào là bạn gái của cậu ta nữa. Mà nghĩ cũng đúng thôi, Phó Chủ tịch huyện Tiểu Hạ người ta lớn lên có cốt cách, tuổi còn trẻ mà đã là Phó Chủ tịch huyện rồi. Con người có bản lĩnh như thế, bạn gái không đẹp mới là lạ ấy. Có điều là hai cô này thật là xinh đẹp quá thể đi, thật đúng là hiếm có khó tìm. Cũng không biết là Phó Chủ tịch huyện Tiểu Hạ có phải lo lắng không nữa. Bây giờ những người có bản lĩnh đều có chính thất và phòng nhì. Liệu Phó Chủ tịch huyện Hạ có thu cả hai cô này không nhỉ? Nếu Hạ Tưởng mà biết suy nghĩ của Tiêu Hà thì nhất định sẽ coi ông ta là chi kỷ, thể nào cũng phải mời ông ta uống một chén mới được. Gọi thức ăn xong, Tiêu Hà đã đi xuống sắp xếp rồi, Liên Nhược Hạ mới ngắm nhìn bốn phía, khẽ gật đầu. Huyện An quả thực là giàu có hơn huyện Bá một chút. Nhà hàng Thường Sơn này cũng khá là ổn. Nói đến nhà hàng, Hạ Tưởng lại nhớ tới chuyện Sở Tử Cao muốn mở nhà hàng ăn uống ở công viên rừng rậm, liền hỏi. Sở Tử Cao đã xây được nhà hàng ăn uống ở công viên rừng rậm chưa? Định gọi tên là gì?
Lần trước Hạ Tưởng đã dành thời gian nói với Liên Nhược Hạm rồi. Liên Nhược Hạm cũng biết Sở Tử Cao, mặc dù ấn tượng với y rất bình thường, nhưng bởi vì là nể mặt Hạ Tưởng cho nên cũng thuận miệng đáp ứng, còn đồng ý để cho Sở Tử Cao thoải mái tự chọn một địa điểm tốt. Sở Tử Cao mừng rơi nước mắt, đến công viên rừng rậm lùng sục hai ngày trời, cuối cùng chọn được một chỗ đất tốt, tìm đội thi công xây một nhà hàng nhỏ 3 tầng. Đội thi công xây dựng cũng là Hạ Tưởng giới thiệu cho y, chính là một đội của công ty xây dựng số 2 của anh rể Giang Thiên. Đang chuẩn bị khai trương, trang hoàng dung tục, tên kêu lại càng tục nữa. Gọi là Xâm Lâm Cư, Liên Nhược Hạm không có nổi một chút hứng thú nào với cái nhà hàng của Sở Tử Cao, cũng không thể hiểu nổi vì sao Hạ Tưởng lại đi giúp gã. Chẳng qua chỉ là một gã buôn bán tục tằn không chịu được. Anh lấy được cái gì tốt từ gã mà lúc nào cũng giúp gã thế. Chương 227, ăn một bạt tai của Liên Nhược Hạm. Anh lấy được khá nhiều thứ tốt từ gã đấy. Hạ Tưởng là một người nhớ tình bạn cũ. Từ khi hắn và Sở Tử Cao quen biết nhau cho tới giờ, trong lòng hắn luôn cảm tạ Sở Tử Cao đã dành cho hắn dự án hợp tác xây dựng quảng trường thư giãn. Đó là dự án đầu tiên, tuy rằng chi phí thiết kế cho dự án quảng trường thư giãn không nhiều lắm, nhưng đúng là bởi vì trong quá trình thiết kế đó mà hắn mới có cơ hội thường xuyên tiếp xúc với Tào Thù Lê. Cũng có thể nói, dự án quảng trường thư giãn đã tác thành cho tình cảm của hắn và Tào Thù Lê. Đương nhiên, còn có một chuyện nữa cũng rất quan trọng, đó là cũng chính là bởi vì quảng trường thư giãn lọt vào mắt Trần Phong mà mới có một loạt những chuyện xảy ra về sau này. Cho nên nói Hạ Tưởng đối với Sở Tử Cao vẫn kết thành bạn thân được, là bởi vì hắn vẫn cảm giác hợp tác với Sở Tử Cao luôn có hiệu quả, thuận buồm xuôi gió. Vì hắn là người luôn nhớ tình bạn cũ, mà Sở Tử Cao lại tặng hai người một món quà vô giá, chưa kể những thứ quà khác của y. Hạ Tưởng cũng không phải kẻ nhỏ mọn, ham cái ơn huệ nhỏ của Sở Tử Cao. Liên Nhược Hạm thấy Hạ Tưởng và Tào Thù Lê liếc nhau, trong mắt toát ra một tình cảm mềm mại thì hiểu ra, không khỏi có chút ghen tuông nói. Em hiểu rồi, quảng trường thư giãn là Sở Tử Cao bỏ vốn ra xây dựng, là anh và cô bé Lê cùng thiết kế. Có thể nói, Sở Tử Cao xem như là một nửa bà mối của hai người chứ gì. Tào Thù Lê vẻ mặt chờ mong nhìn Hạ Tưởng, chờ xem hắn sẽ trả lời thế nào. Cũng không phải là thế. Anh với cô bé Lê là vừa nhìn đã yêu, không cần bà mối. Hạ Tưởng cười hì hì liếc mắt nhìn Tào Thù Lê một cái. Anh nói có đúng không nào? Em vừa thấy anh đã thích anh rồi, phải không? Tinh tướng, mèo khen mèo dài đuôi. Tào Thù Lê hừ một tiếng, nghiêng đầu qua một bên, hỏi Liên Nhược Hạm. Liên tỷ tỷ, chị nói xem bằng vào điều kiện của chúng ta, trong hoàn cảnh khách quan có chủ động đi thích Hạ Tưởng không? Tào Thù Lê vốn là vô tình mà hỏi thế thôi, nhưng nghe vào tai Liên Nhược Hạm thì lại thành ra là người nghe hữu ý. Liên Nhược Hạm không biết tại sao mà sâu tận đáy lòng đột nhiên có một tiếng thở dài. Nói cũng phải, bằng vào điều kiện của cô, dù chọn ngược chọn xuôi cũng chả đến lượt Hạ Tưởng. Xét về tướng mạo, hắn không thể được coi như đệ nhất. Xét về xuất thân, lại càng không. Về mặt bằng cấp, hắn cũng không tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng. Nhưng tại sao mình lại cứ cố tình thích hắn như thế chứ? Vì cái gì, chẳng lẽ chỉ là bởi vì khi gặp núi lở trên con đường núi, lâm nguy mà không sợ? Hay là khi kết giao với hắn, bị sự bình tĩnh thong dong của hắn hấp dẫn? Hay là vì tuy hắn tuổi còn trẻ mà sự chín chắn và trầm tĩnh vững vàng vượt xa cả bạn bè đồng trang lứa? Khôi hài mà không thiếu sự hóm hỉnh, thong dong mà không hề kiêu ngạo, tính cách tưởng chừng như nhẹ nhàng thản nhiên mà cũng có những lúc kích động, nhiệt huyết. Mà chủ yếu nhất là, tầm nhìn tinh chuẩn và khả năng bày mưu tính kế của hắn, hắn có thể tìm được điểm có lợi nhất từ trong thế cục phức tạp rắc rối, rồi từ đó khéo léo vận dụng được. Trong suy nghĩ của Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng thật sự tốt như thế sao? Chính bản thân cô cũng không thể nói rõ ra được, có khi cô cũng thấy mình đối với hắn quá mức tình cảm, mà hắn thì lại tính toán thận cẩn thận, thậm chí đến cả một cái hứa hẹn cũng không cho cô. Thế mà vì cái gì cô lại còn muốn đến thành phố Yến? Chỉ là vì để có cơ hội tiếp xúc với hắn. Chỉ là vì trong lòng còn có mộng tưởng không tình nguyện buông tay ư. Liên Nhược Hạm sửng sốt, ngây ngẩn hồi lâu, mãi cho đến khi Tào Thù Lê cười khanh khách. Liên tỷ tỷ, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, đừng ngẩn ra đó nữa, nếu không Hạ Tưởng sẽ đắc ý vênh váo lắm đấy. Liên Nhược Hạm giật mình tỉnh lại, cười cười vẻ xin lỗi. Anh ta đắc ý vênh váo cái gì? Chẳng lẽ anh ta lại có thể nghĩ rằng ai cũng thích mình hay sao?
Cô bé Lê, chị nói cho em một biện pháp, về sau anh ta hàng ngày không tặng hoa cho em, hàng ngày không gọi điện thoại ân cần thăm hỏi em, hàng tuần không về thành phố Yến rủ em đi ăn cơm, hàng tháng không nhớ đưa tặng cho em một món quà thì em chia tay anh ta luôn cho xong. Hạ Tường bất mãn kêu lên. Đồng chí Liên Nhược Hạm, đừng có tạo áp lực căng thẳng giữa tôi với cô bé Lê. Đừng có mà châm ngòi ly gián. Tào Thù Lê lại tỏ vẻ tiếp nhận quan điểm, gật đầu nói. Ý kiến hay, sao em lại không nghĩ đến nhỉ? Cứ nghe theo lời Liên tỷ tỷ đi, từ hôm nay trở đi bắt đầu chấp hành. Hạ Tường vẻ mặt đau khổ, còn chưa kịp phản bác lại câu nào thì chợt nghe ở dưới lầu truyền tới tiếng chửi bậy. Nhà hàng chó má gì thế này? Điều kiện vệ sinh kém như thế, đồ ăn các thứ lại đắt đỏ. Đóng cửa, ngừng kinh doanh để điều tra. Giọng Tiêu Hà vang lên. Các anh là ai? Định làm cái gì thế này? Chúng tôi là người của phòng vệ sinh, đến đóng cửa nhà hàng của anh. Người tới hùng hổ nói. Đồ ăn ở nhà hàng này của anh không đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, bẩn thỉu kém chất lượng. Từ hôm nay trở đi ngừng kinh doanh 3 tháng. Khi nào đạt tiêu chuẩn vệ sinh thì lại mở cửa tiếp tục kinh doanh. Trước hết nộp phạt 50.000 tệ đã. Nhanh lên, đừng có dài dòng. Đã xảy ra chuyện gì ư? Hạ Tưởng ngồi không yên. Nói thật, điều kiện vệ sinh ở nhà hàng Thường Sơn coi như không tồi. Theo hắn đánh giá thì không hề thua kém nhà hàng nào ở thành phố Yến cả. Tiêu Hà là người khá cẩn thận. Từ cái tên nhà hàng cũng có thể thấy được ông là người có tâm. Tiêu Hà là cha của Tiêu Ngũ. Hạ Tưởng không thể ngồi đó mà nhìn, không để ý tới. Anh xuống xem một chút, hai người các em tiếp tục ăn đi, không cần phải để ý tới bọn họ. Hạ Tưởng biết hai người đi đường vất vả, chắc chắn là vừa mệt vừa đói. Hơn nữa, trong huyện có mấy chuyện tranh chấp cãi vã cũng không có gì đáng kể cho nên hắn khoát tay. Anh đi xuống xử lý xem thế nào, một lúc là lên ngay. Tào Thù Lê còn chưa kịp nói gì, Liên Nhược Hạm lại khẽ cười một tiếng. Phải đi tỏ vẻ quyền uy của phó chủ tịch huyện chứ. Hạ Tưởng không đáp lại lời nói của Liên Nhược Hạm, biết cô quen kiểu tính khí ngang ngạnh như thế rồi, cứ kệ cô thôi. Xuống đến dưới lầu, Hạ Tưởng thấy khách ăn trong đại sảnh đều ở đó cả, nhưng ai nấy đều cúi đầu, sợ vạ vào thân. Tiêu Hà mặt mũi tươi cười, cúi đầu khom lưng nói chuyện với một người đầu trọc. Đội trưởng Nghiêu, nhà hàng Thường Sơn đã mở được 2 năm nay, vệ sinh luôn đạt tiêu chuẩn. Làm sao hôm nay lại đột nhiên không đạt tiêu chuẩn, chỗ nào có vấn đề thì mời ngài cứ chỉ ra, chúng tôi sẽ tiếp thu và khắc phục, đừng mở miệng là đòi phạt tiền đóng cửa nhà hàng. Chúng tôi làm ăn nhỏ, chịu không được mấy hình thức đó đâu. Đội trưởng Nghiêu dáng người cao to, đầu bóng loáng, trên người mặc một cái áo sơ mi cộc tay, nóng toát mồ hôi ra. Anh ta cầm một quyển sổ nhỏ, ra sức đập bốp lên trên mặt bàn, không kiên nhẫn nói. Lão Tiêu! Không phải tôi nói anh nhưng anh cũng nên trông nom thằng con anh cho tử tế. Anh bảo xem Tiêu Ngũ này là người thế nào, đánh ai chả được lại cứ phải đánh nhau với cậu em vợ của trưởng phòng chúng tôi. Giờ thì hay rồi, cậu em vợ của trưởng phòng bị đánh bị thương, trưởng phòng phát hỏa lên, nhà hàng của anh đừng mơ mở cửa được nữa. Đây là tự anh muốn chết, đừng có trách tôi. Thằng ôn Tiêu Ngũ này, tại sao lại đánh nhau cơ chứ? Tiêu Hà nóng nảy, tôi sẽ tìm nó đến. Đánh cho nó một trận nhừ tử rồi bắt nó đến nhận lỗi với trưởng phòng, anh nói có được không? Muộn rồi, lão Tiêu. Đầu chọc rung đùi đắc y nói. Trưởng phòng nói, nhà hàng của anh phải đóng cửa. Không đóng cửa thì còn gì là thể diện của ngài ấy nữa. Với lại, cậu em vợ của trưởng phòng cũng nói, muốn một chân của Tiêu Ngũ nhà các người. Lão Tiêu, nếu anh thức thời thì chuẩn bị 300.000 đưa qua, có lẽ cậu em vợ trưởng phòng có thể nguôi giận. Tha không lấy cái chân của Tiêu Ngũ. Có điều nhà hàng thì phỏng chừng là phải ngưng rồi, đừng có trách móc gì cả, anh tự cầu phúc đi. Hạ Tưởng hiểu ra, đây là Tiêu Ngũ đánh nhau gây ra tai vạ. Tiêu Ngũ thích đánh nhau, tính cách bốc đồng, hắn hiểu rất rõ, nếu không như thế thì đời sau cũng không vì Phượng Mỹ Mỹ mà đánh người khác thành trọng thương. Sau khi Hạ Tưởng và Tiêu Ngũ trở thành bạn thân, cũng nhiều lần hắn đã khuyên y có thể thu liếm thì hãy thu liếm bớt đi. Tiêu Ngũ đã đồng ý thề thốt hứa hẹn, rồi vừa gặp chuyện thì đã sôi lên, tính nóng như xăng gặp lửa, nổi khùng lên, Hạ Tưởng cũng không còn biện pháp nào với y nữa. Đánh cậu em vợ của trưởng phòng vệ sinh Kim Trường Doanh, trưởng phòng Kim cũng rất nhanh thể hiện quan uy, chẳng những đòi đóng cửa nhà hàng, còn phát ngôn to tát, đòi mốt chân của Tiêu Ngũ, khẩu khí thật đúng là khá lớn.
Có điều Hạ Tưởng quả thật không có ngạc nhiên lắm. Cán bộ cơ sở không thể nói là đều không có tố chất, nhưng những người sau khi gặp chuyện, xử lý vấn đề một cách thô bạo thì lại không ít. Hơn nữa, cán bộ cơ sở suy xét các vấn đề thường có phần đơn giản và trực tiếp, giao tiếp với thôn dân trong một thời gian dài, lại tạo cho họ thói quen xử lý vấn đề vừa to mồm quát nạt lại thêm cả sự đe dọa thấp kém. Đã từng lăn lộn từng trải ở huyện Bá, Hạ Tưởng thấu hiểu rất rõ điều này. Hạ Tưởng đi đến trước mặt gã đầu trọc, đưa tay vuốt lên bàn, sau đó giơ tay lên nhìn nhìn. Cái bàn khá sạch sẽ, không có bụi bẩn. Lại cầm bát đũa lên, kiểm tra cẩn thận một lần. Bát đũa rửa cũng rất sạch, không có vết bẩn nào cả, không có mùi vị khác thường. Bước đầu có thể đánh giá, điều kiện vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Hà vừa thấy Hạ Tưởng đi ra thì giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng nói. Hạ Tưởng không chờ ông ta nói hết đã đưa tay chặn lại, nói. Lão Tiêu, nếu như đội trưởng Niu dẫn đội đến kiểm tra vệ sinh thì hãy đưa bọn họ đến nhà bếp tham quan, có chỗ nào cần cải tiến khắc phục thì phải mau chóng cải tiến khắc phục. Nhưng mà như cháu thấy, điều kiện vệ sinh ở nhà hàng Thường Sơn coi như không tồi, so ra thì kém hơn các nhà hàng lớn ở thành phố Yến, nhưng ở huyện An thì cũng coi như là người tiên phong đi trước. Đội trưởng Niu trừng mắt, vẻ mặt không vui nói. Cậu là ai? Nói linh tinh cái gì đấy? Ở đây có phần cậu nói chuyện à? Cậu có nói thế chứ nói nữa cũng không làm được cái gì đâu. Đạt tiêu chuẩn hay không đạt tiêu chuẩn còn là chuyện tôi nói ra mới được, hiểu không? Ý của anh là vệ sinh có đạt tiêu chuẩn hay không, tất cả là do bản thân cá nhân anh đánh giá, không có một người nào, không có một tiêu chuẩn thống nhất nào, phải không? Cũng như là không có một trình tự kiểm tra nào cả phải không? Phải có trình tự kiểm tra ư, tôi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tốt xấu. Muốn tiêu chuẩn à, lời nói của tôi chính là tiêu chuẩn. Đội trưởng Niu rất là bất mãn với việc Hạ Tưởng đưa tay ra chen ngang, quát lên. Cậu là ai hả? Nhàn rỗi quá rồi cho nên định đi kiếm việc mà làm có phải không? Trưởng phòng phòng môi trường Kim Trường Doanh. Hạ Tưởng hơi trầm ngâm, nghĩ đến từ khi hắn được phân công quản lý văn hóa giáo dục và môi trường cho đến giờ, trưởng phòng giáo dục Vương Lỗi đã tìm hắn báo cáo công tác rồi. Trưởng phòng du lịch Nhâm Vu Hải thì càng không cần phải nói, đã sớm tiếp xúc rất nhiều lần. Chỉ có trưởng phòng môi trường, Kim Trường Doanh, không những không có chủ động đến báo cáo công tác mà hơn nữa. Cả mặt mũi cũng không hạ xuống trước được, rõ ràng cho thấy là không để hắn vào mắt. Mặc dù không biết Kim Trường Doanh có hậu trường gì ở thành phố Yến, nhưng trong lòng Hạ Tưởng rõ ràng, chắc chắn là người ta tầm nhìn rất cao, chướng mặt với một phó chủ tịch huyện vừa trẻ tuổi lại vừa không có tư cách và sự từng trải như hắn. Bởi vì hắn đã tận mắt nhìn thấy Kim Trường Doanh đến trụ sở huyện ủy, lại đi thẳng vào văn phòng của Cường Giang Hải chứ không thèm đến cửa phòng hắn. Cũng khó trách. Cường Giang Hải tuy rằng cũng là phó chủ tịch huyện, nhưng là thường vụ huyện ủy, nói chuyện so với hắn có phân lượng hơn. Hạ Tưởng quyết định chú ý, hỏi đầu chọc. Anh tên là gì, đội trưởng Niu phải không? Vậy anh có phải là đội trưởng đội thanh tra vệ sinh môi trường không? Đầu chọc không có vẻ sợ Hạ Tưởng. Cậu quan tâm tôi là ai làm gì? Tôi lại đang muốn hỏi một chút xem cậu là ai đây? Ăn no rừng mỡ suốt đầu hộ cho lão Tiêu à? Mau tránh ra! Đừng có cản trở chúng tôi thi hành công vụ. Nếu nhỡ không may, chúng tôi không cẩn thận va phải cậu, bị thương tay đứt chân thì cũng đừng trách bọn tôi đi đường không nhìn người. Lời còn chưa dứt, một cái bát bất chợt từ đâu bay tới. Chát, một tiếng, đập vào giữa mặt gã đầu chọc, lập tức đánh cho mũi gã nở hoa. Tiếp đó là một giọng nói vang lên. Người đã xấu còn ăn nói lung tung, cho chết. Hạ Tưởng nhìn lại, Liên Nhược Hạm đang đứng ở lưng chừng cầu thang. Tay còn cầm một cái ấm trà, vẻ mặt lạnh lùng đang nhìn mọi chuyện. Hạ Tưởng không khỏi âm thầm lắc đầu. Làm sao cô nàng này lại đi ra tay trước chứ? Chẳng phải là mình còn chưa hỏi chuyện xong ư? Lại còn cho đối phương một ưu thế ư? Có điều ngẫm lại thì Liên Nhược Hạm cũng là vì mình, bực quá nên mới ra tay nên cũng không có lý gì lại đi trách cô cả. Đành phải đưa mắt ra hiệu cho cô, ý là bảo cô đừng có động thủ nữa, chờ hắn nói xong rồi tính sau. Gã đầu chọc bị đánh trúng mặt. Mắt thì đau, mũi thì chảy máu ròng ròng, tức giận nổi trận lôi đình, đưa tay lên lau mặt mới nhìn thấy rõ Liên Nhược Hạm đang đứng ở trên bậc thang, lửa giận vốn bốc cao ba trượng lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu, cợt nhả cười nói.
Bị một mỹ nữ đẹp như thế này đánh coi như là phúc phận ba đời của tôi. Mỹ nhân, em tên là gì? Đánh là thương, mắng là yêu. Hạ Tưởng thầm nghĩ, hỏng rồi, gã đầu trọc này tại sao lại cũng giống như tất cả đàn ông khác, vừa thấy người đẹp thì chỉ số thông minh nhanh chóng bị tụt dốc, đã bị đánh rồi mà còn có tâm tình trêu đùa nữa. Thật là ngu ngốc quá thể. Quả nhiên, lời nói của đầu trọc còn chưa dứt thì một luồng sáng trắng lóe lên, cả cái ấm trà đáp xuống đầu gã đánh, choang, một tiếng giòn tan. Cái ấm trà vỡ tan ra, nước trà nóng bên trong cũng tung tóe trên đầu gã trọc. Nếu như nói gã đầu trọc này nãy giờ vẫn cố ý quát tháo là để tạo uy phong thì bây giờ sau khi được gội đầu bằng nước trà nóng, thì cái đầu trọc có khả năng là sẽ không dễ gì mọc lại tóc được trong một thời gian ngắn. Gã đầu trọc hét thảm một tiếng, nóng bỏng đau đớn đến nỗi gã nhảy tưng tưng lên tại chỗ, miệng không quên chửi ầm lên. Các anh em, mặc xác nó là đàn ông hay đàn bà, đánh, đánh hết. Hạ Tưởng bất đắc dĩ nghĩ, về sau phải nhắc nhở Liên Nhược Hạm chu đáo. Không thể để cô nàng vừa xuất hiện là đã xảy ra chuyện đánh nhau được rồi. Mình bây giờ giàu gì cũng là phó chủ tịch huyện, phải lấy đức thu phục lòng người, cứ dùng quyền lực, động một chút lại đánh người sẽ hạ thấp thân phận. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, người khác muốn ra tay đánh mình cũng không thể không phòng vệ chứ. Hạ Tưởng liền một cước đá bay một cái ghế dựa, không sai lệch gì táng ngay vào gã đầu chọc. Gã đầu chọc lại kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Đầu chọc tổng cộng mang đến 5-6 người, mấy người xét nhà này tức tối định xông lên, Liên Nhược Hạm bước một bước dài từ trên cầu thang xông xuống đến bên người Hạ Tưởng, đứng úp lưng vào hắn, thoải mái cười nói. Em với anh sóng vai cùng tiến. Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười cười. Em càng ngày càng có xu hướng bạo lực. Liên Nhược Hạm giận dữ. Gã chọc kia còn dám uy hiếp anh cơ mà. Nếu trước kia, đảm bảo nửa đời sau của gã phải ngồi xe lăn. Em bây giờ đã hiền lành hơn rất nhiều rồi, anh còn chỉ trích em nữa. Còn không phải là vì anh sao? Hạ Tưởng liền cười khổ. Anh đã có biện pháp xử lý bọn họ, cứ ra tay một cái là lại đánh người, thống khoái thì thống khoái thật, nhưng cũng quá là chẳng có kỹ thuật gì cả. Đau một chút là thôi thôi, anh muốn hiệu quả là làm cho bọn họ có khổ mà nói không nên lời kìa. Liên Nhược Hạm lườm Hạ Tưởng một cái. Anh thực âm hiểm. Hai người còn mải nói chuyện thì 5-6 người kia đã bao vây xung quanh rồi. Một người giành ra tay trước, nhấc cái ghế dựa lên ném, lại bị Hạ Tưởng một cước đá trúng bụng, lập tức ngã lăn ra đất, đau đến quằn quại cả người. Những người khác bị dọa cho sửng sốt, đều do dự mà không dám ra tay. Hạ Tưởng thấy thế, vội nhỏ giọng nói với Liên Nhược Hạm. Em có hận anh không? Liên Nhược Hạm sửng sốt. Muốn em làm cái gì? Nói rõ, đừng có vòng vo nữa. Vậy được rồi. Hạ Tưởng nở nụ cười. Anh thấy mấy người này muốn chạy. Nếu chạy thật thì sẽ không có trò hay để xem rồi. Thế này, chúng ta đánh ngã hết toàn bộ bọn họ. Trong lúc đánh nhau, em tranh thủ lúc không ai chú ý, tát vào mặt anh một cái. Dùng sức một chút, tốt nhất là để lại dấu tay. Chắc chắn là lại muốn hãm hại người khác phải không? Liên Nhược Hạm châm biếm Hạ Tưởng. Đánh anh thì không thành vấn đề. Đánh anh cho giải hận là chuyện em đang cầu còn không được nữa là. Hạ Tưởng lắc đầu, Liên Nhược Hạm lúc nào cũng không quên gây sự giằn dỗi với hắn. Quên đi, đàn ông không chấp phụ nữ, nhường cho cô. Quả nhiên đúng như Hạ Tưởng dự đoán, có vài người vừa thấy tình hình không đúng, bình thường bọn họ tác oai tác quái đã quen, đâu có gặp qua người ra tay chuyên nghiệp ác độc như thế bao giờ. Ai nấy đều kinh hồn táng đảm, xoay người bỏ chạy. Liên Nhược Hạm đâu có dễ buông tha cho bọn họ, đi lên vừa bổ vừa đánh, ra tay nhanh gọn, đánh gục cả một loạt. Hạ Tưởng cũng không quên giả bộ đưa mặt qua cho Liên Nhược Hạm đánh. Liên Nhược Hạm nói miệng thì rất hung hăng, đến lúc thật sự phải đánh Hạ Tưởng thì lại không xuống tay được. Hạ Tưởng đành phải trừng mắt ra hiệu với cô vài lần. Liên Nhược Hạm chỉ đành phải cứng rắn lại, nhân lúc người khác không chú ý, hung hăng tát Hạ Tưởng một bạt tai. Trong chớp mắt, cô nhớ tới mùa đông ở huyện Bá bị Hạ Tưởng trách mắng, lại nghĩ tới mùa đông ở Bắc Kinh, cô bị ốm đi ốm lại cũng là bởi vì người đàn ông vô tình này. Một bạt tai vừa rồi đã cảm thấy đánh xong cực kỳ xả hận. Có điều đánh xong, thấy Hạ Tưởng má phải đỏ bừng, khóe miệng còn rơm rớm tơ máu thì lập tức lại đau lòng, thiếu chút nữa là rơi nước mắt. Nếu không phải Hạ Tưởng vội vàng dùng ánh mắt ngăn chặn cô lại thì nói không chừng đã khóc giống lên ngay tại trận rồi. Liên Nhược Hạm trong lòng thầm thở dài. Xong rồi, càng hận hắn thì lại càng thương hắn,
cả đời này sẽ cứ bị dây dưa với kẻ oan gia này mất thôi. Chương 228, Hạ Tưởng đốt lửa, Lý Ninh Sơn nã pháo. Sau khi năm sáu người này đã bị đánh ngã lăn ngã lóc ra đất rồi thì rốt cục, cảnh sát cũng chạy tới. Viên cảnh sát cầm đầu tai to mặt lớn, nặng cũng phải ít nhất 80 kg. Y vừa thấy đầu chọc bị ngã trên mặt đất thì kêu to. Ngưu ca, ai đánh anh? Ai dám đánh anh hả Ngưu ca? Phản rồi, người đâu, bắt lại hết đi. Hạ Tưởng vỗ cái bàn đánh, bốp một cái. Anh tên là gì? Anh là cảnh sát, có biết chấp pháp như thế nào không? Đến cái là hồ bắt người, biết sự việc diễn biến thế nào không? Biết là ai ra tay trước không? Biết ai là người bị hại không? Tai to mặt lớn hoảng sợ, thấy Hạ Tưởng là người trẻ tuổi, trên mặt lại còn cả vết bị đánh, không biết lai lịch thế nào, có điều thấy hắn khí thế kinh người thì cũng không khỏi giật mình, cũng hạ mình hơn một chút, vội vã nói. Tôi là Trịnh Thiếu Phong, trưởng đồn công an Thành Quan. Anh là ai? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hạ Tưởng rót một chén trà đặt trước mặt Trịnh Thiếu Phong. Tôi là ai à? Nói ra dọa chết anh. Tôi đang ăn cơm ở nhà hàng này, anh đầu chọc này dẫn người tiến vào, không nói hai lời đã tuyên bố sẽ đóng cửa nhà hàng vì vệ sinh không đạt tiêu chuẩn. Tôi nói vệ sinh đạt tiêu chuẩn, anh ta không nghe, còn muốn cưỡng ép đóng cửa nhà hàng lại. Kết quả là anh ta cho 5 người này đánh bừa phá loạn. Nếu không có bạn tôi giúp tôi thì chỉ sợ là tôi sẽ không chỉ bị tát trên mặt như thế này đâu mà nói không chừng xương sườn cũng bị đánh gãy mất mấy cái, tay chân đều chặt đứt cũng nên. Bộ dạng kiêu ngạo của Hạ Tưởng rất giống, hơn nữa cũng khá là dọa người, Trịnh Thiếu Phong không ngốc, nhìn ra được tình hình có chút không ổn, khoát tay ngăn lại, nói với cấp dưới. Trước hết là bảo vệ tốt hiện trường đã, ai nấy đều không được nhúc nhích. Sau đó lại nói tiếp với vẻ mặt tươi cười. Thế này, tôi lập tức sẽ điều tra rõ sự thật. Có điều là có thể nói rõ cho tôi biết được anh là ai không? Tôi là ai thì quan trọng à? Chẳng lẽ nếu nói ra tôi là người dân bình thường thì anh sẽ thiên vị đám người đầu chọc kia à? Nếu tôi là phó chủ tịch huyện thì anh sẽ thiên vị tôi ư? Hạ Tưởng trừng mắt, hùng hổ nói. Đội trưởng Trịnh, thân là công an, phải chấp pháp theo lẽ công bằng, phải lấy sự thật làm thước đo, lấy pháp luật làm căn cứ, nghiêm trị những phần tử gây rối, trả lại lẽ công bằng cho người dân. Trịnh Thiếu Phong nghe ra hơi hướng trong lời nói của Hạ Tưởng là có chuyện. Hơn nữa, khẩu khí vừa nghe đã thấy là giọng điệu của quan chức nhà nước khi nói chuyện rồi. Tuy rằng y không biết Hạ Tưởng là ai, nhưng thấy hắn không hề có vẻ gì là sợ hãi cả, lại thấy Liên Nhược Hạm bên cạnh xinh đẹp quá mức, vừa thấy cũng đã biết ngay là không phải là người ở huyện An thì trong lòng đã quyết định chủ ý. Nói chuyện có giọng điệu quan cách, cô gái giúp đỡ hắn vừa xinh đẹp lại có bản lĩnh, chắc chắn là rất có lai lịch, không thể trêu vào được. Cứ theo lời hắn mà làm thôi. Trước hết khống chế tất cả hiện trường, người có mặt ở đây không để cho một ai chạy thoát được cả. Trịnh Thiếu Phong không biết rằng sự lựa chọn anh minh này đã cứu vớt tiền đồ của y. Nếu hắn biết về sau sẽ phát sinh ra những chuyện gì thì có lẽ bây giờ sẽ nhảy dựng lên rồi hung hăng mà đá cho gã đầu chọc kia mấy đá mất. Sau khi chứng tỏ lập trường, y chỉ huy người xử lý hết tất cả mọi chuyện rồi mới đến trước mặt Tiêu Hà nói. Lão Tiêu, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tiêu Hà cũng tận mắt thấy Hạ Tưởng là muốn giúp ông, không nhìn rõ thì còn không sợ, đến lúc thấy rõ Hạ Tưởng bị đánh một bạt tai thì trong lòng hết cả hồn. Nói đùa à, phó chủ tịch huyện bị đánh ở trong nhà hàng của ông ta. Cho dù là Hạ Tưởng không truy cứu, bí thư Lý nổi giận lên thì e rằng nhà hàng của ông ta cũng đừng nghĩ đến chuyện mở cửa lại nữa. Tiêu Hà kể lại một lượt tình hình mọi chuyện xảy ra vừa rồi, cũng không khác lời Hạ Tưởng nói nhiều lắm, có điều cuối cùng ông lại nhấn mạnh một câu. Đội trưởng Trịnh, anh nhất định phải xử lý theo lẽ công bằng. Phó chủ tịch huyện Hạ đã bị đánh trúng. Chuyện này không xong được đâu. Cái gì? Ông nói anh ta là ai cơ? Trịnh Thiếu Phong còn chưa kịp hỏi thăm xem Hạ Tưởng là ai, nghe thấy Tiêu Hà nhắc đến phó chủ tịch huyện Hạ thì giật mình thon thót, còn mong là mình nghe lầm nữa. Ai là phó chủ tịch huyện Hạ? Cái người trên mặt có dấu tay, vừa rồi vừa nói chuyện với anh đấy. Tiêu Hà nghĩ thầm rằng, phó chủ tịch huyện bị đánh, cho anh gặp xem anh làm thế nào. Phó chủ tịch huyện Hạ mới đến chính là anh ta ư. Trịnh Thiếu Phong tuy rằng cũng đoán được Hạ Tưởng có chút lai lịch, nhưng tuyệt đối thật không nghĩ tới, không ngờ rằng hắn lại là Hạ Tưởng, phó chủ tịch huyện mới tới, là vị phó chủ tịch huyện trẻ tuổi nhất ở huyện An.
Trên đầu y lập tức mồ hôi chảy ròng ròng. Tình hình là rất tình hình rồi. Vụ việc phó chủ tịch huyện bị đánh lại rơi vào đầu y, xử lý tốt thì có thể sẽ tạo thành mối quan hệ tốt với phó chủ tịch huyện, xử lý không tốt thì chính là một trận sấm sét rồi. Trịnh Thiếu Phong âm thầm lau mồ hôi lạnh. May mắn là vừa rồi y đã ứng xử tùy theo hoàn cảnh chứ không có thiên vị nghiêu chọc đầu kia. Trịnh Thiếu Phong cũng là người thông minh, thấy Hạ Tưởng từ đầu đến cuối đều không lộ ra thân phận, có lẽ là vì hắn là phó chủ tịch huyện mà bị đánh thì rất là dọa người, ngượng nói ra. Có điều, nếu y đã biết Hạ Tưởng là ai thì cũng làm bộ như không biết, cần phải chấp pháp theo đúng lẽ công bằng. Y bất chấp tất cả, bắt toàn bộ đám người của nghiêu đầu chọc, lại hỏi ý kiến của những người chứng kiến ở hiện trường, cuối cùng xác định tính chất vụ việc là nhân viên chấp pháp của phòng vệ sinh bị nghi ngờ là đã hành hung làm bị thương người khác. Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm đều vì tự phòng vệ, không có bất cứ trách nhiệm nào. Đồng thời Hạ Tưởng bị thương nhẹ, cần đến bệnh viện kiểm tra lại mới có thể xác định được mức độ. Nghiêu đầu chọc thì ầm ĩ kêu lên. Chúng tôi không đánh anh ta. Chúng tôi không đánh anh ta. Chúng tôi bị oan. Tôi muốn gặp trưởng phòng của chúng tôi để nói rõ tình tiết. Trịnh Thiếu Phong không thèm để ý tới gã. Hạ Tưởng thầm nhắc nhở Tào Thù Lê, bảo cô về văn phòng trước chờ hắn. Lúc hắn và Liên Nhược Hạm cùng đi đến đồn công an, Kim Trường Doanh, trưởng phòng phòng vệ sinh vốn vẫn không coi hắn ra gì mồ hôi mướt mát chạy tới. Vừa thấy mặt Hạ Tưởng, gã liên tục nói. Hiểu lầm, chỉ là do hiểu lầm thôi. Phó chủ tịch huyện Hạ, là tôi quản lý cấp dưới không tốt, trịnh trọng xin lỗi anh. Ngoài mặt thì nói rất hay, nhưng ngay cả một cái danh xưng tôn trọng, ngài, cũng không nói, có thể thấy được là gã cũng chẳng có thành ý gì. Kim Trường Doanh đã 40 tuổi, hình thức còn có vẻ hào hoa phong nhã, sắc mặt tái nhợt rất đáng sợ, cũng không biết là trời sinh như thế hay là vì trong lòng lo lắng mà thế. Hạ Tưởng vẻ mặt không tốt, nói. Hiểu lầm ư, nếu thật sự là hiểu lầm thì trên mặt tôi cũng không bị trúng một cái tát. Trưởng phòng Kim còn nói là hiểu lầm à. Đội trưởng Nghiêu Tam Cân lúc đó đã hùng hổ nói, cậu em vợ của anh muốn một chân của Tiêu Ngũ, còn muốn lừa bịp tống tiền 300.000 tệ nữa cơ mà. Mới là em vợ của trưởng phòng mà đã khẩu khí lớn như thế rồi. Không biết là chọc tới trưởng phòng Kim thì liệu có thể bị mất mạng không? Lời này nói được đủ nặng nề. Kim Trường Doanh biết Hạ Tưởng tức tối mình. Gã khinh thường Hạ Tưởng cũng là có lý do. Dù sao gã cũng là người của Khâu Tự Phong, đi lại tương đối thân thiết với Cường Giang Hải. Vì thế gã mới không xem trọng một người vừa trẻ tuổi lại còn không phải là thường vụ huyện ủy như Hạ Tưởng. Gã vốn là muốn đợi Hạ Tưởng chủ động đi tìm mình rồi mới ra mặt ứng phó. Không ngờ rằng, không chờ được đến cơ hội Hạ Tưởng gọi gã đến gặp mặt thì lại dây dưa khó có thể nhường nhịn được với Hạ Tưởng trong hoàn cảnh này. Phó chủ tịch huyện Hạ, chuyện cậu em vợ tôi cũng là hiểu nhầm thôi. Người trẻ tuổi thì tuổi trẻ khí thịnh, có khi nói mấy lời hơi quá đà cũng không tính là gì mà. Phó chủ tịch huyện Hạ người lớn không chấp kẻ tiểu nhân, đừng để chuyện nhỏ đó trong lòng. Kim Trường Doanh biết là Hạ Tưởng cố ý kiếm chuyện, có điều tốt xấu gì người ta cũng là phó chủ tịch huyện, bề ngoài gã vẫn nhất định phải tôn kính vài phần. Theo như lời trưởng phòng Kim nói thì việc lớn việc nhỏ gì cũng chỉ cần một câu hiểu lầm là có thể giải quyết được thôi sao. Hạ Tưởng lạnh lùng nói, thầm nghĩ rằng, cho dù anh có là người của Khâu Tự Phong, hôm nay đã không có mắt gặp phải tôi cũng phải trị cho anh một trận. Nếu không, một gã trưởng phòng vệ sinh nho nhỏ như anh mà cũng dám theo tôi tích cực phản ứng, công tác về sau này làm sao khai triển được. Hắn khoát tay áo, lại nói tiếp với vẻ bất mãn. Nếu như trưởng phòng Kim đã nói tất cả đều là hiểu lầm. Thế được rồi, cứ để cho cơ quan công an xử lý theo luật là được. Tôi và trưởng phòng Kim cùng ở đây chờ kết quả xử lý của cơ quan công an. Kim Trường Doanh trong lòng cũng uất ức, nghĩ thầm rằng, mày chỉ là một phó chủ tịch huyện xếp sau cùng, tinh tướng cái gì chứ? Ở huyện An này, đâu có phần cho mày nói chuyện chứ? Nhưng mà dù sao gã cũng là kẻ lão luyện trốn quan trường, mắng thì mắng. Trên mặt vẫn biểu hiện đủ cung kính. Tôi biết tôi chưa chủ động đến gặp phó chủ tịch huyện Hạ để báo cáo công tác là không đúng. Có điều là vì công tác bận quá, hơn nữa, chủ tịch huyện Khâu và phó chủ tịch huyện Cường luôn tìm tôi có việc, tôi cũng không thể phân thân ra được. Đến lúc này rồi còn lấy Khâu Tự Phong và Cường Giang Hải ra cảnh cáo mình à, Hạ Tưởng cười thầm, Kim Trường Doanh, anh đúng là nói chúng chuyện cần nói rồi đó. Chính là tôi muốn quậy tung lên một mẻ đấy. Anh không đề cập đến bọn họ còn được, nếu đã nhắc tới bọn họ, tôi sẽ phải hung hăng tát cho anh một bạt tai,
xem người đứng phía sau anh có bỏ khí lực ra đi bảo hộ anh được hay không. Công tác là công tác, vụ việc là vụ việc, không thể nói nhập vào làm một được. Hiện giờ chúng ta đang nói đến vụ việc này, không phải là chuyện anh gặp hay không gặp tôi để báo cáo công tác. Hạ Tưởng không thèm lưu tình chút nào, không hề nể mặt Kim Trường Doanh. Hắn liếc mắt nhìn Trịnh Thiếu Phong một cái, bất mãn nói. Đội trưởng Trịnh, sự thật đã rõ ràng, lời khai đã vô cùng xác thực. Kết quả xử lý tại sao còn chưa đưa ra được, có phải là muốn để tôi vác cái mặt có dấu tay đánh này đi đến trụ sở huyện ủy một chuyến để cho tất cả mọi người nhìn cho rõ? Hay là thôi đi, để tôi đến thành phố Yến một chuyến, để cho người huyện An được nổi tiếng ở thành phố Yến? Trịnh Thiếu Phong vừa lau mồ hôi vừa nhỏ giọng nói. Phó Chủ tịch huyện Hạ, chúng tôi đang nghiêm khắc thẩm vấn mấy người bọn họ nữa. Với lại vừa rồi trưởng đồn Kỳ gọi điện thoại tới, nói là ông ấy lập tức tới ngay, xin ngài chờ một chút. Kinh động đến trưởng đồn Kỳ rồi, Kim Trường Doanh đã biết sự việc ầm ĩ, vội hỏi. Đội trưởng Trịnh, sự tình quyết định như thế nào rồi? Trịnh Thiếu Phong trước hết liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, nuốt nước miếng nói. Thực xin lỗi, trưởng phòng Kim, trong khi phá án tạm thời không tiện tiết lộ bất cứ tin tức gì. Kim Trường Doanh thiếu chút nữa là vỗ bàn nhảy dựng lên, mắng to Trịnh Thiếu Phong giả bộ giơ đuôi cáo ra trước mặt gã, nhưng thấy Hạ Tưởng vẻ mặt bất động như núi thì nhẫn nhịn không phát tác nữa. Gã xoay người, đi ra bên ngoài, lấy điện thoại ra gọi cho Khâu Tự Phong. Khâu Tự Phong từ chối nghe máy, Kim Trường Doanh sửng sốt một lát, lại gọi điện cho Cường Giang Hải. Cường Giang Hải nghe máy, nhưng chỉ vội vã nói một câu đã cúp điện thoại rồi. Bí thư Lý mời họp hội nghị thường vụ huyện ủy khẩn cấp. Bây giờ không tiện nói chuyện, cứ thế đã nhé. Kim Trường Doanh cũng không có nghĩ nhiều. Đến tận bây giờ, gã còn chưa ý thức được là việc bí thư Lý khẩn cấp mời dự họp hội nghị thường vụ huyện ủy có liên quan gì đến vụ việc Hạ Tưởng bị đánh. Lý Đình Sơn trên hội nghị thường vụ huyện ủy giận tím mặt, đưa ra hai ý kiến. Một là một đội trưởng đội thanh tra giám sát chất lượng vệ sinh môi trường, không nói hai lời đã đòi đóng cửa nhà hàng. Phạt tiền, thực sự đã không kiểm tra cẩn thận. Ông thường xuyên đến ăn cơm ở nhà hàng Thường Sơn, vệ sinh tuyệt đối là đạt tiêu chuẩn. Chỉ cần như thế là đã có thể thấy được trưởng phòng phòng vệ sinh làm ăn như thế nào. Lại thêm nữa, vụ việc đánh nhau thông thường mà lại bởi vì đương sự là cậu em vợ của trưởng phòng vệ sinh, lại dám phát ngôn bừa bãi đòi một chân của người khác. Cứ như thế mà truyền ra bên ngoài, sẽ làm cho người ta nghĩ đến huyện An là một huyện của xã hội đen. Hai là tình hình trị an ở huyện An vì sao lại kém như thế? Đường đường là phó chủ tịch huyện bị đánh ngay lúc đang ăn cơm, trưởng đồn công an làm ăn thế nào không biết. Nếu không thể thực hiện được trách nhiệm giữ gìn trị an thì không bằng từ chức đi cho xong. Bên dưới còn rất nhiều cán bộ tuổi trẻ đầy hứa hẹn có thể phát huy tài năng được, không thể để cho bọn họ nhục chí được. Lời nói của Lý Đình Sơn quá mức nghiêm trọng, Khâu Tự Phong trên mặt tối om om, còn có chút không nhịn được, bất mãn nói. Bí thư Lý nói chuyện rất phiến diện, chẳng qua là một vụ việc ngẫu nhiên thôi, làm sao có thể nâng tầm chính trị lên thành ra như thế được. Lý Đình Sơn một bước cũng không nhường. Vụ việc ngẫu nhiên ư, chủ tịch huyện Khâu, chính trị không có chuyện nhỏ, luôn luôn không thể chủ quan. Phó chủ tịch huyện bị đánh mà vẫn còn là vụ việc ngẫu nhiên thôi, nếu nhớ có ngày chủ tịch huyện Khâu đến thành phố Yến, bị đám lưu manh vô lại ở địa phương đánh cho thì liệu anh có thừa nhận là đó là vụ việc ngẫu nhiên không? Đánh giá tầm mức quan trọng của mọi vấn đề đều cần phải công bằng. Phó chủ tịch huyện Hạ vốn được trọng dụng ở tổ cải tạo thôn nội đô, lúc được điều đến huyện An, thị trưởng Trần dặn dò đi dặn dò lại, bảo tôi chú ý chăm sóc đồng chí Tiểu Hạ. Giờ thì ngược lại, cậu ta mới tới huyện An được vài ngày đã bị người ta ức hiếp. Chuyện đó đến tai thị trưởng Trần, là trách nhiệm của một bí thư như tôi, cũng là trách nhiệm của anh đấy chủ tịch huyện Khâu. Và cũng là trách nhiệm của toàn thể thường vụ huyện ủy của huyện An chúng ta nữa đấy. Cường Giang Hải đang định lên tiếng thì Lý Đình Sơn khoát tay chặn lại. Nếu ai cảm thấy đây là việc nhỏ, được rồi, lúc thị trưởng Trần hỏi đến thì người đó chủ động đứng ra mà giải thích với thị trưởng Trần. Một câu nói ấy lập tức chặn miệng rất nhiều người. Trần Phong cường thế ai mà không biết, Hạ Tưởng là ái tướng tướng yêu của Trần Phong. Ái tướng bị đánh, Trần Phong không phát hỏa mới là lạ. Khâu Tự Phong trong lòng mắng to Kim Trường Doanh là đồ ngu, lại để cho người ta túm được đầu như thế, không phải là tự tìm đường chết còn gì. Mai Hiểu Lâm ánh mắt chớp động, mãi hồi lâu không nói lời nào, vẻ mặt như đang suy nghĩ,
cũng không biết là cô đang nghĩ cái gì nữa. Trưởng ban tổ chức cán bộ Vinh Chi đột nhiên giơ tay lên nói. Tôi thấy những hành vi ứng xử của Kim Trường Doanh có ảnh hưởng tiêu cực, làm tổn hại đến hình ảnh của huyện An, đã không còn thích hợp để đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng vệ sinh nữa rồi. Khâu Tự Phong lắp bắp kinh hãi, nheo mắt lại liếc nhìn Vinh Chi một cái, nghĩ thầm rằng cô ta đã ngả về phía Lý Đinh Sơn nhanh như thế rồi. Không ngờ là Mai Hiểu Lâm cũng nhấc tay lên, nói. Tôi đồng ý với ý kiến của trưởng ban tổ chức cán bộ Vinh Chi. Bất kể là như thế nào, dùng túng cấp dưới đánh người đã là tổn hại hình tượng của lãnh đạo rồi, lại còn cái gì mà từ việc cậu em vợ đánh nhau, ẩu đả với người ta lại muốn đòi một chân người khác thì không khác gì hành vi của xã hội đen cả. Lý Đinh Sơn vốn còn chưa nghĩ đến chuyện phải trực tiếp bãi miễn Kim Trường Doanh. Có điều dịp may hiếm gặp. Trưởng ban tổ chức cán bộ và phó bí thư đều đồng ý, ông cũng vui vẻ thuận nước đẩy thuyền. Ý kiến của trưởng ban Vinh và phó bí thư Mai đều rất đúng trọng tâm, chúng ta hẳn là nên tiếp thu ý kiến này. Việc này nếu như để cho bên huyện cảnh biết được, nói không chừng bọn họ còn có thể tuyên truyền khắp nơi là huyện An chúng ta tra soát phạt tiền lung tung, tình hình trị an kém. Chuyện đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lượng du khách đến khu du lịch. Bất cứ chuyện gì đều có đầu đuôi cớ sự cả. Vừa nhắc tới khả năng có thể ảnh hưởng đến khu du lịch Tam Thạch, lại liên tưởng đến Hạ Tưởng đúng là phó chủ tịch huyện được phân công quản lý du lịch và vệ sinh môi trường mà còn bị đánh. Nếu Vinh Chi và Mai Hiểu Lâm đều đã nói ra, Lý Đinh Sơn cũng biết thời biết thế, có lẽ còn thật sự cần biểu quyết nữa cũng có thể mạnh mẽ duyệt luôn. Một khi đã như thế, chỉ bằng cũng biết nghe lời nói phải, Khâu Tự Phong cắn răng một cái, cũng gật đầu đồng ý. Cuối cùng, toàn thể nhất trí thông qua quyết nghị. Trưởng phòng vệ sinh Kim Trường Doanh tạm thời bị cách chức để điều tra. Cảnh cáo lần thứ nhất trưởng đồn công an Kỳ Khải Đông. Lúc Kỳ Khải Đông còn đang đi được nửa đường thì biết được quyết nghị của hội nghị thường vụ huyện ủy, lập tức tức điên lên, nổi trận lôi đình, ân cần thăm hỏi một lượt cả 18 đời tổ tông nhà Kim Trường Doanh, đối với gã nghiêu đầu chọc kia lại càng hận đến nỗi ước gì ngắt cái đầu chọc của gã ra mà làm gáo múc nước. Nhàn rỗi không có chuyện gì thì đi gây chuyện loạn lên. Chọc ai chẳng được lại chọc tới phó chủ tịch huyện, lại còn dám đánh phó chủ tịch huyện một bạt tai trước mặt bao nhiêu người, đúng là sợ mình không chết được sớm hay sao chứ. Kim Trường Doanh cũng thật là, cưới một con sư tử Hà Đông, lúc nào cũng bị vợ xoắn lỗ tai. Giờ thì hay rồi, bởi vì cái thằng em vợ chó chết kia của gã mà đến cả tiền đồ quan chức cũng vứt đi hết. Đường quan chức của mày hỏng hay không hỏng mặc xác mày, nhưng lại liên lụy đến cả ông đây cũng bị cảnh cáo theo. Thật đúng là tai bay vạ gió. Để rồi xem ông không trừng trị mày thế nào đây. Kỳ Khải Đông nhẫn nhịn cơn tức trong bụng, vừa đến đồn công an thành quan đã xem ai không vừa mắt thì xả stress trước một lúc đã. Sau đó, vừa nghe Trịnh Thiếu Phong báo cáo, y mới lộ ra chút tươi cười, vỗ vỗ bả vai của Trịnh Thiếu Phong. Tiểu Trịnh, việc hôm nay xử lý không tồi, ghi công đầu nhé. Cái thằng đầu chọc kia, còn cả thằng em vợ của Kim Trường Doanh, bắt lại hết. Chiêu đãi bọn nó cho tử tế. Vâng, xếp Kỳ. Trịnh Thiếu Phong vẻ mặt vui mừng, trong lòng căng thẳng nửa ngày trời rốt cục xem như thoải mái được rồi. Chương 229, mượn gió đông từ bộ phim, Ngọa hổ tàng long. Trịnh Thiếu Phong xem như là thành công, vẫn âm thầm vuốt mồ hôi. Những chuyện bày ra trước mắt phải lựa chọn đôi khi thật là rất kích thích, thật đúng là lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Bỗng nhiên y lại nghĩ tới cái gì đó. Nhỏ giọng hỏi. Xếp Kỳ, bắt em vợ của trưởng phòng Kim, thì coi như tuyệt đối không nể mặt trưởng phòng Kim rồi à? Trưởng phòng Kim cái chó má gì? Mất chức rồi. Kỳ Khải Đông tức giận mắng một câu, đột nhiên cảm giác mình có chút thất thố trước mặt cấp dưới nên lại nói. Câu vừa rồi tôi nói cậu không nghe thấy gì hết, có nhớ không đấy? Vâng, xếp Kỳ, tôi đã nghe rõ mệnh lệnh, xin xếp Kỳ cứ yên tâm. Trịnh Thiếu Phong một mảnh tâm tình không nhịn nổi đập rộn ràng. Bà nội nó chứ, quá vui, đánh đổ cả một trưởng phòng. Y nghĩ thôi mà cũng thấy sợ sợ, lúc ấy nếu như không có chút tầm nhìn, có khi bây giờ cũng bị đánh đổ giống như Kim Trường Doanh. Phó chủ tịch huyện Hạ này, thật đúng là có bản lĩnh, thật lợi hại. Kỳ Khải Đông đi vào văn phòng, thấy Kim Trường Doanh vẫn ngồi trước mặt Hạ Tưởng, trên mặt còn ra vẻ bất mãn thì nghĩ thầm rằng thật đáng thương. Mày đã mất chức rồi còn không biết, còn muốn ỷ vào hậu trường chống đỡ được nữa ư. Y không để ý tới Kim Trường Doanh, tiến lên cầm tay Hạ Tưởng, tươi cười nói. Phó chủ tịch huyện Hạ bị hoảng sợ rồi.
Tôi đại diện cho công an huyện An, bày tỏ sự đồng tình và tức giận với những gì ngài đã gặp phải. Vừa rồi tôi đã yêu cầu cấp dưới nhất định phải nghiêm trị hung thủ. Đồng thời tôi cũng đã phái người đi bắt Long Tam rồi. Long Tam chính là em vợ của Kim Trường Doanh. Đồn trưởng đồn công an cũng là đãi ngộ cấp phó huyện, cùng cấp với Hạ Tưởng, lại rất hạ thấp tư thái trước mặt hắn, chẳng qua cũng là bởi vì Kim Trường Doanh chọc Hạ Tưởng mà lập tức bị miễn chức, Kỳ Khải Đông cũng ngửi ra được hơi hướng bất thường, cho nên cố ý thể hiện sự thân thiện trước mặt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nghe Kỳ Khải Đông vừa nói đã biết sau khi Tào Thù Lê trở về huyện ủy thì đầu tiên là nói với Lý Đinh Sơn và Lý Đinh Sơn đã có hành động. Hắn yên lòng, khách sáo nói. Công an huyện An có tố chất rất tốt, đã sớm có mặt ở hiện trường, xử lý vấn đề cũng rất là kịp thời, có lý có tình. Nhất là đồng chí Trịnh Thiếu Phong, làm rất tốt chức trách, rất đáng được khen ngợi. Ý tứ của Hạ Tưởng, Kỳ Khải Đông hiểu được, ý là tách đồn công an ra khỏi trách nhiệm liên quan. Chỉ tìm chuyện với phòng vệ sinh thôi, trong lòng y cũng có chút thoải mái hơn. Kim Trường Doanh nghe rồi thấy không đúng, đứng lên nói. Lão Kỳ, sao anh không nói rõ ràng đã muốn bắt Tiểu Long rồi? Chuyện Tiểu Long với người khác đánh nhau là không giả, nhưng mà Tiêu Ngũ kia cũng có sai mà, không thể trách một mình nó được. Kim Trường Doanh, vụ việc Long Tam hành hung đánh người khác bị thương đã là rất rõ ràng rồi. Hơn nữa, y còn uy hiếp người bị hại. Muốn phế chân của người ta, ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Trong đồn công an đã quyết định, phải lập thành vụ án đến bắt y. Kim Trường Doanh nóng nảy hẳn lên, trưởng đồn công an vừa nói là án lớn, Long Tam ít nhất cũng sẽ bị xử lý 10 năm 8 năm, gã vội nhắc đến giao tình. Lão Kỷ, chúng ta đã qua lại nhiều năm như vậy, anh xem liệu có thể dàn xếp được không? Kim Trường Doanh, giao tình là giao tình, pháp luật là pháp luật, không thể nói nhập làm một được. Kỳ Khải Đông không muốn tiếp tục lằng nhằng nói chuyện vô nghĩa với gã nữa, sợ gã lại làm trò trước mặt Hạ Tưởng nói ra chuyện gì đó không nên nói cho nên ngắt lời gã luôn. Lão Kim, đừng cố gắng nữa, hội nghị thường vụ huyện ủy vừa mới thông qua quyết nghị, anh tạm thời bị cách chức, chuẩn bị tiếp nhận điều tra thêm nữa đi. Kim Trường Doanh sững sờ như sét đánh ngang tai. Làm sao lại có thể? Không thể nào, chủ tịch huyện Khâu không thể không bảo vệ tôi. Lại còn cả phó chủ tịch huyện Cường nữa, bọn họ nói chuyện rất có uy tín, vì sao không nói đỡ cho tôi? Tôi không tin. Không tin cũng không có cách nào cả, di động của Kim Trường Doanh đổ chuông, gã run rẩy nhấc máy. Một lát sau, gã ném cả di động xuống đất, khóc òa lên. Xong rồi, hết tất cả rồi. Có người khi mất chức thì ra vẻ trầm tĩnh, có người mất chức thì cũng mất hồn mất vía luôn, có người mất chức thì gào khóc, thật là chúng sinh trăm vẻ. Hạ Tưởng không nói gì, hắn bình thường cũng không thích cái trò đánh chó cùng đường. Kỳ Khải Đông thì trong lòng thầm khinh miệt Kim Trường Doanh. Khóc cái gì mà khóc, khóc thì được cái gì, ai bảo mày sợ vợ như thế, đến cả em vợ cũng sợ. Đàn ông mà sợ vợ thì lưng đều đứng không thẳng được, quan cũng làm không lâu được. Hạ Tưởng không trở về trụ sở huyện ủy, trên mặt còn giấu tay đỏ, hắn cũng không muốn đi khoe ra dọa người ta. Hắn gọi điện thoại báo cáo với Lý Đinh Sơn tình hình như thế. Lý Đinh Sơn phi thường hài lòng với lần đầu tiên ra tay của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vẫn là Hạ Tưởng của trước kia, không ra tay thì thôi, đã ra tay là sắc bén kinh người. Hơn nữa, Hạ Tưởng của bây giờ so với trước kia thì tầm nhìn càng chuẩn, tầm nhìn càng xa hơn, làm cho Lý Đinh Sơn khen không dứt miệng. Có điều Hạ Tưởng có chút khó hiểu với việc Vinh Chi đột ngột ra tay. Lý Đinh Sơn giải đáp ngay sự nghi ngờ của hắn. Vừa rồi Phương Cách nói, cậu ta đưa công văn gặp được trưởng Ban Vinh. Trưởng Ban Vinh nói Phương Cách thay mình hỏi thăm lão lãnh đạo. Hóa ra là nể mặt trưởng Ban Phương. Xem ra, để Phương Cách đi theo Lý Đinh Sơn quả thật là một nước cờ hay. Còn có một điều làm cho Hạ Tưởng nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu nổi. Mai Hiểu Lâm và Khâu Tự Phong không phải là người cùng một phe sao? Như vậy, cô chắc chắn cũng biết rằng Kim Trường Doanh là người của Khâu Tự Phong. Lại còn đưa ra ý tưởng bãi miễn Kim Trường Doanh. Chẳng lẽ bên ngoài đồn thổi là quan hệ giữa cô và Khâu Tự Phong có vấn đề gì đó là đúng sao? Hạ Tưởng ngắt điện thoại, lại gọi điện cho Tào Thù Lê, bảo cô đi ra tìm hắn và Liên Nhược Hạm. Hạ Tưởng mở cửa xe Land Rover, cũng không bước xuống xe mà đón Tào Thù Lê rồi cả ba người đi thẳng đến khu du lịch Tam Thạch. Trên xe, Tào Thù Lê nhìn dấu tay trên má phải của Hạ Tưởng, đau lòng đến rơi nước mắt. Ai đánh anh thế này? Nhẫn tâm như vậy,
mặt đỏ hết cả lên rồi. Anh có đánh trả lại không? Cô lại quay đầu nhìn về Liên Nhược Hạ ngồi ghế sau. Mà Liên tỷ tỷ ra tay có vẻ nặng, có thay Hạ Tưởng báo thù không? Liên Nhược Hạm từ sau khi lên xe đã cúi đầu không nói gì, trong lòng kỳ thật đang rất là khó chịu. Trước kia khi còn hận Hạ Tưởng thì cô chỉ cảm thấy đánh được Hạ Tưởng một bạt tai chắc chắn sẽ giải hận. Không ngờ là sau khi thực sự đánh được hắn rồi thì trong lòng khó chịu chết đi được. Nếu Hạ Tưởng còn lạnh lùng lãnh đạm nói chuyện với cô thì còn đỡ, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt thoải mái, tựa như người chẳng có chuyện gì vậy, không những không có trách cô mà lại còn khen cô đánh tốt, làm cô vừa tức lại vừa giận. Nếu không có Tào Thù Lê ở đây, nói không chừng Liên Nhược Hạm đã sớm bổ nhào vào trong lòng Hạ Tưởng mà khóc một trận cho đã đời rồi. Tào Thù Lê lúc đó cũng không nhìn rõ việc Liên Nhược Hạm đánh Hạ Tưởng cho nên mới hỏi như vừa rồi. Liên Nhược Hạm không biết nói gì cho phải nữa, cứ ấp a ấp úng, mãi không nói ra lời được. Hạ Tưởng liền giúp cô giảng hòa. Được rồi cô bé Lê, tên đánh anh lúc ấy đã bị anh đá văng đi, sau lại bị Nhược Hạm đạp cho hai phát. Có khi bây giờ phải nằm viện rồi cũng nên. Hạ Tưởng lái xe, Tào Thù Lê ở ngay bên cạnh cầm khăn tay giúp hắn nhẹ nhàng lau mặt, động tác cực kỳ mềm nhẹ, vẻ mặt vô cùng chuyên tâm. Liên Nhược Hạm ở ghế sau nhìn lên xem cảnh đó cũng ngây cả người, cũng nhìn không được nữa nước mắt ào ào tuôn rơi. Hạ Tưởng từ ghế lái có thể nhìn được gương chiếu hậu biết được mọi biến hóa của Liên Nhược Hạm. Còn Tào Thù Lê thì trừ khi là quay đầu lại, nếu không thì có nhìn gương cũng không thấy được thần thái Liên Nhược Hạm từ chỗ ngồi này. Hạ Tưởng quả thực rất muốn làm cho Liên Nhược Hạm vui vẻ, cố ý nói. Tục ngữ nói đánh là thương mắng là yêu, em nói xem cái thằng đánh anh là đàn ông đấy, thế mà nó yêu anh thế nào lại xuống tay ác thế chứ, cứ như anh có lỗi với nó vậy nhỉ. Đúng đấy, vốn là không quen biết gì mà còn ra tay ác như thế. Thật là chẳng phải người tốt lành gì. Tào Thù Lê tiếp lời nói luôn. Anh đã nghĩ, nếu như lúc cô bé Lê cực kỳ hận anh, muốn đánh anh một bạt tai thì có thể so với cái tát này còn độc hơn nữa hay không? Em làm sao mà nỡ đánh anh một tát cơ chứ? Tào Thù Lê không chút do dự nói. Cho dù anh thật sự có làm điều gì có lỗi với em cũng sẽ chỉ hận chính mình, vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ ra tay đánh anh cả. Hạ Tưởng thấy bộ dạng cô nói như chém đinh chặt sắt thì trong lòng cảm động, liền hỏi. Anh làm điều gì sẽ bị coi là có lỗi với em? Tào Thù Lê nghĩ cũng không muốn nghĩ, trả lời. Lén phén với cô nào đó sau lưng em, là chuyện duy nhất mà anh có thể có lỗi với em. Hạ Tưởng toát mồ hôi. Nếu không ở sau lưng em, cứ đàng hoàng ở cùng với cô nào đó thì có tính không? Anh! Tào Thù Lê bị chọc tức, mắt lại đỏ lên. Anh giấu em còn chưa tính, anh lại còn muốn mang cả người khác đến ngay trước mặt mà chọc tức em. Anh đúng là rất ác độc. Hạ Tưởng thấy cô bé thực sự tức giận rồi, biết rằng bất cứ một cô gái nào trên thế giới này đều sẽ không bao giờ hào phóng chia sẻ người mình yêu với người khác, nhất là đặc biệt lại là người mình yêu cũng yêu mình. Hắn liên tục giải thích với cô. Em nói xem sao em lại nghĩ đến tình huống xấu thế hử? Anh là nói anh và Liên Nhược Hạm đùa em ở trước mặt, vừa rồi không có giấu giếm sau lưng em có giận không hả? Ở cùng nghĩa là thuần khiết ở cùng chứ không phải là sắc tình như em tưởng đâu. Anh mới sắc tình ý, đồ đáng ghét. Tào Thù Lê vừa thẹn vừa tức, quay đầu lại liếc mắt nhìn Liên Nhược Hạm một cái, còn nói. Liên tỷ tỷ là người tốt, anh có giấu em ở cùng chị ấy một chỗ cũng không việc gì, không cần. Không cần phải thanh minh với em, ngoại trừ Liên tỷ tỷ ra, không được phép qua lại với người khác, có nhớ không hả? Nhớ rồi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Tưởng vội vàng gật đầu, vụng trộm liếc nhìn Liên Nhược Hạm một cái qua kính chiếu hậu, thấy Liên Nhược Hạm cúi đầu, không nói lời nào. Tuy rằng không nhìn thấy rõ nét mặt của cô, nhưng chắc chắn là đã ngừng nước mắt thì hắn cũng không khỏi thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Có lẽ Liên Nhược Hạm cũng thầm vui vẻ, Tào Thù Lê chính mồm đồng ý để cho hắn có thể ở cùng cô, không biết là cô có âm thầm vui vẻ hay không. Đến khu du lịch Tam Thạch, Tào Thù Lê muốn đi toilet. Cô vừa đi, Liên Nhược Hạm liền vội vàng đến trước mặt Hạ Tưởng, đưa tay sờ nắn mặt hắn. Hạ Tưởng đưa tay bắt lấy tay cô. Làm gì thế hả, ban ngày ban mặt đừng có phi lễ. Liên Nhược Hạm bị tức cười lên. Anh đứng đắn một chút có được không hả, em thoa cho anh ít thuốc bôi, chắc là có thể tiêu sưng. Hạ Tưởng liền nhắm mắt lại, để kệ bàn tay nhỏ bé của cô nhào nặn qua lại trên mặt mình. Một lúc sau, hắn lại nghe Liên Nhược Hạm hỏi.
có đau không? Không đau, ổn rồi mà. Em thật hối hận, về sau nếu phối hợp diễn trò, muốn đánh thì tự anh đi mà đánh. Hối hận cái gì, anh nợ em nhiều như thế, em đánh anh một bạt tai chính là xả bớt giận rồi còn gì. Anh nợ em, một bạt tai mà đã tưởng là trả hết nợ rồi à? Nghĩ hay nhỉ, em có giết anh cũng còn chưa hết nợ đâu. Vậy em giết anh đi, thế là xong hết mọi chuyện. Không được, chuyện mổ gà lấy trứng em sẽ không làm. Em còn muốn lưu anh lại, để anh chậm rãi sống, sống hết một đời này. Vậy hay là em cho anh một lần sung sướng đi, đừng giày vò anh nữa được không? Không được, mỗi lúc đòi anh một ít, mỗi ngày đòi anh một ít, mỗi tháng đòi một ít, mỗi năm đòi một ít. Cứ đòi cho đến chết. Hạ Tưởng cúi đầu, ủ rũ nói. Duy có phụ nữ với tiểu nhân là dạng khó nuôi. Đang còn nói thì cảm giác trên mặt được một đôi môi nóng ẩm hôn một cái. Hắn vừa nghiêng đầu, Liên Nhược Hạm đã lượn ra ngoài mất rồi. Hạ Tưởng liền lại ngây ngô cười vài tiếng. Tiểu nhân thì không có kẻ nào tốt, nhưng có đôi khi đa phần phụ nữ cũng không tồi. Dọc theo đường lên núi, dòng suối nhân tạo đã hoàn thành, nước chảy róc rách vui vẻ từ trên núi xuống. Nương theo tiếng nước chảy róc rách, ba người cùng nhau lên núi, đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm còn bất chợt nghịch ngợm, nhảy đến bên dòng suối, lấy tay vớt nước lên nghịch. Tháng 5, du khách đến tham quan còn chưa nhiều, nhưng tất cả du khách đều rất có hứng thú với dòng suối nhỏ bên cạnh con đường lên núi. Gần như ai cũng đến bên dòng suối lưu luyến một lúc, nghịch chút nước, hoặc là ngồi bên cạnh suối nghỉ ngơi. Hạ Tưởng vừa đi vừa quan sát phản ứng của du khách, phát hiện dòng suối nhỏ quả thật gia tăng sự hưng phấn của mọi người đến chơi rất nhiều. Hạng mục dẫn nước đã hoàn thành, có thể đoán trước được tương lai, khu du lịch nhất định có thể hấp thu được lượng du khách ngày càng nhiều. Hạ Tưởng không tự chủ được lộ ra một nụ cười tươi tắn. Bỗng nhiên cảm thấy má phải chợt lạnh, một bàn tay nhỏ bé đang đặt trên mặt hắn, mát lạnh và vô cùng thoải mái. Bên tai hắn nghe thấy tiếng nói êm ái của Tào Thù Lê. Ừ, hiệu quả không tồi. Sưng đỏ trên mặt anh tiêu tan hết rồi. Chúc mừng anh, lại có mặt gặp mọi người được rồi. May mắn là da mặt Hạ Tưởng đủ dày, hắn liếc mắt nhìn Liên Nhược Hạ một cái. Thấy có vẻ như cô không vấn đề gì thì hắn đánh bạo nói. Hiệu quả gì mà không tồi. Mặt của anh là tự nhiên hết sưng đó. Tào Thù Lê giảo hoạt cười cười. Anh nghĩ gì nhiều thế? Ý của em là nói, không khí trên núi tươi mát, tâm tình thả lỏng, tự nhiên cũng rất mau hết sưng. Nói xong lại ghé sát bên tai Hạ Tưởng, nhỏ giọng nói. Anh đừng có nghĩ là em không đoán được ra, trên mặt anh bôi thuốc. Là ai bôi không cần em phải nói ra miệng đấy chứ. Hạ Tưởng vội cười ngây ngô vài tiếng. Cô bé Lê, có muốn anh cõng em lên núi không? Tào Thù Lê đá khẽ Hạ Tưởng một cái. Đừng có chột dạ, em không trách anh, Liên tỷ tỷ có quan tâm anh cũng là chuyện bình thường thôi. Nếu thật sự chị ấy tuyệt đối không thèm quan tâm gì đến anh thì em mới là có ý kiến đó. Cũng không biết lời nói của cô bé là thật tâm hay là thử nữa. Hạ Tưởng cũng không dám lại bàn ra tán vào ở đề tài này thêm, vụng trộm liếc mắt nhìn Liên Nhược Hạm một cái, thấy cô cũng như chột dạ không dám đến gần thì nghĩ thầm rằng cô bé Lê thật đúng là có khí thế của lão đại. Lúc ba người lên đến đỉnh núi nắng chiều đã buông dần. Lúc này những du khách ở đỉnh núi cũng không nhiều lắm, ba người họ trông về cây cầu nước, ở phía xa giữa hai ngọn núi đều mở to hai mắt ngạc nhiên. Hạ Tưởng thì còn đỡ, dẫu sao đó cũng là chủ ý của hắn. Có điều tận mắt nhìn thấy cầu đã xây xong thì cũng vẫn cảm thấy vô cùng đồ sộ. Tất nhiên là sau khi được chuyên gia cải tiến thì thực tế so với ý tưởng ban đầu của hắn phức tạp hơn một chút, và cũng tăng thêm cả về chiều rộng nữa. Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm đều ngạc nhiên mà há hốc miệng ra, ca tụng nói. Đúng là trí tuệ của nhân dân lao động là vô cùng vô tận. Thật là một cây cầu treo rất đẹp. Liên Nhược Hạm cũng thấy được sự thần kỳ vô cùng. Ai có thể nghĩ ra được phương pháp kỳ diệu này thế? Thật không đơn giản. Tào Thù Lê nhìn Hạ Tưởng liếc mắt một cái. Không thể tưởng được huyện An cũng là nơi ngọa hổ tàng long đầm rồng hang hổ. Ai, anh chắc chắn biết kiệt tác này là của ai phải không? Nhân vật long hổ mà các em nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Hạ Tưởng dương dương đắc y nói. Trước vẻ mặt khen ngợi của mỹ nữ, là đàn ông ai cũng khó thoát chút hưng phấn. Thật sự là anh à. Cả hai cô đồng loạt hỏi han. Kẻ bất tài ấy chính là tại hạ. Em đã nói rồi mà,
cái chủ ý tệ hại thế này cũng chỉ có anh mới nghĩ ra thôi. Đổi lại là người khác chắc chắn dùng biện pháp xây dựng kiên cố hơn rồi. Liên Nhược Hãm lúc tâm tình tốt lên cũng không quên chỉ trích Hạ Tưởng nho nhỏ chút. Hạ Tưởng dường như bị Liên Nhược Hãm chỉ trích thành ra sốc, ngây người bất động đứng yên tại chỗ, hai mặt đăm đăm, kinh ngạc cũng không biết là nghĩ cái gì, đáng sợ tới mức Tào Thù Lê vội vàng đưa tay ra véo lỗ tai hắn. Nhéo lỗ tai anh hồn quay trở về, Hạ Tưởng, anh làm sao thế hả? Đừng dọa người ta. Liên Nhược Hãm cũng đưa tay xua xua trước mặt Hạ Tưởng vài cái. Chẳng phải là anh ra mặt khá dày hay sao? Làm sao mới nói anh một câu như thế đã bị đả kích thành ra thế này? Không giống tính anh bình thường nhỉ? Hạ Tưởng đột nhiên giật mình tỉnh lại, ôm cổ Tào Thù Lê hôn một cái, cười ha hả. Các em thật đúng là phúc tinh của anh. Ngọa hổ tàng long, ngọa hổ tàng long. Ha ha, chuyện tốt. Đúng là chuyện rất tốt từ trên trời rơi xuống. Gió núi thổi vi vu. Tào Thù Lê và Liên Nhược Hãm vừa rồi nhắc nhở đã làm Hạ Tưởng chợt nhớ đến một chuyện rất quan trọng, chính là bộ phim Ngọa Hổ Tàng Long của Lý An đã từng lấy một số cảnh ở Huyền Không Các và Đường Thanh Thiên trong khu du lịch Tam Thạch. Mà, Ngọa Hổ Tàng Long chẳng mấy nữa sẽ lên cơn sốt, khu du lịch Tam Thạch hoàn toàn có thể tranh thủ cơ hội bộ phim Ngọa Hổ Tàng Long đang sốt để tiến hành tuyên truyền trên quy mô lớn, chắc chắn có thể thu được hiệu quả rất lớn. Nếu không phải hai cô gái cùng hắn đi lên núi Tam Thạch, hắn gần như đã bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này rồi. Hạ Tưởng nghĩ là làm, lấy điện thoại di động ra, lập tức gọi cho Nhâm Vu Hải. Trưởng phòng Nhâm, tôi là Hạ Tưởng, anh hãy nghe tôi nói đây. Anh có còn nhớ chuyện đoàn làm phim, Ngọa Hổ Tàng Long, đến khu du lịch Tam Thạch của chúng ta chọn cảnh quay không? Đúng rồi, tôi biết là quay không nhiều, đừng lo, chỉ cần bọn họ quả thật đã chọn và đã quay là được. Anh lập tức chuẩn bị một bản thông báo quảng cáo. Chỉ ra là khu du lịch Tam Thạch chính là địa điểm quay của bộ phim, Ngọa Hổ Tàng Long, trọng điểm nhất nhấn mạnh địa điểm quay phim duy nhất ở tỉnh Yến. Đúng, nhất định là phải làm nhanh lên. Còn nữa, thiết kế lại một lần nữa quảng cáo về khu du lịch Tam Thạch, chỉ điểm rõ địa điểm quay phim, Ngọa Hổ Tàng Long, là ở đâu. Sau khi làm xong, mau chóng đưa tôi xem. Việc này không được chậm trễ. Phải nhanh. Nếu Hạ Tưởng không có đưa ra được một chủ ý như xây dựng suối dẫn nước thì chắc chắn Nhâm Vu Hải sẽ không hề coi trọng cú điện thoại này của Hạ Tưởng, sẽ cho rằng hắn cũng giống mấy người lãnh đạo khác, nóng đầu lên là không có nghĩ được cái gì sâu xa cả. Nhâm Vu Hải làm trưởng phòng phòng du lịch nhiều năm, gặp khá nhiều tư tưởng diệu kỳ như kiểu, linh quang chợt lóe của các vị lãnh đạo cấp trên nhưng đại đa số là lúc nói thì nói rõ hay, chớp mắt quay đi cái là quăng đâu mất, quên không còn một xíu siêu nào. Cho nên đa phần là đối với các chỉ thị bất thình lình của lãnh đạo, y cũng chỉ là ứng phó cho qua, vâng dạ vài câu là ném qua một bên. Nhưng bởi vì có sự thành công từ việc xây dựng con suối dẫn nước làm ví dụ, cú điện thoại này của Hạ Tưởng lập tức làm cho Nhâm Vu Hải khẩn trương hẳn lên. Phó Chủ tịch huyện Hạ cũng không phải là một Phó Chủ tịch huyện chỉ tay năm ngón. Từ lúc hắn nhận nhiệm vụ phân công tới giờ, chỉ nói ra một đề nghị là đã thành công. Bây giờ là đề nghị thứ hai. Liệu có phải nhất định cũng sẽ thành công hay không? Trong lòng Nhâm Vu Hải vô cùng hồi hộp, bởi vì từ sau khi thành lập khu du lịch Tam Thạch, con số những đoàn làm phim truyền hình và tư liệu điện ảnh đến quay chụp cũng có đến mười mấy, nhưng đa phần đều là những bộ phim chẳng có tiếng tăm gì, cũng không biết là đăng tải ở cái đài truyền hình xó xỉnh nào, căn bản là không có ảnh hưởng có tính thực chất nào đến khu du lịch cả. Chuyện đoàn làm phim, Ngọa Hổ Tàng Long, đến quay phim y còn nhớ rất rõ ràng. Mặc dù nói là có diễn viên Châu Nhuận Phát tham gia, Nhâm Vu Hải cũng không cho rằng bộ phim đó có thể khá khẩm gì hơn những bộ phim điện ảnh và truyền hình trước kia, tuyệt đại đa số đều là loại phù dung sớm nở tối tàn, không khuấy nổi tí gợn nước nào cả. Nhưng bởi vì Phó Chủ tịch huyện Hạ tuy rằng tuổi trẻ lại tạo cho Nhâm Vu Hải một ấn tượng là hắn chín chắn và từng trải hơn xa so với độ tuổi, cho nên sau khi y nhận được điện thoại của hắn thì không dám chậm trễ. Vội vàng phân phó nhân viên có liên quan dưới quyền lập tức bắt tay vào đi làm. Tào Thù Lê bị Hạ Tưởng hôn một cái thì xấu hổ quá, trốn ra sau lưng Liên Nhược Hãm. Liên Nhược Hãm lại tóm lấy cô từ phía sau, nói. Sợ cái gì, chẳng phải là chỉ hôn thôi sao? Hai người cũng không phải là chưa từng hôn nhau. Tào Thù Lê lại càng đỏ mặt hơn. Trước mặt bao nhiêu người như thế, làm sao chẳng biết xấu hổ gì thế? Liên Nhược Hãm ôm Tào Thù Lê vào trong lòng, khẽ nói vài câu bên tai cô bé. Tào Thù Lê thẹn thùng vô hạn, bịt lỗ tai chạy ra ngoài.
không nghe, không nghe. Hạ Tưởng nói chuyện điện thoại xong, cười hỏi. Hai người các em nói thầm thì gì thế? Nói thầm nghĩa là chuyện nói riêng giữa hai người với nhau. Nếu đã là nói thầm thì làm sao có thể nói cho anh biết được? Hỏi một câu không có trình độ gì cả. Liên Nhược Hạm không chút khách khí đá lại Hạ Tưởng một câu luôn. Hạ Tưởng buồn bực. Anh có trêu chọc gì em không ấy nhỉ? Liên Nhược Hạm không nói, kéo Tào Thù Lê qua rồi hai người vừa cười vừa nói cùng nhau xuống núi, mặc xác hắn ở phía sau làm cho Hạ Tưởng vô cùng buồn bực. Nghĩ nghĩ một chút, Hạ Tưởng cảm thấy vẫn là nên báo cáo với Khâu Tự Phong về kế hoạch tranh thủ cơn sốt của bộ phim Ngọa Hổ Tàng Long để tăng cường tuyên truyền cho khu du lịch Tam Thạch, đồng thời cũng thăm dò ý của y xem thế nào. Hạ Tưởng bèn bấm số điện thoại của Khâu Tự Phong, nói lại ý tưởng quảng cáo của hắn vừa rồi. Khâu Tự Phong trầm ngâm một lát rồi nói. Phó Chủ tịch huyện Tiểu Hạ, làm như thế có vẻ đầu cơ nhỉ. Cậu có bảo đảm được là phương pháp này được không? Nếu chẳng may mà thất bại thì là cậu sẽ phải gánh vác sự phiêu lưu chính trị đó. Quả nhiên là kẻ dối trá lão luyện, ở đâu cũng bố trí sẵn sàng điểm lui cho mình. Hạ Tưởng không kìm nổi thầm mắng Khâu Tự Phong một câu. Một quyết định quảng cáo tuyên truyền thôi thì còn định gánh vác cái gì trách nhiệm chính trị. Rất rõ ràng y là muốn sắp đặt một cái ngáng chân sẵn cho mình, muốn có một sự cam đoan về mặt chính trị. Buồn cười thật, không có ích lợi gì thì mình cam đoan với y cái gì chứ? Hạ Tưởng giả vờ như nghe không hiểu. Ý của Chủ tịch Khâu là nói nếu như thất bại thì tôi sẽ phải chịu trách nhiệm về mặt chính trị ư? Khâu Tự Phong cười ha hả. Mỗi một cán bộ lãnh đạo khi đưa ra quyết sách thì điểm xuất phát đều là tốt cả. Có điều bởi vì năng lực cá nhân mà có một số quyết sách sẽ tạo thành sai lầm trầm trọng. Đã có sai lầm thì sẽ phải có người có gan gánh vác trách nhiệm lãnh đạo. Đương nhiên, Phó Chủ tịch huyện Tiểu Hạ cũng là vì suy nghĩ cho đại cục của huyện An mà thôi, về tình thì có thể hiểu được, nhưng mà vẫn phải có chuẩn bị tâm lý gánh vác hậu quả cho tốt. Nói đến nói đi, Khâu Tự Phong không hề có một chút bao dung nào. Nếu đổi lại là Trần Phong, nhất định sẽ nói, buông tay đi làm đi, cứ mạnh dạn khai thác. Có thành tích là của cậu, nếu xảy ra vấn đề gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hạ Tưởng thầm than, lãnh đạo với lãnh đạo cả mà sao sự chênh lệch lại lớn đến như thế. Hắn cũng không vòng vo nữa mà làm gì, trực tiếp nói. Xảy ra vấn đề gì tôi sẽ gánh vác trách nhiệm, nhưng nếu làm ra thành tích thì sao, Chủ tịch huyện Khâu. Khâu Tự Phong nở nụ cười, tiếng cười nghe như rất sảng khoái. Làm ra thành tích thì tôi sẽ thay Phó Chủ tịch huyện Tiểu Hạ khao thưởng. Có công thưởng có tội phạt tôi luôn luôn rất công bằng. Có những lời này của Chủ tịch huyện Khâu là tôi yên tâm rồi. Hạ Tưởng dập máy, buông tay đang ấn trên phím ghi âm của máy điện thoại, nghĩ thầm rằng hiện tại có lẽ chẳng có bao nhiêu người biết được chức năng ghi âm của máy điện thoại, lại càng chẳng có mấy người có thể vận dụng được một cách thuần thục. Khi trở về đến thành phố Yến, trời đã tối rồi. Hạ Tưởng lại gọi điện thoại cho Đỗ Đồng Quốc, hẹn gặp ở Hảo Khách Lâu. Luôn tiện cũng nói trước để Đỗ Đồng Quốc đưa cả bạn gái đến, cũng tiện nói chuyện với Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm. Đỗ Đồng Quốc quả nhiên đưa cả bạn gái cùng đến. Bạn gái của Đỗ Đồng Quốc tên là An Giật, bộ dạng yểu điệu là lướt, thuộc mẫu hình con gái dịu dàng ôn nhu, tươi cười ngọt ngào, nói chuyện nhỏ nhẹ, rất có phong vị như chim nhỏ nép vào người. Quả thật là người cũng như tên, làm cho người ta vừa nhìn đã thấy trong lòng, An Giật, bình yên, an tâm. Đỗ Đồng Quốc thấy Hạ Tưởng dẫn hai cô gái đi vào thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười ha hả đi tới trước mặt Liên Nhược Hạm vừa đi vào, cười nói. Cô chắc là bạn gái của Hạ Tưởng phải không? Vừa thấy cô đã thấy rất là hợp với Hạ Tưởng. Lời nói còn chưa dứt lại thấy phía sau Liên Nhược Hạm ló ra một Tào Thù Lê. Đỗ Đồng Quốc sửng sốt, ngượng ngùng cười cười, có chút lúng túng nói. Quái, cô này dường như là cũng rất hợp, thế rốt cuộc là cô nào đây? Người bình thường mà thấy Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm đồng thời xuất hiện thì tuyệt đại đa số mọi người sẽ cho rằng Tào Thù Lê là bạn gái của Hạ Tưởng. Đỗ Đồng Quốc là người đầu tiên nhận lầm Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm xấu hổ, còn Tào Thù Lê lại bực mình. Hai người đều nhìn không chớp mắt về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cười cười thoi cho Đỗ Đồng Quốc một đấm. Ông rõ hay nhỉ, loáng cái đã bảo tôi hợp với cả hai cô bạn gái, rõ là không yên lòng. Muốn cho tôi không có cách nào khác làm xong việc cả, đúng không? Vẫn là An Giật nhìn được ra, cười nói với Tào Thù Lê. Tôi chắc chắn đã đoán đúng, chính là cô, phải không? Mấy người ngồi xuống, giới thiệu và làm quen,
sau đó Hạ Tưởng liền đi thẳng vào vấn đề về ý tưởng tuyên truyền quảng cáo cho khu du lịch Tam Thạch. Đỗ Nồng Quốc nghe xong, trầm tư một lúc rồi nói. Nếu như phim, Ngọa Hổ Tàng Long, có thể trở thành cơn sốt thì trong tất cả các tin quảng cáo để tuyên truyền về, Ngọa Hổ Tàng Long, cũng có thể thêm vào một câu, cảnh gì gì đó trong, Ngọa Hổ Tàng Long, đã quay tại khu du lịch Tam Thạch ở huyện An. Việc tuyên truyền miễn phí này thì tôi có thể cam đoan, nhưng có một điều kiện tiên quyết là bản thân, Ngọa Hổ Tàng Long, phải trở thành cơn sốt thì mới có giá trị tuyên truyền. Về phần những quảng cáo bình thường khác thì là phạm vi chức năng của bên bộ phận quảng cáo rồi, tôi chịu. Hạ Tưởng nở nụ cười. Quảng cáo là quảng cáo, có ẩn chứa bí mật miễn phí thì cứ để bí mật đó đi. Chính là tôi muốn một câu kia của ông. Còn nữa, giới truyền thông ở tỉnh Yên ông có quen biết quan hệ thế nào không? Có thể để cho bọn họ cũng có thể thêm vào một câu quảng cáo bí mật này nữa không? Toàn bộ tỉnh Yên có khoảng chừng 7-8 tờ báo, tôi liều mình mặt dày xem có thể nói được không? Đỗ Nồng Quốc không có giấu giếm, ăn ngay nói thật, lại hỏi. Việc này khiến bí thư Lý đứng ra thì dễ dàng hơn, tôi đứng ra cũng chỉ có thể thông qua được mấy tờ báo, không thể nhiều hơn được. Mọi chuyện đều khiến bí thư Lý ra mặt, chẳng phải là để lộ ra sự vô tích sự của chúng ta hay sao? Hạ Tưởng khoát tay, hắn không muốn để Lý Đinh Sơn ra mặt, một trong số nguyên nhân quan trọng đó là muốn dựa vào năng lực đấu tranh của chính mình. Chương 230, gửi gắm toàn bộ hy vọng của Tào gia. Có lẽ đây là một chuyện nhỏ. Nhưng nếu mọi sự việc lớn nhỏ đều khiến Lý Đinh Sơn phải ra mặt thì sẽ cực kỳ hạ thấp suy nghĩ của ông ta về năng lực của chính mình. Ngọa Hổ Tàng Long nhất định có thể tỏa sáng à? Đỗ Nồng Quốc phản đối nói. Tôi xem bộ phim này rồi, cảm thấy rằng, cả bút pháp lẫn cốt truyện đều rất bình thường, không thể xem là tác phẩm điện ảnh kinh điển được, sao cậu lại xem trọng nó vậy? Ngọa Hổ Tàng Long chẳng những tỏa sáng, mà còn là tỏa sáng lớn nữa. Lại có nữ minh tinh màn bạc. Tất nhiên ở những năm 2000 thì mới chỉ hơi chút tỏa sáng, nhưng vẫn là tỏa sáng, cũng coi như có ảnh hưởng không nhỏ. Đến khi đoạt giải Oscar về phim quốc tế hay nhất thì mới tỏa sáng thật sự. Hiện tại mới chỉ là tháng 5, Ngọa Hổ Tàng Long đang bắt đầu công chiếu, đang ở cao trào đợt đầu tiên. Chủ yếu là tôi cảm thấy bên trong đánh nhau rất ngoạn mục, thuyết minh võ hiệp tiến thêm một bước, lại có tính chất thưởng thức riêng, hẳn là có thị trường riêng. Hạ Tưởng giải thích qua loa. Hắn đương nhiên không thể nói ra sự thật, đành phải nói dựa theo lý giải đơn giản của chính mình. May mắn là Đỗ Đồng Quốc không có hỏi lại, vài người cơm nước xong thì đi xuống. Hạ Tưởng liền tạm biệt Đỗ Đồng Quốc rồi đưa Tào Thù Lê về nhà, bởi vì hôm nay lại đúng lúc là thứ bảy. Từ khi hắn tới huyện An nhậm chức tới giờ vẫn chưa quay về ở Tào gia. Hạ Tưởng cần phải dùng xe nên Liên Nhược Hạm cho mượn, nhưng Liên Nhược Hạm nói cái gì Hạ Tưởng cũng không chịu mượn, cô tức giận. Anh ghét cái xe cũ của em có phải không? Nếu anh còn dám nói không cần, ngày mai em sẽ mua một chiếc Land Rover mới cho anh mượn. Hạ Tưởng biết cá tính đã nói là làm, không hay nói đùa của Liên Nhược Hạm nên cũng đành phải nhận lời. Vậy cho anh mượn, khi nào em muốn lấy về thì chỉ cần nói với anh một tiếng. Liên Nhược Hạm khoát tay, không nói gì, xoay người lái xe đi ra. Hạ Tưởng nhìn Tào Thù Lê, bất đắc dĩ mà cười cười. Tào Thù Lê ngửa tay ra bắt đầu đếm. Thiết kế công viên rừng rậm tập đoàn viễn cảnh cho 300.000 chi phí thiết kế. Thiết kế nhân dân quảng trường tập đoàn đạt tài cho 500.000, hiện ở trong tay em có 800.000, còn có Mễ Huyên cho ta cổ phần dường như cũng đáng mấy trăm ngàn. Tổng tất cả lại cũng vừa đủ mua một chiếc xe để đi có phải không anh? Cô bé hiển nhiên không có khái niệm về trị giá của xe, nhưng hoàn toàn có tấm lòng với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng ôm cô bé vào ngực. Tiền của em cứ cất đi đã. Muốn mua cái gì thì để anh. Chúng ta muốn mua xe cũng được, nhưng bác Tào và anh đều là người trong quan trường, có lẽ nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn em ạ. Tào Thù Lê, một tiếng. Em biết, có chút tiền không thể tiêu bừa, tình nghĩa qua lại không thể tránh né, nhưng làm quan và làm người đều phải có một điểm mấu chốt như nhau. Là vậy nha, muốn kiếm tiền có rất nhiều phương pháp. Ví dụ như chúng ta thiết kế hạng mục thì tiền kiếm được là danh chính ngôn thuận, tốt hơn so với tham ô nhiều. Hạ Tưởng sờ đầu Tào Thù Lê, nghĩ thầm rằng, thật sự là một cô bé biết điều liền yêu thương nói. Tiền em để giành được rất tốt, xe chúng ta trước hết mượn Liên Nhược Hạm đã. Em cũng biết tính tình của cô ấy, nếu anh mà không nhận, khẳng định cô ấy sẽ mua một chiếc xe mới rồi đưa tới, lúc đó cũng phiền toái lắm.
Hạ Tường mở khóa chiếc Land Rover phóng nhanh về phía Tào gia. Tào Thù Lê bỗng nhiên hì hì cười. Chị Liên khi nãy tốt với anh như vậy, có thể chị ấy cũng thích anh hay không đó. Hạ Tường thiếu chút nữa đâm xe vào cửa chính, vội vàng quay lại vô lăng, giả bộ hùng hồn nói. Anh, Hạ Tường, tướng mạo đường đường, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Liên Nhược Hạm cho dù thích anh, cũng quá bình thường, tuy nhiên. Hắn lớn tiếng nói chuyện, để che giấu chột dạ, vừa nhìn trộm thấy Tào Thù Lê mỉm cười, biết không phải chuyện lớn, liền lại trêu chọc nói. Liên Nhược Hạm là doanh nhân, trên thương trường, anh giúp đỡ tập đoàn viễn cảnh của bọn họ rất nhiều. Dù là giúp bọn họ thiết kế phương án, hay là giới thiệu một học sinh tốt cho cao lão, đều là công lao to lớn, mượn một chiếc xe để đi cũng là sự việc bình thường không có gì quan trọng cả. Đúng vậy, anh nói hoàn toàn đúng. Tào Thù Lê cười có chút tinh quái. Huống chi chị Liên cho anh mượn lại là một chiếc xe hai kỳ, lại càng không là cái gì, có đúng hay không? Hoàn toàn chính xác, em hiểu anh đó, cô bé. Hạ Tường vội vàng gật đầu. Lúc đến cửa nhà, Tào Thù Lê bỗng nhiên nhấp nháy mắt, nhỏ giọng nói. Nhưng theo em được biết, chị Liên có cảm tình đặc biệt với chiếc Land Rover. Dường như đối với chị ấy nó không phải là có ý nghĩa tầm thường đâu, chị còn đem chiếc xe này cho anh mượn, theo em còn có chút ý vị sâu xa. Hạ Tường đang muốn mở miệng giải thích thì cửa mở ra, Tào Vĩnh Quốc đang đứng ở cửa đón hai người đi vào. Hạ Tường đành phải ngậm miệng, lặng lẽ trừng mắt nhìn Tào Thù Lê. Tào Thù Lê giả vờ không phát hiện, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười đắc ý. Hạ Tường có một thời gian không tới Tào gia, vừa vào cửa thì được Vương Vu Phân chào đón thân mật, còn có Tào Thù Quân cũng chủ động tới giả vờ giả vịt bắt tay Hạ Tường và nói một câu làm cho người ta buồn cười. Hoan nghênh anh rể đến kiểm tra chị. Đương nhiên cậu ta đã bị Tào Thù Lê cho một trận, mà ngay cả Vương Vu Phân cũng rất không hài lòng. Đừng có nói bậy, con càng học lên cao mẹ lại cảm thấy con càng tụt lùi, cũng không biết con học cái gì ở đại học chứ. Chế độ giáo dục hiện tại thật đúng là có rất nhiều người trẻ tuổi bị hư hỏng dù đã học trên đại học. Vương Vu Phân lại tiếp tục nói. Hạ Tường lắc đầu nghĩ, về sau phải khuyên Tào Thù Lê quản lý kỹ Tào Thù Quân, đừng để cho nền giáo dục làm hư hỏng cậu ta. Tào Thù Lê sau khi thay nước trà mới lên lầu đi tắm. Kể từ khi Hạ Tường đi huyện An, hắn ít có dịp ở Tào gia. Tào Vĩnh Quốc hỏi qua một số chuyện ở huyện An. Nghe đến chuyện Khâu Tự Phong đối nhân xử thế, ông ta cười ha hả. Thị trưởng Trần có bản lĩnh chịu trách nhiệm của người lãnh đạo, thật hiếm có. Những gì chủ tịch huyện Khâu đã làm lại quá bình thường, tuy nhiên cậu ta còn thiếu kinh nghiệm, nếu không cũng sẽ không nói chuyện cứng nhắc như vậy, ít nhất cũng phải nói được khéo léo một chút. Có lẽ là khai một ngân phiếu khống cho người ta trước sau mới bàn bạc giải quyết. Điểm này đã cho thấy, thủ đoạn chính trị của chủ tịch huyện Khâu có lẽ non nớt một chút. Hạ Tường lại không có cùng cái nhìn. Có phải non nớt hay không bây giờ chưa vội vã kết luận được, nhưng hắn ta coi như hơi quyết đoán, dám nói dám làm, có một số việc trực tiếp công khai. Và lại nghe nói hắn ta xuất thân từ đảng Thái tử Bắc Kinh, về sau không thể tránh khỏi có va chạm, theo ý cháu, chủ tịch huyện Khâu không dễ đối phó lắm. Tào Vĩnh Quốc không có phản bác, cũng không có phát biểu ý kiến, lại hỏi về Mai Hiểu Lâm. Nghe nói phó bí thư Mai dường như mềm mỏng hơn một chút so với Khâu Tự Phong phải không? Cháu và cô ta tiếp xúc không nhiều lắm, chỉ có điều cảm thấy quan hệ giữa cô ta và chủ tịch huyện Khâu có vẻ không quá nhất trí. Có lẽ hai người cũng đã có sự cố gắng thống nhất trong các việc lớn, còn trong các việc nhỏ thì cái nhìn không được như vậy. Ngẫm lại cũng là chuyện bình thường, bọn họ cũng đều có chủ kiến nên không phải chuyện nào cũng có cái nhìn giống nhau được. Theo cháu, tình hình mâu thuẫn ở huyện An cũng có mặt lợi. Đó là, không kể là bí thư Lý, mà còn có phó bí thư Mai và chủ tịch huyện Khâu đều một lòng mong muốn phát triển tốt nền kinh tế của huyện An. Mâu thuẫn xung đột, trên thực tế phần lớn có lẽ là do sự phát triển kinh tế sinh ra. Thứ nhất là khi đề cập tới vấn đề lợi ích kinh tế, hai là sự bất đồng trong cách quản lý. Bí thư Lý muốn đầu tư ở mảng nông nghiệp ít nhiều cho chu đáo, phó bí thư Mai cảm thấy khai thác mỏ mang lại lợi ích khiến cho huyện An phát triển. Mà chủ tịch huyện Khâu lại chú trọng phát triển khách du lịch và công nghiệp. Cháu xem, nguồn tài nguyên thiên nhiên và xã hội của huyện An cộng lại thì nhiều như vậy, cuối cùng là phát triển nông nghiệp, công nghiệp, hay là khoáng sản đây? Đến lúc đó tất nhiên có tranh chấp và tranh cãi, cuối cùng ai cũng đều cho rằng suy nghĩ của mình mới đúng, không ai chịu nhượng bộ, sẽ có sự đấu tranh về quyền lực,
lúc đó xem ai là người có tiếng nói trọng lượng nhất tại huyện An này. Tào Vĩnh Quốc nhìn nhận vấn đề có lẽ sâu sắc hơn so với Hạ Tưởng, mặc dù Hạ Tưởng đã chín chắn và có ưu thế, nhưng so với Tào Vĩnh Quốc vẫn kém vài thập niên kinh nghiệm thực tế trên quan trường. Hạ Tưởng khiêm tốn ngồi nghe, gật đầu. Cháu mặc dù là phó chủ tịch huyện trực tiếp quản lý văn hóa giáo dục, vệ sinh và du lịch, còn chưa đủ cấp bậc để tham dự vào phương hướng thảo luận phát triển toàn bộ huyện, tuy nhiên cháu cảm thấy đối với huyện An, có lẽ lấy khách du lịch là việc chính, sau đó phát triển một ít nông nghiệp phù hợp. Về phần công nghiệp, huyện An có cơ sở quá mỏng yếu. Muốn triển khai như lời nói trên, khác gì bắt đầu từ con số 0, sẽ phải trả một giá quá lớn. Huyện An cũng quả thật có một chút tài nguyên khoáng sản, tuy nhiên vốn khai thác mỏ đặc biệt rất cao, khả năng thất bại tính qua cũng rất lớn. Hơn nữa nhà máy xi măng phá hủy môi trường đặc biệt lớn. Tào Vĩnh Quốc vốn là phó thị trưởng thường trực thành phố Yến, nên hiểu rõ mười mấy huyện lỵ ở đây. Cũng vì Hạ Tưởng mà ông ta chú trọng nghiên cứu một chút về huyện An. Tuy nhiên huyện An có hàm lượng đá thạch anh khá phong phú, trước kia, các chuyên gia ở Bắc Kinh đã chứng minh nó rất thích hợp để sản xuất thủy tinh. Thị trường thủy tinh trong nước hiện đang rất có triển vọng. Bác Tào có ý là, cháu đề xuất với bí thư Lý, sau khi được duyệt thì thu hút các nhà đầu tư khai phá quặng thạch anh à? Hạ Tưởng hỏi. Không, ý của bác là, chờ một chút, về quặng thạch anh, cháu hiểu rõ là có thể làm được là được rồi. Tào Vĩnh Quốc cười đầy huyền bí, nhẹ nhàng khoát tay áo. Bí thư Lý sẽ ở tại huyện An không lâu đâu, một khi đã như vậy, ông ta sẽ nhất định không muốn vì việc này mà tốn kém. Hơn nữa hiện tại cháu chỉ được phân công làm phó chủ tịch huyện chuyên quản lý văn hóa giáo dục, vệ sinh và du lịch, chẳng được phân quản lý công nghiệp. Cháu mà đề xuất, đến lúc đó, thành tích khá lớn cũng không chia phần đến cháu đâu, vậy làm điều thừa làm gì chứ? Hiện giờ điều cháu cần phải làm là, quản lý cho thật tốt, tranh thủ tạo ra những thành tích lớn hơn nữa. Khi nào cháu có thể được đảm nhiệm chức phó chủ tịch thường trực huyện, hoặc là được phân công quản lý công nghiệp thì đề xuất lại cũng không muộn. Lúc đó bác ở thành phố cũng giúp cháu một tay tạo nên thành tích. Có lẽ Tào Vĩnh Quốc nghĩ về lâu dài, Hạ Tưởng mỉm cười kín đáo. So với bác Tào, cháu còn là non một chút, không nghĩ tới các bước về lâu về dài. Không cần khiêm tốn, cháu đã làm rất khá một số chỗ. Dĩ nhiên trên một số mặt phải trải qua rồi mới biết được, điều đó cũng là thường tình mà. Tào Vĩnh Quốc không quên cổ vũ Hạ Tưởng vài câu, còn nói. Chỉ có điều, nếu bí thư Lý đem huyện An trở thành ván cầu, cháu cũng không cần phải làm căng mối quan hệ với chủ tịch huyện Khâu, bởi vì bí thư Lý vừa đi, rất có khả năng chủ tịch huyện Khâu sẽ tiếp nhận chức vụ bí thư, cho nên hiện tại không cần vội vã ra mặt, càng không thể làm người tiên phong cho bí thư Lý. Tại thời điểm ông ta còn có chức thì còn có sự ủng hộ của ông ta, mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp. Nhưng khi ông ta không còn chức, Khâu Tự Phong là nhân vật số một, nếu kiềm chế cháu, công việc của cháu sẽ không có giải pháp nào để phát triển đâu. Trong quan trường, nếu không phải là kẻ thù thật sự thì sẽ không muốn phân rõ thắng bại hay cao thấp đâu. Chỉ cần tất cả không thể hiện hết ra mặt là được. Có đôi khi cháu lui một bước, có đôi khi bác nhường một bước, tóm lại, có đôi khi nhún nhường hợp lý cũng không phải là nhận thua hay là thất bại đâu. Mà là vì tích trữ sức mạnh. Hạ Tưởng biết, những lời vàng ngọc mà Tào Vĩnh Quốc vừa nói là do hắn sắp trở thành con rể nên ông ta mới nói ra những lời tâm huyết, cũng là Tào Vĩnh Quốc có ý muốn bồi dưỡng hắn thành người nối nghiệp. Hiển nhiên, tính tình Tào Thù Quân không thích hợp để lăn lộn trong quan trường, mà Tào Thù Lê có thể làm hiền thê lương mẫu nên nếu tiến vào con đường làm quan cũng không chú trọng đến sự phát triển, hơn nữa cô ấy cũng quá xinh đẹp. Trên quan trường, cán bộ nữ đặc biệt xinh đẹp rất ít, cho dù có, cũng nhiều người không đạt được địa vị cao. Có thể nói, đối với Tào gia, nếu không phải Hạ Tưởng bất ngờ xuất hiện, Tào Vĩnh Quốc về sau sẽ tuyệt con đường quan trường. Nhưng có Hạ Tưởng ngang trời sinh ra, khiến Tào Vĩnh Quốc một lần nữa thấy được hy vọng. Chỉ cần bồi dưỡng Hạ Tưởng trước, chờ sau khi ông ta lui ra, chẳng những Hạ Tưởng có thể cho Tào Thù Lê một cuộc sống trên cả hạnh phúc mỹ mãn, mà hắn ta còn có thể đảm bảo cho Tào Thù Quân về sau này nữa. Toàn bộ hy vọng của Tào gia được gửi gắm vào một người như Hạ Tưởng, Tào Vĩnh Quốc có thể nào vô ý chọn nhầm người. Hạ Tưởng nghiêm túc tiếp thu những lời dạy của Tào Vĩnh Quốc, đinh ninh không dám khinh thị, từng việc một đều để ở trong lòng. Trong lòng hắn cũng có quyết định, hắn phải từng bước thoát khỏi ảnh hưởng mà Lý Đinh Sơn mang đến, không hề hoàn toàn theo cách thức làm việc của Lý Đinh Sơn. Cũng có thể nói,
không hề theo cách thức làm việc của bất cứ kẻ nào, mà phải lấy cách của chính mình nghĩ ra để quyết định việc lớn. Sau này những gì hắn đã làm, sẽ không hề là vì người khác bày mưu tính kế, hay là trợ giúp người khác lấy được thành tích, thành công, mà là vì tôn trọng quy luật khách quan, vì lợi ích của dân chúng, tất cả được đặt lên trên hết, và cuối cùng là vì lập thành tích cho tiền đồ của chính mình. Bởi vì hiện giờ hắn là một phó chủ tịch huyện, không phải là thư ký cho một người nào đó, cũng không phải chủ nhiệm tổ cải tạo luôn phụ thuộc vào ý chí của người khác. Hắn là phó chủ tịch huyện An, sẽ phải có trách nhiệm đối với toàn bộ nhân dân trong huyện, trách nhiệm đối với huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện An. Lúc này không còn sớm, Tào Vĩnh Quốc chuẩn bị nghỉ ngơi, bỗng nhiên lại đứng lại, cười nói. Cháu và con bé Lê qua lại thời gian cũng không ngắn, dường như cũng không có cãi nhau, cũng coi như hiếm có sự hòa hợp như vậy. Sau đợt nghỉ hè năm nay, bác cảm thấy thời cơ cũng đã đến, dù muốn hay không cũng phải chọn ngày cùng cháu bàn bạc việc hôn nhân đó. Tào Vĩnh Quốc đã đi hồi lâu, Hạ Tưởng còn một mình ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, rất lâu không hề động đậy. Mình phải đính hôn với cô bé thật sao? Nếu xác định sẽ cưới cô bé thật sự chính là mình sẽ phải sống cả đời với người con gái đó ư? Bình tĩnh mà xem xét, Hạ Tưởng đã sớm chuẩn bị tâm lý đối với chuyện sẽ cưới Tào Thù Lê, cũng đã sớm xem cô như người vợ duy nhất của mình. Chỉ có điều khi chuyện thật sự xảy tới, hắn bỗng nhiên có một chút sợ hãi và bất an, tự dưng liền nhớ tới Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm này trong trẻo nhưng lạnh lùng như trăng, tự do phóng khoáng, vừa tùy hứng vừa có cá tính, với mình rất có tình nghĩa và dạt dào mong đợi, mình có thể hoàn toàn thật sự không để ý đến được không? Tuy nhiên trong lòng Hạ Tưởng đã sáng suốt nhận ra, hắn không thể cưới Liên Nhược Hạm. Một là không dám trèo cao, hai là giá phải trả rất đắt nếu hắn muốn cưới Liên Nhược Hạm, sẽ tổn hại ích lợi của rất nhiều người, sẽ gây ra một loạt phản ứng dây chuyền của gia tộc, hơn nữa khả năng hắn có không thể gánh chịu được những hậu quả. Có lẽ thật sự hắn và Liên Nhược Hạm là có duyên nhưng không có phận, Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười, đứng dậy lén lút lên gác. Quên đi, không nghĩ nữa, về sau có thể giúp Liên Nhược Hạm được gì thì dù nhiều dù ít cũng sẽ giúp, mặc dù thật ra, trong mắt Liên Nhược Hạm, năng lực và trọng lượng của mình về cơ bản không đáng giá để nhắc tới. Lên tới gác, mở cửa phòng mình, hắn lại không ngờ thấy Tào Thù Lê nằm trên giường của mình, đang ngủ say. Tào Thù Lê buồn ngủ không kìm nổi nhưng vẫn muốn chờ hắn, không ngờ chính cô bé lại đang ngủ trước tiên. Cô bé mặc một bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt, lộ ra đùi và cánh tay trắng như tuyết, nhưng Hạ Tưởng không có một chút dục vọng, chỉ cảm thấy cô vô cùng đáng yêu, vô cùng dịu dàng. Nghĩ lại về sau cô sẽ trở thành vợ của mình, trong lòng liền tràn đầy tình yêu nồng nàn, hắn cúi người nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của cô bé. Em không ngủ, lừa anh đó. Cô bé cười khúc khích. Mở mắt, duỗi tay ra liền ôm lấy cổ Hạ Tưởng, sau đó toàn bộ thân mình đều cử động lên, hai chân đan chéo ở bên hông Hạ Tưởng, tư thế vô cùng mờ ám mê người. Cô lại cắn tai Hạ Tưởng nói. Ôm chặt em có lời muốn nói với anh. Hạ Tưởng dùng sức ôm chặt cô, dường như muốn đem cô hòa vào thân thể của chính mình. Một lát sau, Hạ Tưởng mới buông lỏng cánh tay, cởi giày và cùng cô bé nằm trên giường, hai tay vẫn còn ôm lấy thắt lưng của cô. Cô bé cũng không buông tay, rúc vào lòng Hạ Tưởng nói những lời đầy mơ hồ. Em đã sớm biết chị Liên thích anh. Hạ Tưởng trong lòng xáo động, tuy nhiên lại giả vờ ngu ngơ. Đừng nói bừa, anh làm sao có sức hấp dẫn lớn như vậy được. Em nói Trương Tín Dĩnh thích anh thì anh tin, chứ Liên Nhược Hạm là ai, tầm mắt cô ta cao như vậy sao có khả năng thích anh được chứ. Em thật hay nói đùa đấy. Đừng có giả bộ nữa, em không ngốc đâu. Tào Thù Lê gối đầu trên ngực Hạ Tưởng, tiếng nói nhẹ nhàng như trong mộng. Em biết anh rất ưu tú, em cũng biết chắc chắn còn có thể có rất nhiều cô gái khác thích anh. Người khác thích anh em không xen vào, nhưng anh không thể đi thích người khác. Điểm này anh phải nghe em. Đương nhiên em cũng biết, đàn ông đều có tính có mới nới cũ, không thể quản được. Em có một điều kiện, anh ở bên ngoài làm cái gì em mặc kệ cũng không muốn nghe, nhưng anh không thể có nhiều phụ nữ. Trừ phi anh có thể che được mắt thánh, đừng làm cho em phát hiện ra. Một khi khiến em phát hiện ra, em tuyệt đối không chút do dự rời khỏi anh. Em nói được thì làm được đó. Hạ Tưởng sợ hãi trong lòng. Tính cách Tào Thù Lê có vẻ mềm mại, nhưng thật ra cũng là mềm trong cái cứng. Một khi đã quyết định việc gì, về cơ bản cô bé sẽ khó thay đổi. Chương 231, Phó Chủ tịch huyện Hạ cũng không dễ chọc. Hạ Tưởng còn không nói gì. Tào Thù Lê lại nhẹ nhàng nói.
Trong tình yêu, phụ nữ và đàn ông đều ích kỷ giống nhau. Không ai đồng ý chia sẻ người yêu với người khác, em không phải thánh nhân, và em cũng không muốn làm thánh nhân. Tuy nhiên nếu vì em muốn đề phòng anh ở bên ngoài trêu chọc cô gái khác, mỗi ngày đều lấy nhắc nhở đề phòng anh, tra hỏi anh, em cũng sẽ không làm. Bởi vì nếu làm như vậy thì còn không bằng việc chia tay. Em cũng biết với các cô gái bình thường anh cũng sẽ không để ý, nhưng gặp được người con gái như chị Liên, anh khó tránh khỏi bị chị ấy ác động. Em muốn nói chính là, nếu chẳng may, em chỉ nói nếu chẳng may chứ không phải khuyến khích anh, nếu chẳng may anh ở bên ngoài có phụ nữ, em hy vọng là một phụ nữ ưu tú như chị Liên, như vậy mới không làm em mất thể diện, mới khiến lòng em cân bằng được một chút. Đương nhiên điều kiện hàng đầu đó là, anh đừng khiến em biết, cả cái đã qua cũng đừng để em biết, nếu không em sẽ không tha cho anh đâu. Tào Thù Lê dùng sức đánh mạnh một cái vào ngực Hạ Tưởng, cú đánh này làm con tim hắn cũng có cảm giác đau xót, hắn ôm chặt lấy Tào Thù Lê rồi nói. Anh sẽ cố hết sức để những chuyện chẳng may như vậy không xảy ra, được không? Đó là chuyện của anh, xem như em chưa nói gì. Hai tay Tào Thù Lê bưng kín lấy tai, giống như không muốn nghe nữa. Em chỉ nói một lần, sau này sẽ không bao giờ nói lại nữa, anh biết ở trong lòng là được rồi. Đương nhiên Hạ Tưởng rất hiểu rõ những lời nói của cô bé. Cô bé nói hơn nửa ngày rồi, thậm chí còn nói một số lời nói có nội dung tự mâu thuẫn với nhau, thật ra là đã thổ lộ được tấm lòng của cô. Cô bé không hy vọng nhìn thấy mình và Liên Nhược Hạm đi lại với nhau, nhưng lại cũng biết cô bé muốn ngăn cản cũng không thể, vì thế nên liền giả vờ như làm ngơ, bất cứ chuyện gì cũng xem như không biết. Cô còn níu kéo tư tưởng rằng nếu chẳng may có chuyện gì phát sinh thì chẳng thà phát sinh với Liên Nhược Hạm. Tâm tư của cô bé làm sao hắn không rõ. Ý tứ là cô không quản được hắn, cho dù giữa hắn và Liên Nhược Hạm có phát sinh việc gì thì cũng chỉ cho phép hắn ở bên ngoài có một người phụ nữ mà thôi, đó chính là Liên Nhược Hạm, không thể còn có người con gái khác nữa. Thật ra là cô bé cũng đành cam chịu, Liên Nhược Hạm đối xử với hắn thật là tốt vì thế cô cũng từ tâm tư của mình mà suy ra. Từ đó xem như không có việc gì xảy ra, cái gì cũng không xảy ra, tất cả chỉ đều là giả thiết. Liên Nhược Hạm đối với mình đúng thật là rất tốt, cô bé mà nhìn không ra thì mới là lạ. Hạ Tưởng đã nghĩ, có lẽ Tào Thù Lê đã sớm ý thức được việc này, đoán được mình và Liên Nhược Hạm có cảm tình với nhau. Cô bé là một cô gái thông minh, chẳng lẽ lại không nhìn ra được tâm ý của Liên Nhược Hạm khi đi tới thành phố Yến, chẳng lẽ còn không biết rằng Liên Nhược Hạm luôn cố hết sức bảo vệ và ủng hộ mình. Hạ Tưởng ôm chặt lấy Tào Thù Lê, trong lòng dâng lên nỗi xúc động, tình thương vô hạn. Cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em. Em biết. Tào Thù Lê vùi đầu sâu vào trong lồng ngực của Hạ Tưởng, không dám để Hạ Tưởng nhìn thấy giọt nước mắt của cô. Bác Tào nói muốn để cho hai chúng ta đính hôn, em có đồng ý không? Vâng, em là của anh. Vậy em có nguyện ý gả cho anh không? Em nguyện ý, dù sao sớm muộn gì cũng phải lập gia đình. Đã quen biết anh lâu như vậy, không gả cho anh thì đúng là làm cho anh thật mất mặt. Dường như vẫn đang còn chút miễn cưỡng, em có muốn xem xét lại một chút cho kỹ không? Cũng được, để em tỉnh ngủ rồi chúng ta nói tiếp. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tưởng bị tiếng đập cửa làm bừng tỉnh. Hắn cuống quýt bò dậy, đẩy đẩy Tào Thù Lê nằm bên cạnh tỉnh giấc. Mau tỉnh lại, cô bé Lê, đã có chuyện xảy ra. Xảy ra chuyện gì được? Anh định lừa gạt người khác à, để em ngủ thêm 5 phút nữa có được không? Tào Thù Lê không cho là đúng, giơ tay ôm lấy cổ Hạ Tưởng. So với gấu bông thì ôm đầu anh thích hơn, xem ra đây là một trong những điểm hữu dụng của anh. Người gõ cửa mất đi sự kiên nhẫn, đẩy cửa bước vào, vừa lúc nhìn thấy Tào Thù Lê bắt đầu ôm chặt lấy Hạ Tưởng làm cho Hạ Tưởng không ngọ nguậy được. Cô liền tiến lên, phát vào mông Tào Thù Lê một cái thật mạnh rồi nói. Cái con bé hư đốn, làm mẹ thật mất mặt. Tào Thù Lê tỉnh táo lại một chút. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? À, thế nào mà con lại ở trong này? Cô xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ bừng, vội vàng buông cổ Hạ Tưởng ra, nhảy xuống khỏi giường, đi đến nói thì thầm bên tai Vương Vu Phân mấy câu. Vương Vu Phân không kìm nổi phải bật ra tiếng cười. Kể cả làm chuyện này cũng không được, hai người còn chưa kết hôn, không thể làm sằng bậy. Hạ Tưởng vội vàng giải thích. Cháu không làm sằng bậy, quần áo cháu vẫn chỉnh tề, cả đêm qua bị cô bé Lê ôm, không dám cử động, cả cánh tay đều đã bị tê hết rồi. Được tiện nghi rồi lại còn khiếu nại.
Vương Vu Phân đã chuyển từ giọng điệu khách khí sang thành chất giọng tiêu chuẩn của bà mẹ vợ. Con gái bảo bối của chúng tôi đã để cho cậu ôm suốt cả đêm, cậu không nói hạnh phúc lại còn nói cánh tay tê dại, đúng thật là. Việc này đúng là quá tầm kiểm soát, mặc dù trước kia Tào Thù Lê cũng không ít lần bị mình ôm, tuy nhiên hôm nay lại bị phát hiện nên Hạ Tưởng Bi ai thấy rằng hình như địa vị của mình đã giảm xuống trông thấy. Cũng may Vương Vu Phân chỉ giải phóng mấy câu bất mãn, vào lúc ăn sáng cũng thỉnh thoảng gắp cho hắn một chút thức ăn khiến Hạ Tưởng trở nên kiên định hơn nhiều. Tuy nhiên, Tào Thù Quân nhìn ra cái gì đó, thời điểm cơm nước xong xuôi rồi đột nhiên nói ra một câu. Đêm qua anh rể và chị chắc chắn ngủ chung một chỗ. Kết quả là bị Tào Vĩnh Quốc giận dữ chừng mắt nhìn y. Hạ Tưởng dẫn Tào Thù Lê đi dạo phố một ngày, mệt đến chết đi được, mà lại không thấy cô bé mua đồ gì, hỏi cô trả lời rằng thú vui của con gái đi dạo phố là ở chỗ đi dạo, chứ không phải là mua đồ. Hạ Tưởng bừng tỉnh hiểu ra, nói một lời rất cao kiến. Đàn ông tán tỉnh phụ nữ thì lạc thú ở quá trình từ cầm tay, hôn môi đến lúc lên giường, mà không phải nằm ở bước cuối cùng. Kết quả là bị bàn tay như nhung lụa của Tào Thù Lê đánh cho. Buổi tối, Hạ Tưởng lái xe quay về huyện An. Trước khi đi, Tào Vĩnh Quốc nói cho Hạ Tưởng biết trước khi hắn rời khỏi thành phố Yến thì vừa lúc thành phố Yến cũng xem xét để hắn được hưởng một số phúc lợi của thành phố. Hạ Tưởng cũng được thành phố phân cho một căn hộ có 2 phòng ở. Chìa khóa thì bây giờ đang nằm trong tay Tào Vĩnh Quốc. Tào Vĩnh Quốc muốn đưa chìa khóa cho hắn, Hạ Tưởng thì cũng không muốn lắm nên đề nghị Tào Vĩnh Quốc bảo quản các chìa khóa này thay hắn. Rất may là Tào Vĩnh Quốc cũng không để ý đến việc hắn đang lái chiếc Land Rover. Thứ hai, vừa lên trụ sở ủy ban, Tạ Khởi Nghĩa liền tới thông báo cho Hạ Tưởng đi họp. Hội nghị được tổ chức như thường lệ, do Chủ tịch huyện Khâu Tự Phong chủ trì để sắp xếp phân chia kế hoạch công việc của tuần này. Đồng thời thông báo ý kiến xử lý của huyện ủy với trưởng phòng vệ sinh Kim Trường Doanh. Mặc dù Hạ Tưởng đã biết Kim Trường Doanh bị bãi miễn chức vụ để phục vụ điều tra, hắn lại làm bộ như lần đầu tiên nghe thấy, vẻ mặt tỏ ra sự kinh ngạc. Sau khi Khâu Tự Phong nói xong, theo thông lệ thì thông thường là Thịnh Đại bổ sung 2 câu, sau đó Cường Giang Hải bổ sung thêm 2 câu nữa. Nhưng hôm nay thì lại không ai có thêm ý kiến, vì thế Khâu Tự Phong nói thêm. Mời Phó Chủ tịch huyện Tiểu Hạ nói cho mọi người biết tình hình lúc đó. Dường như nghe nói Phó Chủ tịch huyện Tiểu Hạ còn có điểm bị ủy khuất, có đúng không? Khâu Tự Phong đây là đang ám chỉ sự kiện Hạ Tưởng bị đánh, Hạ Tưởng cũng sẽ không nói sự kiện này trên hội nghị làm gì để tự rước lấy sự mất mặt làm gì. Tuy nhiên, nói gì thì nói, bị Liên Nhược Hạm đánh cho một bạt tai, chẳng những kiếm được nước mắt của cô lại còn hất đổ được Kim Trường Doanh, những điều ẩn chứa này thì cũng không thể nói ra cho người ngoài biết. Vì thế, Hạ Tưởng liền lắc lắc đầu cười nói. Vào lúc đó hiện trường cực kỳ hỗn loạn, tôi tiến lên để ngăn lại, kết quả là, thôi, quên đi, mọi việc đã trôi qua, có nói lại hay không thì cũng thế. Vậy phòng vệ sinh đã được bổ nhiệm trưởng phòng mới chưa vậy? Khâu Tự Phong thấy Hạ Tưởng không muốn nhắc lại, cũng biết là Hạ Tưởng xấu hổ. Tuy nhiên, y lại nghĩ rằng vụ việc này chính Hạ Tưởng bị, nên không thể cư xử như những người thân tín khác được. Như vậy thì cũng làm giảm bớt sự khoan khoái trong lòng. Vì thế Khâu Tự Phong liền nói lời có hàm ý khác. Phó Chủ tịch huyện Hạ dù sao cũng là người trực tiếp chứng kiến, bên ngoài có nghe đồn thì cũng không chân thật bằng việc cậu đã trải qua. Vì thế cậu cũng nên nói qua chút tình hình lúc đó để trong lòng mọi người chúng ta ở đây hiểu một chút vậy. Ngừng lại một chút, y còn nói thêm. Tạm thời để Phó trưởng phòng Điêu Hoa Văn chủ trì công tác hàng ngày. Trong lòng mày đã phải biết rồi chứ. Hạ Tưởng thấy Khâu Tự Phong cố ý đẩy mình tới tình huống nan giải nên tức giận nói. Không sợ chủ tịch huyện Khâu chê cười, tình hình lúc đó thật không sao tả xiết được, tất cả mọi người loạn hết. Tôi còn tưởng rằng đây là xã hội đen đang giết người phóng hỏa. Tôi ở trong vùng khỉ ho cò gáy như huyện bá cũng không gặp qua đám lưu manh, du côn to gan lớn mật đến như vậy. Tôi còn đang thắc mắc không hiểu sao trị an của huyện An lại kém đến như vậy. Người của phòng vệ sinh sao tố chất lại kém thế, so với phòng công an thì còn hoành tráng hơn, đúng là sự kỳ quặc. Lời nói vô cùng khí thế của Hạ Tưởng vừa nói ra lập tức làm mọi người trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không thể nào tin được Hạ Tưởng cũng có một bộ mặt cứng rắn, mạnh mẽ đến như thế. Khâu Tự Phong sửng sốt đến ngây người lên, vẻ mặt lại trở nên ôn hòa nói. Phó Chủ tịch huyện Tiểu Hạ không cần tức giận. Gặp được loại chuyện như thế này thì tất cả mọi người đều lo lắng thay cậu.
Rất may là cậu có kinh nghiệm cơ sở phong phú, vì thế mới đúng lúc ngăn lại được sự việc, tránh tình hình biến chuyển sang tình huống xấu, đúng là phải khen ngợi. Hạ Tường nghĩ thầm rằng Khâu Tự Phong cũng là người chuyển biến rất nhanh, vì vậy cũng dựa theo lời nói của y mà nói. Cảm ơn Chủ tịch huyện Khâu quan tâm. Ngày hôm qua tôi quay về thành phố Yến, vừa lúc gặp người bạn ở báo Triều tỉnh Yến, anh ta nghe xong chuyện của tôi rất tức giận, muốn đưa lên báo để phơi bày ánh sáng. Tôi là người của huyện An, sao lại có thể để cho bộ mặt huyện An bị bôi đen được? Tôi đã cố gắng giải thích, nhưng nói cái gì thì anh ta cũng không tin. Ngài không biết anh ta, lần trước chính anh ta đưa tin tức đồn công an cơ sở thành phố Yến chấp pháp dã man, kết quả là làm cho hệ thống công an của thành phố Yến trở nên cực kỳ chật vật. Mọi người nghe xong trong lòng đều rùng mình. Hạ Tường ám chỉ ý tứ rất rõ ràng. Sự kiện đồn công an Bắc Ninh lúc đó đâu chỉ khiến hệ thống công an thành phố Yến trở nên cực kỳ chật vật mà làm yên được việc này cũng là do phúc phận, cuối cùng cục trưởng cục công an thành phố Yến phải ảm đạm xuống đài. Mặc dù trong lòng mọi người đều biết rõ đây là kết quả của thượng tầng tranh đấu với nhau, nhưng làm một cây súng của thượng tầng như vậy thì danh tiếng của phóng viên Đỗ Đồng Quốc đã trở nên rất nổi tiếng. Một khi anh ta viết bài phê bình người hoặc ngành sản xuất nào, trên cơ bản có thể kết luận, người hay ngành sản xuất bị anh ta điểm danh sẽ gặp phải sự khiển trách từ cấp trên thượng tầng. Cường Giang Hải giọng điệu quái gở nói. Nếu Phó Chủ tịch huyện Hạ quen biết phóng viên Đỗ Đồng Quốc như vậy thì sao không nhờ anh ta viết bài để tuyên truyền hình tượng của huyện An vào thời điểm này một chút? Đúng rồi, mà huyện cũng sẽ không bạc đãi phóng viên Đỗ, chuẩn bị tiền lì xì nhiều một chút, hơn nữa lại có mối quen biết của Phó Chủ tịch huyện Tiểu Hạ thì phóng viên Đỗ sao lại không đáp ứng? Thịnh Đại cũng ở một bên nói. Hạ Tường uống một ngụm nước, cười tìm tìm nói. Được rồi, để lúc nào rảnh tôi sẽ tìm anh ta nói chuyện vậy. Mấy người nghe xong cũng không khỏi phải thầm suy nghĩ về Phó Chủ tịch huyện Tiểu Hạ, đừng nhìn thấy ở sau chữ Phó Chủ tịch huyện có thêm chữ Tiểu, trên thực tế cũng không phải là người dễ đối phó, cũng là người rất gian xảo, cũng biết đánh người khác. Khâu Tự Phong khoát tay. Trở lại việc chính đi, Phó Chủ tịch huyện Tiểu Hạ. Nghe nói cậu và trưởng phòng Nhâm muốn dẫn nước làm một con suối, nghe nói người hưởng ứng cũng rất đông. Trưởng phòng Nhâm cũng nói ý tưởng của cậu cực kỳ mới mẻ, có thời gian chúng ta cũng nên đi thăm một chút, nhìn trên thực địa để xem hiệu quả thế nào. Còn nữa, đối với lĩnh vực văn hóa, giáo dục và vệ sinh, Phó Chủ tịch huyện Hạ có ý tưởng gì không? Nếu không ngại thì nói ra một chút. Hạ Tường khiêm tốn cười cười nói. Tôi cũng mới đến huyện An, tình hình của lĩnh vực văn hóa, giáo dục, vệ sinh vẫn còn nhiều chỗ chưa được quen thuộc. Tôi đang tăng cường để đẩy nhanh sự thích ứng. Cũng đang trong giai đoạn nhanh chóng tìm hiểu, xin Chủ tịch huyện Khâu cho tôi thêm một chút thời gian. Lại là đòn gió, ánh mắt thâm trầm của Khâu Tự Phong liếc nhìn Hạ Tưởng mấy cái, nghĩ thầm rằng, người này đúng là có tài mà lại kín tiếng, cái gì cũng không nói. Mà không nói cũng chẳng sao, mày có ý tưởng gì thì dù sao cũng phải tìm tao để báo cáo công tác, lúc này không nói thì lúc sau cũng phải nói vậy. Hạ Tưởng cũng không phải không định nói, mà quả thật về phương diện văn hóa, giáo dục, vệ sinh của huyện An thì cũng chẳng có điều gì quá mức thậm tệ, mà hắn cũng chưa có ý tưởng gì để cải tiến tình trạng bây giờ. Mà hơn nữa, tuy rằng trong đầu hắn cũng có một số suy nghĩ bước đầu, nhưng mà cũng không nghĩ đến việc tiết lộ cho những người đang ngồi ở đây. Dù sao cũng là tâm huyết của chính mình, nếu chẳng may bị người khác biến thành của riêng của họ thì chẳng phải rất hối hận ư. Là người thì không thể không phòng bị người khác được, hơn nữa, hắn lại là một phó chủ tịch huyện không có nhiều quyền lực. Sau khi tan họp, Thịnh Đại và Hạ Tưởng sóng vai bước đi cùng nhau, trao đổi mấy câu chuyện phiếm. Bỗng nhiên y chuyển đề tài, nói. Đến phòng tôi ngồi đi. Hạ Tưởng thấy bộ dạng Thịnh Đại đang muốn nói chuyện với mình nên gật đầu. Sự bố trí trong văn phòng của Thịnh Đại thì cũng không xa hoa, cái bàn làm việc cũng có dáng vẻ có chút cũ kỹ. Giá sách phía sau trưng bày một ít sách sử. Toàn bộ văn phòng có vẻ đơn giản, ngăn nắp, không có vật nào bừa bộn, tạo nên ấn tượng đầu tiên về Thịnh Đại chính là một người đơn giản, chỉ chuyên tâm làm việc. Sau khi phân biệt chủ khách ngồi xuống, Thịnh Đại đưa thuốc mời Hạ Tưởng. Hạ Tưởng xua tay từ chối. Tôi không hút đâu, tôi cũng không nghiện lắm. Văn phòng làm việc của Phó Chủ tịch huyện Thịnh Đại bố trí rất được, làm cho ai đến cũng có cảm giác rất mộc mạc. Thịnh Đại cười cười, dáng vẻ rất hưởng thụ rồi nói. Đây là văn phòng mà, là nơi mà chúng ta làm việc, đồ đạc thực dụng là được rồi, không cần nhiều những thứ lòe loẹt trưng bày làm gì, đúng không?
y đứng dậy ra mở cửa sổ. Phó chủ tịch huyện Hạ, huyện An là vùng đất tốt, là vùng non xanh nước biếc, hơn nữa không khí rất trong lành, lại cách thành phố Yến không xa, vừa có thể thư giãn giải trí lại vừa có thể tu thân dưỡng tính. Làm quan tại huyện An, nếu sau này tiến thêm được một bước là tốt nhất, nhưng nếu không tiến bộ được thì có một vùng đất núi rừng đẹp như bức tranh này để làm bước quá độ vững chắc, có thể nói là tiến lên hay lùi lại rất tự nhiên, không điểm gì chê được. Thịnh Đại nói có ẩn ý, Hạ Tưởng làm bộ nghe không hiểu. Phó chủ tịch huyện Thịnh có điều gì xin cứ việc nói, tôi không hiểu. Ha ha, phó chủ tịch huyện Tiểu Hạ không cần nghĩ nhiều, tôi có gì nói nấy, chủ yếu là tâm sự với cậu mấy câu mà thôi. Thịnh Đại xoay người ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, nhìn như lơ đãng hỏi. Bí thư Lý và cậu có quan hệ cũng rất tốt, với chiến tích của ông ta ở huyện Bá thì chắc tại huyện An này chỉ là bước đi quá độ, có phải rất nhanh sẽ thăng chức không? Nghe thấy lời hỏi trực tiếp của Thịnh Đại, Hạ Tưởng cũng trả lời rất rõ ràng. Tôi với bí thư Lý quan hệ với nhau cũng ổn, còn việc đại sự như vậy của ông ấy thì tôi không có đủ tư cách để hỏi đến việc này. Vì không để cho Thịnh Đại cảm thấy xấu hổ, hắn liền cười rồi di rời sang đề tài khác. Tuy nhiên tôi cũng không phải tới huyện An để quá độ, mà tôi đến để cố gắng công tác tốt. Thịnh Đại cũng là người lão luyện trong chốn quan trường, tất nhiên không vì một câu trả lời như vậy mà cảm thấy khó khăn. Y cũng chỉ thuận miệng hỏi, cũng không trông chờ vào Hạ Tưởng có thể trả lời cụ thể. Y thấy Hạ Tưởng trả lời một cách khéo léo. Vì thế, sự đánh giá trong lòng của y đối với Hạ Tưởng cũng cao hơn. À, tên nhãi này nhìn thoáng qua cũng không tệ lắm, cách nói chuyện và làm việc cũng khá rõ ràng, cũng biết chiếu cố đến tâm tình của người khác. Vì thế sự hảo cảm trong lòng y cũng tăng lên, mặc dù y cũng biết chắc chắn là Hạ Tưởng biết được hướng đi tiếp theo của Lý Đinh Sơn, Hạ Tưởng không nói có lẽ bởi vì y và Hạ Tưởng mới chỉ là người quen nhau chưa thân lắm. Thịnh Đại làm phó chủ tịch thường trực huyện cũng đã 2 năm, đột nhiên lúc này việc Lý Đinh Sơn từ huyện Bá được điều đến đây cũng làm y phải có một đoạn thời gian có chút buồn bực. Vốn ban đầu suy nghĩ của y là sau khi vị bí thư trước đi khỏi thì Khâu Tự Phong có thể lên làm bí thư, sau đó y cũng có thể vận tác một chút để thuận lợi lên cấp chủ tịch huyện, trở thành nhân vật số 1 của ủy ban. Không nghĩ là sự việc xảy ra không theo mong muốn, tự nhiên ở đâu mọc ra một Lý Đinh Sơn. Y cũng đã nghiên cứu qua sơ yếu lý lịch của Lý Đinh Sơn, biết với các chiến tích của Lý Đinh Sơn ở huyện Bá thì khi điều đến thành phố Yến sẽ làm một chủ tịch quận hoặc làm một phó thị trưởng của một thành phố cấp thị xã nào đó là dư sức. Nhưng đột nhiên Lý Đinh Sơn lại cố tình đi tới huyện An, có lẽ trong việc này đã có chút vấn đề xảy ra, vì thế cần phải quá độ một chút. Chính vậy nên y có ý thử Hạ Tưởng một chút, muốn từ miệng của Hạ Tưởng để xem Lý Đinh Sơn có thể ở huyện An này trong thời gian bao lâu. Để y có sự chuẩn bị cho thật tốt. Nếu Hạ Tưởng không nói thì y cũng sẽ không miễn cưỡng. Tiếp theo lại hàn huyên mấy câu về việc nhà. Cuối cùng y nói: Phó chủ tịch huyện Hạ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, về sau chắc chắn rất có tiền đồ. Cậu cố gắng làm việc cho tốt, có điều gì khó khăn có thể tới tìm tôi mà không giải quyết không được thì chúng ta sẽ tìm đến bí thư Lý. Thịnh Đại cố ý nhảy qua không nhắc tới Khâu Tự Phong, ý tứ ám chỉ với Hạ Tưởng là y cũng muốn gần gũi với bí thư Lý. Hạ Tưởng bị Thịnh Đại thử một lần nên nghĩ thầm rằng có lẽ cũng nên thử dò xét phó chủ tịch huyện Thịnh một chút, nếu không thì sau này cũng không biết nên đối xử thế nào. Vì thế hắn liền hỏi. Phó bí thư Mai cũng không đơn giản, 28 tuổi đã là phó bí thư huyện ủy, nghe nói còn có năng lực rất xuất chúng, có đúng như vậy không ạ? Vẻ tươi cười trên mặt Thịnh Đại có chút thâm ý. Y nhìn chăm chú Hạ Tưởng trong chốc lát rồi mới gật đầu nói. Cũng được, phó bí thư Mai làm cho người ta rất giật mình. Mới 28 tuổi đã là phó bí thư, mà tính cách cũng không phải là nữ tính bình thường. Dường như ở đây đang có tin tức phong phanh nói rằng cô ta là vợ chưa cưới của chủ tịch huyện Khâu. Ha ha, có lẽ cũng chỉ là tin đồn không có căn cứ, không thể tin là chuyện thật được. Không phải là chuyện thật thì sao Thịnh Đại lại đề cập tới? Trong lòng Hạ Tưởng sự đánh giá về Thịnh Đại lại nâng cao hơn một cấp. Sự tình Mai Hiểu Lâm là vợ chưa cưới của Khâu Tự Phong thì Sử Lão không nói ra, Lý Đinh Sơn cũng không nói, hiển nhiên không phải là cố tình sơ hở mà là không đánh mùi được tin tức này. Hơn nữa, tại huyện ủy huyện An và ủy ban nhân dân huyện này cũng không có chút phong thanh nào truyền ra, bởi vậy có thể nói rằng công tác bí mật của hai người này giữ được cực kỳ tốt. Nhưng cũng đúng là bởi vì người khác cũng không biết mà Thịnh Đại lại dường như không có việc gì lại nói ra, điều này có thể nói Thịnh Đại cũng có tin tức từ người nào đó truyền đến.
Tuy nhiên chuyện vừa rồi cho dù Phó Chủ tịch huyện Tiểu Hạ có nghe thấy thì cũng không nên truyền bá ra ngoài, sẽ tạo ảnh hưởng không tốt. Thịnh Đại lại trở nên nghiêm trang, cúi đầu xuống nhìn đồng hồ. Đến giờ ăn cơm rồi, như vậy đi, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn một bữa cơm. Biểu hiện của Thịnh Đại cũng đủ thành ý, Hạ Tưởng cũng không cần phải cự tuyệt nên liền đứng lên cười nói. Hôm nay trong túi đang có tiền, để tôi mời khách vậy. Hai người cùng nhau đi vào nhà hàng Thường Sơn. Hiện tại thì nhà hàng Thường Sơn kinh doanh cũng tốt hơn nhiều. Bởi vì có liên quan đến đại sự của huyện An, một gã phó chủ tịch huyện đến ăn cơm ở nhà hàng lại bị mấy người của phòng vệ sinh tấn công, cuối cùng đã dẫn phát lên một loạt phản ứng dây chuyền, làm cho trưởng phòng vệ sinh của huyện bị mất chức. Vì thế, đại danh của nhà hàng Thường Sơn trong một đêm bỗng truyền khắp thị trấn, không người nào không biết. Rất nhiều người chỉ vì hâm mộ danh tiếng mà đến, đại đa số đều muốn đi thăm thú một chút, đi tới nơi mà có thể ném trưởng phòng vệ sinh mất chức xem nó như thế nào. Tiêu Hà thấy Hạ Tưởng, vội vàng bước ra ngoài cửa để nghênh tiếp. Hạ Tưởng khoát tay, cười nói. Lên lầu đã, không nên nói gì ở đây. Thịnh Đại cười to. Phó Chủ tịch huyện Tiểu Hạ, cậu dẫn tôi đi đến nơi này không phải có ý đồ khác chứ? Như thế nào mà trong lòng tôi cứ thấy bồn chồn. Lên đến trên lầu, Hạ Tưởng mới nói. Phó Chủ tịch huyện Thịnh đừng trêu tôi như vậy, đừng để tôi thấy khó coi. Tôi bị người ta đánh cho như vậy, ngài xem có phải là chịu khuất tất hay không đây? Thịnh Đại tiện tay đóng cửa phòng lại. Cậu đúng là có chút ủy khuất, nhưng Kim Trường Doanh mới đúng là nghẹn khuất tới cực độ. Hắn ta đang ngồi ở nhà yên bình như vậy, tự nhiên một cuộc điện thoại đến bỗng thành mất chức. Bỗng nhiên y lại lấy tay vỗ vỗ vào đầu. Đúng rồi, cậu chắc là không biết Kim Trường Doanh vẫn chỉ luôn nghe lời Chủ tịch huyện Khâu và Phó Chủ tịch huyện Cường, bình thường thì ngay cả tôi là Phó Chủ tịch huyện thường trực cũng không được y để vào mắt. Ngài không nói thì tôi đúng là không biết. Hạ Tưởng vừa ngồi xuống vừa rót nước mời Thịnh Đại. Tôi chỉ biết là về sau này khi nhìn thấy người của phòng vệ sinh thì có lẽ nên tránh xa một chút. Ha ha! Thịnh Đại cười to. Lời này của cậu nếu lọt vào trong tai người của phòng vệ sinh thì không hiểu bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Một phó chủ tịch huyện chủ quản công việc của bọn họ lại có thành kiến lớn như thế này, về sau như thế nào lại có thể tìm cậu báo cáo công tác được. Hai người đang nói chuyện vui đùa với nhau thì Tiêu Hà dẫn theo một người tiến vào. Vừa vào tới cửa, y liền cung kính vái Hạ Tưởng một cái. Cảm tạ phó chủ tịch huyện Hạ đã cứu cả nhà chúng tôi. Hạ Tưởng liếc mắt một cái liền thấy được Tiêu Ngũ đang đứng bên cạnh Tiêu Hà. Thân hình của Tiêu Ngũ không khác biệt nhau nhiều lắm so với trong ký ức của hắn, chỉ là trẻ tuổi hơn, dáng người rộng, cổ bệnh ra thể hiện sự ngạo nghễ với người khác. Hai mắt của y so với người bình thường thì sắc hơn một chút, hơn nữa cặp mi sách làm khuôn mặt dũng mãnh của y vừa nhìn thấy liền có cảm giác uy mãnh. Tiêu Ngũ đang đứng rõ ràng trước mặt Hạ Tưởng. Đột nhiên Hạ Tưởng nhớ tới kiếp trước thì y và hắn là đôi bạn tri kỷ tốt nhất của nhau, về sau y lại chết thảm. Nhất thời Hạ Tưởng trăm mối cảm xúc ngổn ngang trở nên thất thần, sững sờ tại chỗ. Thịnh Đại không biết vì sao Hạ Tưởng lại trở nên thất thần, tuy nhiên y thấy không khí đã có chút buồn tẻ nên nói. Lão Tiêu, nếu phó chủ tịch huyện Tiểu Hạ đã giúp cho ông một đại ơn, vậy thì hôm nay đem hết các loại đồ ăn tốt nhất, rượu ngon nhất lên đây để chiêu đãi thật tốt vào, có được không vậy? Hạ Tưởng tỉnh lại, thấy Tiêu Ngũ không phản ứng nhiều với cái liếc mắt của chính mình, trong lòng không khỏi có chút cảm thán, hai người gặp nhau bây giờ đúng là chưa quen nhau. Cũng không biết kiếp này còn có thể trở thành những người bạn tốt nhất của nhau nữa không? Vươn tay kéo Tiêu Hà ngồi xuống, Hạ Tưởng nói. Chú Tiêu đừng khách khí, vốn đây cũng là công việc của cháu, nếu đã gặp thì cũng nên giải quyết. Vị này chính là... Đây chính là con của tôi, tên là Tiêu Ngũ. Tiêu Ngũ... Còn không mau cảm ơn phó chủ tịch huyện Hạ, mày chỉ biết sinh sự gây chuyện thôi, nếu không có phó chủ tịch huyện Hạ thì không chừng lúc này mày còn đang ở trong nhà giam, mà nhà hàng cũng bị người đóng cửa. Mày cố gắng học hỏi đi một chút được không? Để tao bớt lo lắng đi, mày xem thử phó chủ tịch huyện Hạ và mày thì tuổi tác cũng không chênh lệch nhau nhiều lắm mà người ta đã là phó chủ tịch huyện rồi, còn mày thì sao? Mày cứ lất pha lất phất, không làm việc đàng hoàng. Khi nói đến việc này, Tiêu Hà lại giơ tay lên như muốn đánh Tiêu Ngũ. Hạ Tưởng giơ tay ngăn lại. Quên đi chú Tiêu, mọi việc cũng trôi qua rồi, cháu nghĩ Tiêu Ngũ cũng đã được bài học. Tiêu Ngũ lại nói với giọng ồm ồm. Phó chủ tịch huyện Hạ,
đại ân của ngài thì tôi không thể dùng lời nào để cảm tạ hết được. Nếu ai động đến ngài, nếu ngài nói ra thì tôi sẽ đi chặt bỏ luôn cánh tay của hắn. Nói bậy. Hạ Tưởng đập mạnh xuống bàn một cái rồi lấy tay chỉ vào cái ghế dựa nói. Ngồi xuống, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Từ trước tới nay Tiêu Ngũ không sợ trời sợ đất, thế mà bây giờ lại bị một tiếng khiển trách của Hạ Tưởng làm Tiêu Ngũ sợ tới mức trong lòng hoảng hốt, không tự chủ được liền theo cái chỉ tay của Hạ Tưởng mà ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, trong lòng Tiêu Ngũ rất buồn bực, mình như thế nào lại sợ hắn như vậy? Cho dù hắn là phó chủ tịch huyện thì sao, lúc nào thì mình sợ quan chức đến như vậy? Tiêu Ngũ rất khó hiểu, nghĩ đến Hạ Tưởng đúng là giúp y một ơn rất lớn nên liền áp chế lại tính tình, thành thật ngồi im không cử động. Tiêu Hà đứng ở một bên nhìn thấy thế trợn mắt há hốc mồm, thằng con trai này của ông ta rất bướng bỉnh, nhiều lúc không ai nói được, ai cũng nói rằng thằng này hung hăng như trâu vậy, thế nào mà hôm nay phó chủ tịch huyện Hạ nói một câu lại ngồi xuống không dám cử động như vậy. Đúng thật là rất kỳ lạ. Kiếp trước Hạ Tưởng có thể trở thành bạn tốt của Tiêu Ngũ, làm cho y luôn nghe lời của mình chính là do hắn rất hiểu tính tình của Tiêu Ngũ nên mới có thể khắc chế y. Vì thế cho nên hôm nay phải áp chế Tiêu Ngũ sớm một chút để hướng dẫn Tiêu Ngũ đi theo con đường đúng, để có thể tránh cho bi kịch sau này lại phát sinh. Hạ Tưởng ngồi thẳng thân mình, mắt nhìn thẳng vào hai mắt của Tiêu Ngũ, nói gần từng tiếng. Trên thế giới có rất nhiều sự tình không thể cứ dùng võ lực là có thể giải quyết được. Đừng tưởng rằng cậu là bộ đội xuất ngũ, đã luyện qua võ thuật nên gặp việc gì cũng chỉ nghĩ đến bạo lực để giải quyết. Nói cho cậu biết, Tiêu Ngũ, nắm tay của cậu có lớn đến đâu thì cũng không được để ý đến việc đó, không có quyền lực hơn người, lại còn không có nhiều tiền tài thì cũng không đè nén được ai đâu. Cậu cứ vỗ trán mà nghĩ lại xem, chú Tiêu nuôi dưỡng cậu lớn đến như vậy, để cậu tham gia vào quân ngũ là đang nguyện cầu vào tiền đồ của cậu. Thế mà cậu đền đáp như thế nào? Ngoại trừ việc động một tí là đánh nhau, ngoại trừ nghĩa khí với bạn bè, ngoại trừ làm cho chú Tiêu lo lắng khi cậu đi ra ngoài thì cậu còn có bản lĩnh gì? Chương 232, sự kiện khiếu kiện. Với sự hiểu biết của Hạ Tưởng với Tiêu Ngũ thì hắn cũng biết chỉ bằng mấy câu nói vừa rồi thì không thuyết phục nổi y, liền để cánh tay phải lên trên bàn rồi nói. Có phải cậu xuất thân từ bộ đội đặc chủng không? Luôn tự nghĩ rằng mình có sức khỏe hơn ngòi chứ gì? Tôi không là bộ đội, cũng không luyện qua võ thuật. Vậy chúng ta thử vật tay xem sao, xem ai có sức khỏe hơn, cậu có dám không? Tiêu Ngũ vừa bị Hạ Tưởng quát mắng thì cực kỳ bất mãn, không phục chút nào, lại nhìn thấy Hạ Tưởng có bộ dáng của một văn sĩ lại còn dám đòi vật tay với y thì lập tức tinh thần tỉnh táo lại. Vật thì vật, tuy nhiên bất kể thế nào thì sau này tôi cũng sẽ nghe lời ngài nói. Trong lòng Hạ Tưởng cười thầm, Tiêu Ngũ, rồi cậu sẽ chấn động, giống như trước đây, cậu cũng sẽ bị tôi khuất phục. Hai người nắm chặt tay với nhau, bắt đầu dùng sức. Làm cho Tiêu Ngũ không thể tin được chính là lực ở tay phải của Hạ Tưởng rất mạnh, y đã dùng hết sức lực cũng không thể cứu vãn được thế cục thất bại, cuối cùng tay phải của y bị Hạ Tưởng đè dí xuống bàn. Y đành ủ rũ đành chấp nhận hiện thực thất bại này. Tôi thua, phó chủ tịch huyện Hạ, về sau tôi làm việc sẽ không động một chút là đánh nhau nữa. Tôi muốn trở nên như ngài, vừa là một người có bản lĩnh lại vừa có trí tuệ. Hạ Tưởng mỉm cười, Tiêu Ngũ đúng là người có tính tình ngay thẳng. Chỉ cần y cúi đầu nhận thua thì chắc chắn y nói được làm được. Đương nhiên Hạ Tưởng cũng biết sức khỏe của mình. Hắn biết rõ rằng mình không phải là đối thủ sức khỏe với Tiêu Ngũ. Tuy nhiên, kiếp trước hắn và Tiêu Ngũ thường xuyên so đấu với nhau, chỉ có tay phải thì mới có thể thắng y chứ còn tay trái là thua ngay. Bởi vì tay phải của Tiêu Ngũ bị trải qua thương tật nên yếu hơn một chút, nếu vừa rồi so tay trái với nhau, thì chắc chắn người thua sẽ là chính mình. Tiêu Ngũ nâng chén rượu lên. Tự phạt ba chén rồi lại vái dài Hạ Tưởng một cái. Đa tạ phó chủ tịch huyện Hạ đã trợ giúp nhà chúng tôi. Sau đó y mở cửa bước ra ngoài. Hạ Tưởng cũng không miễn cưỡng, còn nhiều thời gian, hắn tin tưởng về sau sẽ chậm rãi dẫn dắt Tiêu Ngũ đi đúng hướng. Chỉ cần Tiêu Ngũ còn nằm trong tầm mắt Hạ Tưởng thì chắc hẳn y sẽ không dẫm lại vết xe đổ đời trước, bị chết thảm trong trại giam. Chờ sau khi Tiêu Hà luôn mồm cảm tạ rời khỏi. Thịnh Đại đầy hứng thú nhìn Hạ Tưởng, mỉm cười ý vị sâu xa. Không nghĩ tới phó chủ tịch huyện Tiểu Hạ lại có sức khỏe đến như vậy, văn võ song toàn, đúng là làm cho người ta phải chấn động. Hạ Tưởng biết Thịnh Đại muốn nói cái gì, liền lắc đầu nói. Đâu có, tuy trước đây cũng có luyện qua một chút.
Bản lĩnh đúng là không có gì đáng nói. Tuy nhiên luyện võ cũng có điểm lợi, tuy không đánh người ta nhưng ít nhất có thể chắc chắn rằng, lúc bị người khác đánh mình thì có thể phòng thủ. Thịnh Đại cười ha hả. Xem ra sau này cũng nên ít trêu chọc cậu, đỡ phải bị cậu đánh ngay tại chỗ, lúc đó thì cũng không tốt lắm. Hạ Tường cũng cười ha hả. Ngài nói sao vậy, tôi chỉ biết đánh người xấu, không biết đánh người tốt. Nào, mời Phó Chủ tịch huyện Thịnh uống rượu. Hạng mục dẫn nước tạo suối trải qua nửa tháng đã bắt đầu hiển lộ ra kết quả. Trải qua sự lan truyền miệng giữa các du khách với nhau cùng với quá trình quảng cáo, lượng du khách so sánh với cùng thời điểm này năm ngoái đã tăng thêm được 20%. Trong hội nghị ủy ban nhân dân huyện, sau khi Hạ Tường báo cáo thì Khâu Tự Phong cũng phải nói ra miệng sự khen ngợi đối với công việc của Hạ Tường. Hạ Tường cũng hợp thời biểu hiện ra tác phong khiêm tốn cần thiết. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, với sự quan tâm của chủ tịch huyện Khâu, cùng với các đồng chí của phòng du lịch nhiệt tình phối hợp thì khu du lịch Tam Thạch đã có những thành tích bước đầu, đây là kết quả của cộng đồng mọi người cùng cố gắng. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể vì thỏa mãn với thành tích trước mắt, phải không kiêu ngạo, không nóng vội mà phải chuyên tâm hơn nữa để khu du lịch được nâng cao thêm một bước nữa. Khâu Tự Phong lên tiếng tổng kết. Phó chủ tịch huyện Tiểu Hạ ý nghĩ thật năng động. Dám nghĩ dám làm, đáng để mọi người chúng ta phải học tập. Vì vậy, tôi đề nghị, về sau mọi người phải có tinh thần đổi mới, nhất là đồng chí Giang Hải chủ quản lĩnh vực công nghiệp, ánh mắt lại càng phải dài rộng hơn một chút, bước chân cũng phải lớn hơn một chút. Khoáng sản của huyện An cực kỳ phong phú, bởi vì đủ loại lý do, nguyên nhân mà vẫn đang nằm ở trong những vùng núi xa thẳm chưa người nào biết tới. Sắp tới sẽ có chuyên gia từ Bắc Kinh tới để khảo sát thực địa. Giang Hải nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng công tác, trình bày để đưa các ưu thế của huyện ta ra, tranh thủ tạo một ấn tượng tốt cho các chuyên gia. Cường Giang Hải nói, giai đoạn trước công tác cũng đã được chuẩn bị kỹ rồi, chỉ chờ các chuyên gia tới sẽ dẫn các chuyên gia lên núi thăm dò. Khai thác mỏ thì cũng không so được với làm du lịch, chỉ cần một số ý tưởng kỳ quái là có thể hấp dẫn được du khách. Công tác khai khoáng mỏ là công việc chính xác, không có nửa điểm giả dối. Không có biện pháp đầu cơ trục lợi nào có thể dùng được, chỉ có thể tìm ra được nguồn tài nguyên chân chính mà thôi, từ đó làm các thí nghiệm xác định thành phần khoáng thạch rồi từ đó mới xác định được giá trị khai thác. Không biết Phó Chủ tịch huyện Tiểu Hạ có cao kiến gì đối với việc này không? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trong bụng nghĩ rằng rõ ràng là Cường Giang Hải đang thể hiện sự bất mãn với Hạ Tường, trong lời nói của y thì đều chủ động châm chọc khiêu khích. Không biết vì sao Phó Chủ tịch huyện Cường lại có ý kiến với Phó Chủ tịch huyện Hạ như vậy. Sau khi Cường Giang Hải nói xong, còn cố ý khiêu khích nhìn về phía Hạ Tường, ý tứ rằng đừng tưởng rằng mày có thể dẫn nước tạo suối là rất giỏi, tuy nhiên đây chỉ là kỹ xảo đùa bỡn nho nhỏ thôi. Nếu mà chuyển sang lĩnh vực khai thác mỏ, với một công việc lớn như vậy thì các kỹ xảo này không có đất để sử dụng. Cường Giang Hải đối với Hạ Tường đúng là bất mãn. Thứ nhất là sự ghen tị về tuổi của Hạ Tường. Trẻ tuổi như vậy đã là phó chủ tịch huyện, như thế này thì ai còn có thể sống được. Năm nay Cường Giang Hải là 35 tuổi, so với Hạ Tường thì lớn hơn 10 tuổi, tuy vậy chỉ hơn nhau được một danh hiệu ủy viên thường vụ. Như vậy ai cũng có thể nhìn thấy, không đến 3 năm nữa, rất có thể Hạ Tường sẽ phấn đấu lên chức chủ tịch huyện, tiềm năng phát triển hơn nhiều so với Cường Giang Hải. Thứ hai là đối với việc Hạ Tường vừa gây ra cho huyện An thì Cường Giang Hải cực kỳ không thích. Bãi miễn trưởng phòng vệ sinh Kim Trường Doanh, cảnh cáo miệng trưởng phòng công an Kỳ Khải Đông. Ai chẳng biết Kim Trường Doanh và Kỳ Khải Đông là người tin cẩn của chủ tịch huyện Khâu và y, đây là Hạ Tưởng đang giết gà dọa khỉ. Thứ ba là đối với việc Hạ Tưởng dẫn nước tạo suối thì Cường Giang Hải cực kỳ xem thường, cho rằng đây là biện pháp đầu cơ trục lợi, không được đường hoàng. Là một cán bộ lãnh đạo khi làm việc gì cũng nên đường đường chính chính mà làm, chỉ bằng một dòng suối nhỏ lại bảo là đề cao nhân khí. Nghe như là đang lừa bịp mọi người vậy. Việc như thế này thì sao xứng tầm với công việc của một phó chủ tịch huyện. Người khác cố sức làm mệt muốn chết còn không ra được thành tích gì, mà thằng nhãi này chỉ bằng một câu nói lại khéo léo tăng lên được 20% lượng du khách, điều này sao có thể. Cho nên, cho dù y nhìn Hạ Tưởng thế nào cũng thấy không vừa mắt, do đó cố ý tìm lý do gây sự. So sánh với vẻ mặt gây sự của Cường Giang Hải thì vẻ mặt của Hạ Tưởng vẫn lẳng lặng mỉm cười. Không chút hoang mang trả lời. Phó Chủ tịch huyện Cường chẳng hiểu vấn đề gì cả. Tôi chẳng quản lý về lĩnh vực công nghiệp thì làm sao có cái nhìn trong việc này được. Nếu trong lĩnh vực quản lý văn hóa, giáo dục,
vệ sinh mà mỗi ngày tôi đều phải tìm đến chủ tịch huyện Khâu xin chỉ thị thì phân công tôi là phó chủ tịch huyện quản lý công việc này có ích lợi gì? Ý tứ của việc phân công quản lý chính là phải có năng lực xử lý, phải quán xuyến tốt mọi chuyện trong lĩnh vực của mình. Hạ Tưởng nói xong, sắc mặt Cường Giang Hải lập tức tái dại, đột nhiên đứng phắt dậy. Hạ Tưởng, khi nói chuyện đề nghị cậu cần ăn nói có chừng mực, không nên xỏ xiên như vậy. Hạ Tưởng ngồi yên, lạnh lùng cười. Phó Chủ tịch huyện Cường, tôi vốn cũng không định nói với ngài, là ngài chủ động tìm tôi nói chuyện. Tôi trả lời câu hỏi của ngài thế mà ngài lại không hài lòng. Tốt lắm, về sau ngài có nói chuyện với tôi thì tôi cứ giả điếc không nghe thấy gì hết. Cường Giang Hải tức giận đến sắc mặt xanh mét, còn định nói thêm điều gì đó nhưng Thịnh Đại đã vươn tay ra kéo y ngồi xuống. Giang Hải, anh xem anh đang nói cái gì? Động một chút là nổi giận chỉ trích người khác, ngay trước mặt chủ tịch huyện Khâu mà quát lên như vậy thì có phải phép không? Vốn anh chủ động tìm phó chủ tịch huyện Tiểu Hạ nói chuyện, mà anh cũng là người có tuổi rồi, làm như vậy có phải là đang ức hiếp đồng chí tuổi trẻ như Tiểu Hạ không? Là đồng chí lão thành, phải có ý thức giác ngộ chứ? Cường Giang Hải trừng mắt liếc nhìn Thịnh Đại một cái, đang định nói thì Khâu Tự Phong không kiên nhẫn khoát tay. Làm tốt công tác được giao của chính mình đi. Mọi người ít cãi nhau, ít xiên xỏ nhau đi. Ai có thể làm ra thành tích, bất kể sử dụng phương pháp gì thì người đó cũng được coi là công thần. Trong lòng mọi người trong hội nghị này đều kết luận rằng, đừng nhìn thấy lý lịch kinh nghiệm của Phó Chủ tịch huyện Hạ ít từng trải, lại còn trẻ tuổi nhưng tầm mắt của người này rất cao, hơn nữa còn khá điềm đạm, chắc chắn, chỉ bằng những lời đối đáp vừa rồi thì thấy hắn không tức giận, ngược lại nói ba sạo một hồi lại làm cho Phó Chủ tịch huyện Cường nổi giận lôi đình. Xem ra về sau nên tránh va chạm với phó chủ tịch huyện Hạ cho nó lành. Sau khi tan họp, Hạ Tưởng vốn định quay về văn phòng thì lại nghe thấy tiếng người ồn ào bên ngoài, liền nhìn ra thì thấy bên ngoài cửa trụ sở huyện ủy đang bị một đám người vây quanh, những người này còn mang theo băng rôn và biểu ngữ, phía trên biểu ngữ có viết, Lệ Triều Sinh tham ô nhận hối lộ, lừa gạt dân chúng. Lệ Triều Sinh hại người nông dân, làm cho ngàn mẫu ruộng tốt trở thành hoang phế. Trong lòng Hạ Tưởng trở nên cảm thán, huyện An vốn tốt bỗng trở nên xấu, nguyên nhân là Lệ Triều Sinh đưa ra quyết sách sai lầm, làm cho hơn 1.000 mẫu ruộng tốt kia trở thành có quả mà không ai mua, còn y, là cán bộ lãnh đạo, đúng là không thể tránh khỏi việc này. Trong dòng suy nghĩ, Hạ Tưởng tự động đi ra phía ngoài cánh cửa của trụ sở, thấy cảnh sát đang đứng xếp thành hàng ngăn chặn mọi người, còn Mai Hiểu Lâm trong tay cầm loa công suất lớn, đang đứng ở trên bàn kêu gọi quần chúng bình tĩnh. Thưa mọi người, tôi là Phó Bí Thư huyện ủy Mai Hiểu Lâm, các vấn đề mọi người phản ánh đã được huyện ủy điều tra. Trong việc phổ cập, nhân giống cây ăn quả thì đồng chí Lệ Triều Sinh cũng không có hành vi tham ô nhận hối lộ. Xin mọi người duy trì sự bình tĩnh, không nên nghe người khác tung tin vịt đồn nhảm. Mọi người hãy tin tưởng huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện luôn một lòng quyết tâm đả kích các hành vi tham ô, hủ bại. Một khi đã điều tra ra ai có hành vi tham ô nhận hối lộ thì nhất định sẽ nghiêm khắc xét xử. Nhưng đối với các tin tức bịa đặt, làm mất trật tự trị an thì huyện ủy và ủy ban nhân dân cũng sẽ điều tra rõ. Mai Hiểu Lâm vừa dứt lời thì trong đám người biểu tình phía dưới trứng gà, trứng vịt bay ầm ầm về phía đầu cô, lập tức lòng đỏ, lòng trắng trứng gà chảy thành một hàng trên đầu cô, vô cùng khó coi. Mai Hiểu Lâm làm sao chịu nổi sự đãi ngộ kiểu này, cô vừa tức giận vừa sợ hãi. Lập tức ném loa xuống đất, từ trên bàn nhảy xuống, tức giận nói. Đúng là đồ dân điêu ngoa, nói không được, ai quản được thì quản, tôi mặc kệ. Hạ Tưởng nghe thấy lời nói bực dọc của Mai Hiểu Lâm liền âm thầm bật cười. Từ biểu hiện của cô vừa rồi có thể nhìn thấy công tác cơ sở của cô ta đúng là khuyết thiếu, đối phó với việc quần chúng tụ tập kêu oan thì không đủ kinh nghiệm để ứng phó với các trường hợp bột phát. Bởi vì sự bột phát của mọi người nên các nhân viên công tác trong lúc nhất thời này cũng trở nên kinh hoàng thất thố, vội vàng che chở cho Mai Hiểu Lâm thoát khỏi đám đông. Hạ Tưởng thấy vậy liền rút khăn tay ra, đi tới trước mặt Mai Hiểu Lâm rồi đưa cho cô. Hắn nói, Phó Bí Thư Mai, nông dân luôn luôn tiết kiệm, bọn họ nếu ném đồ vật gì đó thì thông thường cũng là đồ vật không có giá trị. Tôi là lần đầu tiên thấy bọn họ ném trứng gà, có thể thấy đối với ngài thì bọn họ cũng không đành lòng. Xem ra đây là quy cách đãi ngộ rất cao. À, mà tôi còn nghe thấy trứng gà còn có công hiệu làm đẹp da rất tốt, vì thế ngài không cần lo lắng gì cả. Chúng ta là cán bộ cơ sở, chịu ủy khuất vì bị ném trứng gà không tính là gì, so với sự ủy khuất vì tổn thất của dân chúng thì có thể xem như là rất nhẹ.
Mai Hiểu Lâm nhận lấy khăn tay của Hạ Tường, cẩn thận lau lại mặt mũi. Vốn cô có mái tóc dài, có một chút lòng trắng trứng gà ngấm vào trong mái tóc, không lau khô được. Cô có chút xấu hổ nói. Phó Chủ tịch huyện Hạ giúp tôi lau khô một chút, đừng có nhìn tôi như vậy. Tôi cũng muốn giúp ngài, tuy nhiên đang sợ mọi người tị hiềm, được ngài mở miệng nói ra thì mới dám. Hạ Tường lấy ra thêm hai tờ giấy lau, cẩn thận gỡ từng sợi tóc ra mà lau mái tóc cho Mai Hiểu Lâm thật sạch sẽ. Hắn còn nói, Phó Bí Thư Mai đừng tức giận, dân chúng so với chúng ta thì đơn giản hơn nhiều, phương thức biểu đạt cũng rất trực tiếp. Lúc ấy nếu là tôi ở đó, thì sẽ không may mắn như vậy, chắc chắn sẽ toàn là gạch đá, có lẽ lúc này mặt mày xám như cho rồi. Mai Hiểu Lâm mặc một áo ngắn tay, phía dưới mặc một quần dài, cách ăn mặc rất trung tính, không thể hiện được vẻ nữ tính của mình. Tuy nhiên da thịt cô ta nhẵn nhụi, phong thái của một cô gái thành thục đập vào mắt Hạ Tưởng làm cho hắn có một cảm thụ khác thường. Cô đang đứng trước mặt Hạ Tưởng, vốn không cao hơn Hạ Tưởng nhưng lúc này lại đang cúi đầu, so với Hạ Tưởng thì thấp hơn hẳn một cái đầu. Lúc này, làn hương thân thể cùng với hơi thở của cô liền xông thẳng vào cái mũi của Hạ Tưởng, khiến hắn ngứa ngáy, không kìm nổi phải hắt xì một cái. Mai Hiểu Lâm hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu lên, Hạ Tưởng vốn không phòng bị, lập tức bị đỉnh đầu của cô va chạm vào cái mũi của mình. Lúc này bộ dáng của Hạ Tưởng giống như mới ăn xong một cơn xấu, mặt mũi nhăn nhó lại, hai tay bưng lấy cái mũi, ngây ngô nói. Phó Bí Thư Mai, tôi cũng không phải là người ném trứng gà vào người ngài, ngài muốn trả thù thì cũng không nên dùng đỉnh đầu của mình mà đánh cái mũi tôi như vậy. Vốn trong bụng Mai Hiểu Lâm đang chứa đầy lửa giận, lúc này thấy bộ dáng chật vật của Hạ Tưởng thì bao nhiêu lửa giận đều biến mất, vội vàng nói. Rất xin lỗi Phó Chủ tịch huyện Hạ, tôi thật sự không cố ý. Mà cậu mới là người không văn minh, hắt xì trên đầu tôi, bây giờ thì tôi huýt cái mũi của cậu, xem ra chúng ta hòa nhau, ai cũng không được trách ai, được không? Cô giơ tay đánh vào tay Hạ Tưởng. Nào, để tôi xem cậu bị làm sao nào. Tuy nhiên, cậu cũng thật là lạ, vào lúc muốn hắt xì cũng không quay đầu tránh sang một bên, lại nhằm vào đầu tôi mà hắt xì. Cậu không biết hắt xì về phía người khác là cực kỳ không lễ phép không? Đúng là phong cách điển hình của Mai Hiểu Lâm, lúc cuối cũng không quên châm chọc người khác một chút. Hạ Tưởng đã quen với phong cách của cô, liền ngẩng đầu lên để cô xem xét cái mũi của mình. Không việc gì, chỉ đau một lúc là khỏi thôi. Phó Bí Thư Mai, dân chúng khiếu nại thì thông thường là cảm thấy nỗi oan khuất của mình không có chỗ nào để giải bày, vì thế mới tìm đến huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Giống như đứa con nhỏ bị ủy khuất lại tìm đến cha mẹ, đây là sự tín nhiệm đối với chúng ta. Mà khi con nhỏ ném trứng gà, thì đây cũng là một loại phương thức biểu đạt tình cảm yêu thương của mình, ngài cũng không nên tính toán chi ly. Tìm được người nào ném trứng gà thì từ đó sẽ tìm ra được 2-3 đại biểu, cùng đàm phán trực tiếp với bọn họ thì có lẽ sẽ trợ giúp giải quyết được vấn đề này. Mai Hiểu Lâm ngây người sửng sốt, đôi mắt cứ nhìn đi nhìn lại mấy lần như đánh giá Hạ Tưởng, rồi nói giọng vui vẻ. Nhìn không ra cậu trẻ tuổi hơn so với tôi thế mà lời nói có vẻ rất thành thục. Phương pháp của cậu rất tốt, để tôi thử một lần. Tính cách của cô nôn nóng, nghĩ là làm, vì thể bỏ mặc Hạ Tưởng đứng đấy xoay người đi ra, mới bước đi mấy bước lại bỗng nhiên dừng lại. Từ cách cậu lau tóc cho tôi hồi nãy xem ra cậu cũng là người đàn ông có tính cẩn thận, vì sao khi trên ô tô thì lại không mở cửa kính cho người ta, không chiếu cố cảm giác của người khác thế. Hạ Tưởng không biết nói gì. Mai Hiểu Lâm còn có tâm trí để nhớ mãi chuyện này không quên, nhớ nhiều như vậy sao không bị mệt sao? Hạ Tưởng không biết chính là việc cảnh tượng vừa rồi của hắn và Mai Hiểu Lâm vừa vặn bị Khâu Tự Phong nhìn thấy. Lúc này Khâu Tự Phong đang đứng phía sau cửa sổ, trong mắt hiện lên một tia cực kỳ bất mãn. Y nhìn thấy Hạ Tưởng đi vào phía trong trụ sở ủy ban một hồi lâu thì mới hồi phục lại tinh thần. Y liền lấy điện thoại ra, gọi một cuộc. Giang Hải, đến văn phòng của tôi một chút. Một lúc sau, Cường Giang Hải gõ cửa tiến vào, Khâu Tự Phong ra hiệu hắn ngồi xuống, nói với giọng quan tâm. Theo tin tức tin cậy, thời gian bí thư Lý tại huyện An không lâu lắm, chậm thì nửa năm, nhiều lắm một năm, hắn sẽ đi, có thể tôi sẽ danh chính ngôn thuận mà tiếp nhận chức vụ bí thư, đến lúc đó tôi sẽ mạnh mẽ đề cử anh chức chủ tịch huyện. Cường Giang Hải xúc động. Đa tạ chủ tịch huyện Khâu coi trọng, tôi vô cùng cảm kích. Hắn suy nghĩ, rồi nói. Thịnh Đại cũng có nhiều cơ hội lên làm chủ tịch huyện, hơn nữa nghe nói hậu trường hắn cũng khá cứng rắn, mạnh mẽ, tôi sợ đến lúc đó bị hắn đoạt trước.
Thịnh Đại và Hạ Tưởng khá thân thiết, hắn muốn lên chức cũng không dễ dàng như vậy. Khâu Tự Phong vừa nghĩ tới cảnh tượng của Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm ban nãy, trong lòng không thoải mái. Hạ Tưởng là người của Lý Đinh Sơn, hắn và Thịnh Đại liên kết, nếu Thịnh Đại làm chủ tịch huyện, bộ máy chính phủ sẽ rất khó khống chế. Yên tâm đi Giang Hải, tôi sẽ mạnh mẽ ủng hộ anh. Chương 233, âm mưu của Khâu Tự Phong và sự ngay thẳng của Mai Hiểu Lâm. Đương nhiên, anh muốn lên làm chủ tịch huyện, còn phải cố gắng có thêm thành tích mới được. Việc khai thác mỏ, đối với anh mà nói là chính là một cơ hội lớn. Khâu Tự Phong nhìn ngắm cây bút máy Pi trong tay, đó là tín vật đính ước mà Mai Hiểu Lâm tặng cho hắn. Hắn nhớ tới Mai Hiểu Lâm đối với hắn thái độ chừng mực, trong lòng khó chịu, giọng điệu cũng tỏ ra chút bực dọc. Phải ra tay làm, không cần sợ sệt. Huyện An hàm lượng khoáng sản tuy rằng không phải đặc biệt phong phú, nhưng cũng không ít. Một ít công trình cần tài chính lớn để khai thác, có thể trước mắt hoãn lại, chúng ta sử dụng công nghệ tốt và kỹ thuật tối tân, trước tiên triển khai các dự án có yêu cầu kỹ thuật thấp, hiệu quả mau, ví dụ như xi măng. Cường Giang Hải có chút do dự nói. Tinh thần chỉ thị của Phó Bí Thư Mai là, mời chuyên gia thủ đô đến kiểm chứng hạng mục, các công trình phải có chất lượng khoa học kỹ thuật cao giá trị gia tăng lớn và không ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường thì được ưu tiên suy xét. Công trình nhà máy xi măng phá hoại môi trường nghiêm trọng, Phó Bí Thư Mai đã nói rõ ràng không đáng suy xét. Khâu Tự Phong cười lắc đầu. Phó Bí Thư Mai suy xét vấn đề ưu đãi lợi ích lâu dài là tốt, nhưng khuyết điểm cũng không ít, chính là thấy hiệu quả quá chậm. Thật ra muốn một công trình có kỹ thuật cao, tài chính đầu vào nhiều không nói, hơn nữa 3 năm 5 năm chưa thấy hiệu quả và lợi ích, phiêu lưu cũng lớn rất nhiều. 3 đến 5 năm, đến lúc đó chúng ta đã sớm không còn tại huyện An. Chẳng phải là cho người khác hưởng. Thời gian quá dài, chúng ta cần là chiến tích, tốt nhất là trong vòng một năm liền lập tức thấy hiệu quả của công trình, chỉ có nhà máy xi măng có thể trong nửa năm nhìn thấy hiệu quả và lợi ích, hơn nữa đầu tư kỹ thuật cũng thấp. Cường Giang Hải còn có chút lo lắng. Phó Bí Thư Mai mời chuyên gia đến, nhưng đến khảo sát quặng thạch anh sa và quặng sắt, đối với nhà máy xi măng không có hứng thú, tôi làm sao có thể thuyết phục Phó Bí Thư Mai. Còn có đối với chuyên gia thủ đô phải giải thích như thế nào? Phó Bí Thư Mai để tôi đến nói chuyện, cậu chỉ cần đi theo chuyên gia thủ đô, bọn họ nói cái gì, cậu nghe cái đó. Chờ sau khi bọn họ báo cáo rồi đi về, chúng ta sẽ thay hình đổi dạng báo cáo thành phố, lấy công trình công nghệ cao xin tài chính chuyên môn, tài chính vừa đến tay, liền khởi công xây dựng nhà máy xi măng, làm sao biết được? Khâu Tự Phong vung tay lên nói. Cường Giang Hải biết hậu trường Khâu Tự Phong cứng rắn, mạnh mẽ, nghe xong kế hoạch của hắn, lập tức trong lòng hào hứng nhiệt tình. Tôi nhất định không phụ kỳ vọng của Chủ tịch huyện Khâu, cố gắng làm ra thành tích. Cường Giang Hải lại một lần nữa biểu hiện quyết tâm. Khâu Tự Phong coi như vừa lòng đối với thái độ của Cường Giang Hải, hắn gật đầu. Tốt, chúng ta liên kết thành một khối thống nhất, về sau huyện An là thiên hạ của chúng ta. Lý Đinh Sơn sẽ hạ bệ sớm. Thịnh Đại và Hạ Tưởng liên kết cũng vô ích. Ngụ ý là, về sau hắn là bí thư, Cường Giang Hải là chủ tịch huyện, huyện An ai còn dám lên tiếng phản đối. Cường Giang Hải bỗng nhiên thấy sơ hở một vấn đề mấu chốt, liền hỏi. Nếu phó chủ tịch huyện Thịnh không lên được, phó bí thư Mai có thể nhòm ngó vị trí chủ tịch huyện hay không? Hắn không biết quan hệ của Mai Hiểu Lâm và Khâu Tự Phong. Đừng nói Cường Giang Hải. Toàn bộ huyện An hiếm có người biết Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm có quan hệ thế nào. Đương nhiên, cũng do biểu hiện giữa Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm quá bình thường, cho tới bây giờ hai người chỉ nói chuyện công việc, cũng rất ít tiếp xúc riêng, nên ngoại trừ biết hai người đều từ thủ đô đến, các quan hệ khác đều không biết. Khả năng Phó Bí Thư Mai ở huyện An sẽ không lâu lắm, chí hướng của cô không tại huyện An, hơn nữa cô là một nữ đồng chí, thích hợp làm công tác nghiên cứu hơn. Khâu Tự Phong ám chỉ là, khả năng Mai Hiểu Lâm cũng sẽ điều đi, cho dù không điều đi, cũng ở bộ máy đảng ủy, sẽ không tiến vào bộ máy chính phủ. Cường Giang Hải có chút hồ nghi nhìn Khâu Tự Phong vài lần, khó hiểu vì sao Chủ tịch huyện Khâu hiểu biết Phó Bí Thư Mai như vậy, nói chuyện còn như vậy khẳng định, chẳng lẽ hai người bọn họ có quan hệ gì. Khâu Tự Phong nhìn ra nghi vấn của Cường Giang Hải, cũng không giải thích, cười khoát tay. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Làm tốt công tác của mình mới là quan trọng, chỉ cần có thành tích, thời điểm mấu chốt mới dễ nói chuyện. Cường Giang Hải đã hiểu.
tôi nhất định sẽ tạo thành tích khiến chủ tịch huyện Khâu hài lòng. Cường Giang Hải đi rồi, Khâu Tự Phong cầm lấy điện thoại, định gọi Mai Hiểu Lâm, suy nghĩ lại buông điện thoại xuống. Hắn và Mai Hiểu Lâm trước đây có đính ước, hai người tuy rằng đính hôn, nhưng lại là vì ích lợi gia tộc, giữ gìn quan hệ hai gia tộc, nên tạm thời chưa tính đến việc kết hôn, cũng không công bố, lại càng không phải loại người hay nói chuyện yêu đương. Tuy rằng Khâu Tự Phong cũng không có cảm tình gì đối với Mai Hiểu Lâm, nhưng tưởng tượng cảnh Hạ Tưởng vô cùng thân thiết mà giúp Mai Hiểu Lâm lau đầu, rõ ràng là hành động bình thường, trong lòng hắn lại khó chịu, muốn xử lý Hạ Tưởng. Hắn vỗ mạnh lên bàn, tự nói. Hạ Tưởng mày chờ đó, tao sẽ cho mày ở huyện An nửa bước khó đi. Hạ Tưởng không biết Khâu Tự Phong rất căm ghét mình, hắn trở lại văn phòng, chưa kịp ngồi xuống đã nghe tiếng điện thoại. Sau đó mới biết được hóa ra là Mai Hiểu Lâm tìm hắn, muốn mời hắn dự thính trong cuộc họp giải quyết vấn đề nông dân khiếu kiện. Hạ Tưởng suy nghĩ chốc lát rồi đồng ý.